Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 101. Cũng chính là việc điều chỉnh bộ máy cán bộ ở các huyện phía dưới của Hải Đông quá lớn, gây hiểm nghi. Diệp Phàm vừa cân nhắc, liền nghĩ tới việc này. Ha ha, tôi hiểu, cho nên đến Thủy Châu nghỉ ngơi vài ngày. Diệp Phàm cười nói. Vậy thì tốt rồi, kết hợp lao động và nghỉ ngơi. Có một số việc, vội cũng không xong. Kiều Chí Hòa lại nói thêm một câu. Diệp Phàm nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái gì. Lời nói của Kiều Chí Hòa quá thâm sâu, huyền bí đến nỗi người ta nghĩ không ra. Cái gì mà gọi là vội cũng không xong? Chẳng lẽ ý nói có những việc, vội cũng vô ích, ngược lại khiến người ta không vui? Xem ra, Phí Mãn Thiên có chút không hài lòng về những hành động gần đây của mình ở Hải Đông. Diệp Phàm trong lòng sinh cảnh giác. Chương 1818, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương. Hai người nói chuyện một hồi rồi bắt đầu uống. Tuy nhiên, khi nói đến mối quan hệ với Kiều Chí Hòa, Diệp Phàm cảm giác có chút nặng nề. Hai người nói thế nào cũng không cùng quan điểm. Trưởng ban thư ký Kiều, lần này chủ nhiệm Chu đến Nam Phúc rèn luyện. Tuy nhiên, cấp trên đã giải thích, việc này còn phải được tỉnh ủy Nam Phúc thông qua mới được. Về việc lựa chọn địa điểm, tỉnh ủy cũng có tiếng nói riêng. Trương Vệ Thanh bắt đầu thể hiện mình là trung gian cho Chu Sâm. Ừ, nghe nói lần này các ban ngành trung ương có cử xuống một số đồng chí. Về cơ bản đều là cử xuống tỉnh ủy công tác. Hơn nữa, đã thống nhất là đồng chí nào đến tỉnh nào là do cấp trên quyết định. Còn sau về đến tỉnh sẽ công tác ở đâu lại là do thành phố quyết. Cơ chế lựa chọn hai lần như vậy, Âu cũng là phù hợp với tình hình bên dưới. Trung ương cũng phải suy nghĩ đến việc chỉ quản những vấn đề quan trọng. Còn riêng với mỗi địa phương, Trung ương sẽ ra quyết định chung chung, còn đối với vấn đề đồng chí nào thích hợp với địa phương nào hay không, Trung ương không thể tỏ tường bằng các đồng chí ở địa phương được. Như vậy Trung ương và địa phương cùng nhau sắp xếp nhân sự là biện pháp rất tốt. Vừa tăng cường sự chỉ đạo của Trung ương đối với địa phương, cũng xem xét đến nhu cầu thực tế của địa phương. Kiều Chí Hòa gật đầu tâm đắc. Ha ha, lần này văn kiện đã sớm ban hành xuống tận các cấp địa phương. Trương Vệ Thanh thản nhiên cười cười nhìn thư ký Kiều hỏi. Lần này đến Nam Phúc có hai đồng chí, một người chính là đồng chí Chu Sâm ở văn phòng Trung ương, một là đồng chí Lâm Thừa Minh ở văn phòng Thủ tướng. Không biết tỉnh Nam Phúc sắp xếp hai vị đồng chí thế nào? Trong lòng Diệp Phàm thầm lấy làm ngạc nhiên, một tỉnh Nam Phúc mà không ngờ có đến hai đồng chí xuống công tác. Hai người cũng chưa lấy làm kỳ, mà ngạc nhiên hơn nữa là cả hai đồng chí này đều thuộc Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc vụ Viện. Hơn nữa, một là Phó Chủ tịch Văn phòng, một là Phó Chánh Văn phòng của Thủ tướng. Đều là cán bộ cấp giám đốc sở. Chẳng lẽ cấp trên có hành động, hoặc giả đang ám chỉ điều gì? Diệp Phàm cân nhắc một hồi mà vẫn không nghĩ thông. Nhưng sau một hồi cân nhắc Diệp Phàm cũng phát hiện ra dấu hiệu có mùi. Ít nhất, có lẽ vị trí bí thư thành ủy Hải Đông, Chu Sâm và Lâm Thừa Minh đều muốn ngồi vào. Theo suy nghĩ của hắn, theo biểu hiện của Trương Vệ Thanh thì quan hệ của y và Chu Sâm rất thân thiết. Mà quan hệ giữa hắn và Trương Vệ Thanh cũng không tồi, ngoài ra Chu Sâm cũng đã từng thử thách hắn cũng như bày tỏ đôi chút thái độ. Cho nên, dù có xét về mặt nào, trong việc này hắn đều nên giúp đỡ Chu Sâm một phen. Ha ha, một tuần sau sẽ tổ chức hội nghị thường vụ, nghe nói là thảo luận về vấn đề điều chỉnh nhân sự. Nói đến đây Kiều Chí Hòa bỗng ngừng lại, nhấp một ngụm trà nhìn Diệp Phàm rồi tiếp. Việc này, có liên quan đôi chút đến Hải Đông các cậu. Tôi nghĩ cũng đúng, Hải Đông nhoáng cái đó đã thiếu mất 3 vị trí. Cũng không thể để trống mãi như vậy, cứ thế sẽ bất lợi cho các ban ngành triển khai công tác. Những vị trí này, ở Hải Đông đều rất quan trọng, là những vị trí then chốt đứng đầu. Không có lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc rất khó triển khai công tác. Diệp Phàm thầm nhủ, chẳng lẽ là sự bất mãn của Phí Mãn Thiên đối với hắn ngày càng lớn nên lão muốn ra tay. Đúng vậy, vụ án ở Hải Đông khi đó đã đồn đại đến tận ủy ban kỷ luật Trung ương. Trung ương không thể nào không chú ý, cho nên, quan trường Hải Đông cũng đang được cấp trên theo dõi. Nghiêm trọng hơn là, công tác của Hải Đông đang được cấp trên theo dõi rất sát sao. Từ góc độ suy xét của Trung ương chắc sẽ chịu đứng nhìn Hải Đông mục nát như vậy. Cho nên, chỉnh đốn bộ máy lãnh đạo Hải Đông là việc bắt buộc phải thực hiện. Tuy nhiên, lần điều chỉnh này chỉ dùng cách bổ sung chỗ thiếu. Kiều Chí Hòa hiểu rõ ý định của tỉnh ủy,
Đó là không điều chỉnh thành viên của bộ máy chính quyền Hải Đông mà lại bổ sung thêm 3 đồng chí khác. Trưởng ban thư ký Kiều, tôi xin kính anh 3 chén. Anh 1 tôi 3. Lúc này Chu Sâm vẻ mặt cung kính đứng lên, giơ chén ra mời. Sao có thể như vậy, đều uống 3 chén đi. Kiều Chí Hòa thản nhiên cười nói. Diệp Phàm hiểu Kiều Chí Hòa đang lấy thể diện cho Trương Vệ Thanh. Kiều Chí Hòa là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, quản lý công việc của văn phòng tỉnh ủy, nếu tính ra thì y và Trương Vệ Thanh cũng cùng làm một việc. 3 chén rượu cùng được uống cạn. Chủ nhiệm Chu, nếu anh được cử đến Hải Đông, tôi thật hy vọng được làm việc cùng để xây dựng Hải Đông. Công việc của chủ nhiệm Chu ở văn phòng chủ tịch, những việc khác tạm không nói, ít nhất cũng có thể giúp đỡ Hải Đông nhiều việc khi liên hệ với cấp trên. Hải Đông chúng ta, hiện đang thiếu đi sự giúp đỡ này. Hải Đông hiện có quá nhiều việc phải làm. Lúc này Diệp Phàm thấy Trương Vệ Thanh nhìn mình, lập tức hiểu ngay, hắn liền vào đề câu chuyện một cách rất tự nhiên. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, Kiều Chí Hòa hơi nhếch môi, người thường thì khó có thể phát hiện ra. Có lẽ cũng đã hiểu được ý tứ của hắn. Ha ha, thật ra tôi cũng muốn thế. Chu Sâm cũng theo đó bắt đầu té nước theo mưa. Y liếc Diệp Phàm một cái rồi nói. Tuy nhiên, Hải Đông là thành phố lớn của Nam Phúc. Tỉnh Nam Phúc tuy nói là các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đứng top 6, nhưng hiện tại, vẫn còn vài huyện chưa nâng cấp lên thành phố được. Có lẽ Hải Đông sẽ không tới phiên tôi. Cái gì cũng là do con người làm ra cả mà thôi. Trưởng ban thư ký Kiều, anh nói xem có đúng không? Lúc này Trương Vệ Thanh liền lên tiếng, ý ám chỉ đã rất rõ ràng. Ha ha. Có thể tranh thủ. Kiều Chí Hòa tất nhiên là không thể hiện rõ thái độ. Đương nhiên, theo thái độ thì cũng có thể thấy, cá nhân y tán đồng việc Chu Sâm đến Hải Đông. Tuy nhiên, Kiều Chí Hòa lại nhìn Diệp Phàm cười bảo. Nếu Chủ tịch Diệp thật sự hy vọng được làm việc với chủ nhiệm Chu thì cũng chẳng có gì là khó. Kiều Chí Hòa quả thật là tay ăn nói sắc sảo. Việc này rõ ràng là Chu Sâm muốn đến Hải Đông, qua miệng y lại biến thành Diệp Phàm muốn cùng làm việc với Chu Sâm. Lời này, tất nhiên Chu Sâm nghe là hiểu ngay, y khẽ liếc Trương Vệ Thanh, họ Trương lìa cười mà rằng. Tôi thấy, thật ra Diệp Phàm cậu ấy chắc đã quên mất rồi. Ha ha, anh Trương, tôi kính anh 3 chén. Diệp Phàm đưa chén lên, Trương Vệ Thanh vừa nghe thế đã mừng rỡ. Diệp Phàm nói thế tức là ở tỉnh ủy y có đến 3 phiếu rồi. Trương Vệ Thanh nâng chén, Chu Sâm cũng đứng dậy cười nói. Chủ tịch Diệp. Trước tiên tôi xin kính anh 3 chén. Chúng ta tuy là chưa gặp mặt nhiều lắm, nhưng cũng là tâm đầu ý hợp có phải không? Đúng, đúng, đúng. Có người, tình cờ gặp đã quen, nhưng có người làm việc cùng nhau mãi nhưng vẫn không thể nào quen thân được. Chủ nhiệm Chu nói rất hay. Trương Vệ Thanh lập tức gộp hai người lại. Cạch cạch cạch. Diệp Phàm cùng Chu Sâm uống 3 chén, một chén là một phiếu. Ha ha ha. Trương Vệ Thanh lẫn Kiều Chí Hòa đều cười. Kiều Chí Hòa vội nên đi trước. Kiều Chí Hòa vừa đi, Trương Vệ Thanh nói ngay. Ông em, nói thật với cậu, Chu Sâm có chút thân thích với tôi. Ừ, vậy thì tốt, tôi cũng phải gọi một tiếng anh Chu. Diệp Phàm cười nói. Vậy thì từ giờ tôi sẽ xin gọi là cậu Diệp. Chu Sâm tất nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này, lập tức nói. Ông em, thời gian không đợi ai cả, chúng ta chắc phải đi đây. Trương Vệ Thanh lên tiếng nhắc nhở Diệp Phàm. Như vậy đi, tôi xem họ có ở đó không. Diệp Phàm nói xong gọi điện thoại. Trước tiên là gọi cho Tề Chấn Đào, sau đó là Đoàn Hải Thiên và Lô Minh Châu. Tề Chấn Đào có nhà, ba người đổi sang uống trà rồi Diệp Phàm gọi điện thoại đi. Chú Tề, tối nay chú có rảnh không ạ? Rảnh à, để làm gì sao? Tề Chấn Đào hỏi, sau đó nói ngay. Có phải cậu đã về Thủy Châu? Vâng. Mới về đến nơi ạ. Không ở Hải Đông về đây làm gì? Tề Chấn Đào tức giận hừ nói. Ha ha, chủ nhiệm Trương đến Thủy Châu. Tôi về chiêu đãi một chút, dù sao tôi cũng là chủ nhà mà. Chủ nhiệm Trương nào nhỉ? Tề Chấn Đào vội hỏi. Chủ nhiệm văn phòng Trung ương Trương Vệ Thanh, còn có một đồng chí ở văn phòng của Đường Hạo Đông là phó chủ nhiệm văn phòng Chu Sâm. Chúng tôi vừa đến Thiên Trúc Viên. Chú Tề có thời gian thì mời ra đây ngồi một chút được chứ ạ? À? Diệp Phàm ăn nói rất khéo léo, chẳng những nói rõ thân phận của Trương Vệ Thanh, ngoài ra còn giới thiệu luôn cả Chu Sâm. Nếu Tề Chấn Đào ủng hộ Chu Sâm, có lẽ sẽ đến uống trà.
Nếu Tề Chấn Đào không có cảm tình với Chu Sâm, có lẽ sẽ từ chối. Huống chi Tề Chấn Đào trước đó muốn làm quen với Trương Vệ Thanh. Ngay lúc đó Tề Chấn Đào ở Bắc Kinh không đâu là không có chỗ dựa. Sau đó Diệp Phàm đã giới thiệu ông ta với nhà họ Phượng. Cho nên, bây giờ Trương Vệ Thanh mới nghĩ đến ông ta. Tuy nhiên lúc đó Trương Vệ Thanh chỉ là một chủ nhiệm văn phòng trung ương cấp giám đốc sở, phân lượng cũng nhẹ một chút. Còn hiện giờ là một cơ hội tốt để thử. Quả nhiên, Tề Chấn Đào vừa nghe đến tên Chu Sâm đã nghĩ ra gì đó mà im lặng trong giây lát. Chừng 3 phút sau vẫn không thấy nói gì. Diệp Phàm kiên nhẫn đợi. Trương Vệ Thanh vẫn thản nhiên uống trà còn Chu Sâm thì đã hơi sốt ruột. Diệp Phàm thấy bàn tay Chu Sâm đặt trên bàn hình như đang hơi run run. Thái độ của Tề Chấn Đào rất có phân lượng ở tỉnh ủy. Người ta là nhân vật số 3 của tỉnh Nam Phúc, bí thư đảng ủy phân công quản lý nhân sự. Có được sự ủng hộ của ả y là coi như đã thành công được một nửa. Cậu nghĩ như vậy có nên không? Tề Chấn Đào đã lên tiếng. Vâng. Diệp Phàm vội đáp. Vậy được. Tề Chấn Đào trả lời, rồi sau đó lại nói tiếp. Tuy nhiên, tôi không thích uống trà, đến chỗ Lão Vương Kế làm chút thịt chó cũng tốt. Được ạ, chúng ta đến chỗ Lão Vương Kế. Diệp Phàm nghe xong trong lòng cao hứng. Sau khi buông điện thoại liền nói với Trương Vệ Thanh về ý của Tề Chấn Đào, Trương Vệ Thanh nghe xong cũng cảm thấy rất hứng thú. Khi uống rượu, hai bên cũng chưa nói đến chuyện của Chu Sâm. Tuy nhiên, ai nấy cũng đều là người hiểu chuyện nên cũng không cần nói thêm nữa. Tuy nhiên, sau khi mọi người chia tay Diệp Phàm bị Tề Chấn Đào gọi vào nhà. Ông ta nhìn Diệp Phàm lạnh lùng bảo. Cậu đấy, dã tâm càng lúc càng lớn, có phải là muốn khống chế toàn bộ Hải Đông không? Không ngờ dám nhúng tay vào việc chọn bí thư thành ủy. Chuyện này mà cậu cũng có thể nhúng tay vào sao? Không có khả năng đó thì chớ có làm loạn lên. Đến lúc thương tích đầy mình thì tự đi mà chịu. Tôi cũng không có cách nào khác. Nếu không được thì đành dùng nắm đấm mà lên thôi. Lần chọn người cho vị trí bí thư thành ủy Hải Đông này rất quan trọng đối với tôi. Nghe nói Trung ương đưa hai đồng chí xuống đây để cạnh tranh chức bí thư thành ủy có phải không? Diệp Phàm hỏi. Chương 1819, dám bẫy tôi. Đúng, Chu Sâm và Lâm Thừa Minh đều đang tranh thủ. Tề Chấn Đào cũng không giấu gì Diệp Phàm. Cho nên, tôi bị buộc phải hành động, chỉ có thể để Chu Sâm nhận chức đó, không thể là Lâm Thừa Minh. Diệp Phàm hừ nói. Lạ nhỉ, Lâm Thừa Minh công tác ở văn phòng quốc vụ viện, gây hấn với cậu khi nào vậy? Tề Chấn Đào cảm thấy hơi lạ, nhìn Diệp Phàm thắc mắc. Tôi vừa mới điều tra qua, Lâm Thừa Minh tuy là làm việc ở văn phòng quốc vụ viện, nhưng y phụ trách công tác cho Ủy viên Quốc hội Trương Hướng Đông. Diệp Phàm nói, người ta phụ trách công tác cho Trương Hướng Đông cậu quan tâm cái rắm gì? Tề Chấn Đào tức giận văng tục, nhưng rồi lại như bỗng hiểu ra điều gì, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Thật không thể hiểu hết được, cậu đấy, bản lĩnh càng lúc càng lớn. Khả năng gây chuyện cũng càng đáng gờm hơn. Làm người ta cứng cả lưỡi không nói được gì rồi. Việc này, tôi không rõ ý của chú Tề. Diệp Phàm hơi chột dạ, vội vàng lên tiếng che giấu. Không rõ, cậu còn dám khoe khoang trước mặt tôi. Cậu cố ý nói như thế, có phải là muốn nói cho tôi biết, cậu và Trương Hướng Đông không hợp cả. Người ta là ủy viên quốc hội, sao có thể đến lượt cậu hợp cả chứ? Tề Chấn Đào quát lên, giọng rất nặng nề. Việc này... Cháu của Trương Hướng Đông là Trương Nhất Đống đang đảm nhiệm chức Phó Bí Thư Thành ủy Hải Đông, quản lý công tác của Ủy ban Kỷ luật. Diệp Phàm nói, nhìn Tề Chấn Đào bảo. Chú Tề, chú nói xem tôi có cách gì. Người thân tín của Trương Hướng Đông đến Hải Đông đảm nhiệm chức Bí Thư Thành ủy, liệu còn có quả ngon cho tôi vặt sao? Đến lúc đó y cùng Trương Nhất Đống liên thủ, Hải Đông này đâu còn là địa bàn của tôi. Công việc không thể triển khai, chỗ nào cũng bị khống chế. Không có chiến tích thành tích, tôi lấy cái gì để thăng chức chứ? Ha ha, thằng nhóc, thì ra cậu đã có chuẩn bị trước. Tề Chấn Đào đột nhiên mỉm cười, nhưng, cũng lại nói. Việc này, có lẽ phần lớn còn nằm trong tay bí thư Phí. Chẳng lẽ cậu dám đem việc này nói trước mặt bí thư Phí? Tôi không dám, bí thư Phí còn giận cái mặt này. Diệp Phàm quả quyết lắc đầu. Cậu còn biết sợ sao? Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cậu cũng có lúc nhát gan. Tề Chấn Đào hừ nói. Chọn bí thư thành ủy, tôi suy nghĩ chưa chín chắn nên không dám đề nghị với bí thư Phí chuyện này.
chỉ có điều, có lẽ Trương Vệ Thanh đã đánh tiếng trước. Tuy nhiên, tôi vẫn phải đi tìm bí thư phí. Cậu còn tìm bí thư phí làm gì? Gần đây chuyện của Hải Đông ầm ĩ đến tận Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Tuy nói Ủy ban Kỷ luật Trung ương không làm gì bí thư phí nhưng Thanh Ngưu xảy ra chuyện như vậy, bí thư phí cũng không có gì đáng để tự hào. Nghe nói lần trước bí thư phí lên họp ở Trung ương. Chủ tịch Đường có ý nhắc nhở đến vấn đề của Hải Đông. Tuy không điểm danh phê bình chính thức với lãnh đạo tỉnh Nam Phúc, nhưng việc này cũng đủ làm bí thư phí khó chịu rồi. Cậu đó, lúc ấy đã làm mọi chuyện thành ra quá ầm ĩ. Vì sao phải kêu đến tận Ủy ban Kỷ luật Trung ương? Vấn đề Thanh Ngưu ở tỉnh hoàn toàn có thể giải quyết. Hơn nữa, tôi nghe nói, việc này chính là do Lý Phong của phòng giám sát Ủy ban Kỷ luật Trung ương làm. Mà quan hệ giữa Lý Phong và cậu có lẽ cũng không tồi. Cậu làm như vậy có quan tâm đến suy nghĩ trong lòng bí thư phí và chủ tịch Yến không? Cậu mời cấp trên xuống ra mặt, đây không phải là đánh vào thể diện của họ sao? Sau này cậu sẽ hiểu, hai vị đó hiện giờ nhìn thấy cậu có lẽ đều muốn cho cậu ăn một cái tát. Nghe Tề Chấn Đào nói, Diệp Phàm không biết làm thế nào, cũng chỉ có thể cười khổ. Thầm nghĩ chuyện này chủ tịch Đường đã có chỉ thị mật. Diệp Phàm không dám đưa cho Phí Mãn Thiên và Yến Xuân Lai xem. Hắn đành phải chịu oan ức. Tuy đắc tội với hai vị trùm sò nhưng chủ tịch Đường tự tay viết thư đưa cho hắn cũng làm hắn cảm thấy rất vui. Mất cái này thì được cái kia. Việc này đương nhiên không nên nói với Tề Chấn Đào. Việc này, lúc đó chủ nhiệm Lý Long vừa vặn đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta làm việc. Sau khi nghe nói việc này y đã đích thân đến, tôi cũng không có cách gì. Chẳng lẽ không để y đến, tôi đâu có gan làm vậy. Vả lại. Người ta là người của phòng giám sát Ủy ban Kỷ luật Trung ương xuống đây phá án, tôi có lý do gì để ngăn cản? Diệp Phàm đành phải nói dối, đẩy trách nhiệm lên đầu Lý Long. Chẳng lẽ cậu đi tìm bí thư phí nói lên suy nghĩ của mình? Tề Chấn Đào bỗng dưng thấy hưng phấn, hỏi Diệp Phàm. Không phải, tuy nói việc chọn người cho vị trí bí thư thành ủy Hải Đông tôi không dám ý kiến. Nhưng, nếu có thể có lời nói giúp cũng không sao phải không chú Tề. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Không đúng, cậu nói câu này có ẩn ý. Tề Chấn Đào đột nhiên suy nghĩ một chút, rồi vỗ bàn hừ nói. Cái thằng nhỏ này, lá gan to thật, không ngờ lại dám bẫy tôi. Tôi nào dám chứ, chú Tề, việc này, ha ha. Tôi đang nói tình hình thực tế. Hiện tại Hải Đông còn trống ba vị trí, chọn bí thư thành ủy tôi không dám đề nghị, hai vị trí khác, trong mắt tôi đã chọn được người thích hợp. Đồng chí Vũ Hữu Hòa phó trưởng ban thư ký thành ủy không tồi. Trong khoảng thời gian tôi đến Hải Đông, y bận rộn suốt ngày, rất năng nổ. Chú cũng biết, dù sao cũng phải cho người khác chút hy vọng có phải không? Nếu không, có ai còn nhiệt tình giúp mình những chuyện không công chứ? Quả nhiên là đào hố cho tôi nhảy xuống. Có phải lại muốn mời tôi đề cử đồng chí Vũ Hữu Hòa vào hội nghị thường vụ thành ủy? Tề Chấn Đào lạnh lùng hừ nói, nhìn Diệp Phàm một cái rồi lẩm bẩm. Chu Sâm là chuyện lớn đây. Đây là Tề Chấn Đào cảnh cáo Diệp Phàm lòng tham không đáy, một lúc đòi đề cử đến hai người. Cho nên, Tề Chấn Đào có chút tức giận. Tôi hiểu rồi, tuy nhiên, chuyện Vũ Hữu Hòa tôi sẽ đến chỗ bí thư phí. Đến lúc đó thật sự có người đề xuất, chú Tề nhớ ủng hộ cho một chút là được. Chú Tề cứ cho Diệp Phàm một chút ân tình này, tôi sẽ suốt đời không quên đâu. Diệp Phàm nói. Thôi, dừng ngay, cậu đấy, ôi. Lại dùng cái bài tình cảm trước mặt tôi. Tôi, xem, tôi là người trọng tình cảm quá mà. Tề Chấn Đào khoát tay áo nói. Y nhìn Diệp Phàm một cái, đột nhiên nói. Trong khoảng thời gian này, Tề Thiên cũng không biết ở đâu. Có lẽ phải đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Gần đây thấy Diệp Thu một mình có chút cô đơn. Nó đang mang thai, buồn bã nhiều cũng không tốt. Mang thai. Diệp Phàm nhíu mày, thầm nói. Thằng nhãi Tề Thiên này quả thật là lợi hại. Gieo hạt cũng quá nhanh đi, một mũi tên đã trúng mục tiêu. Mang thai có gì lạ, cậu có gì phải ngạc nhiên thế? Tuy nhiên, việc cưới hỏi phải nắm chắc. Tề Chấn Đào hừ nói. Ha ha, tốt tốt tốt, chú Tề, chờ Tề Thiên về tôi sẽ lập tức đến nhà họ Mai một chuyến. Bà mối như tôi đến tổn thọ mất. Diệp Phàm cười nói, thầm nghĩ đến Tề Chấn Đào mà cũng đưa ra điều kiện. May mà việc này cũng đơn giản thôi. Không phải chỉ có thế, đã mang thai chẳng lẽ còn lo con gái nhà người ta đi mất.
là tôi muốn tìm cho Tề Thiên một chỗ yên tĩnh mà sinh sống thôi. Tề Chấn Đào khoát tay áo nói. Việc này tôi đã nghĩ tới trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, để Tề Thiên về công tác phổ thông trong quân ngũ, hoặc là về quân khu nào đó đều được. Hơn nữa, bọn họ từ tổ chức đó đi ra sẽ được thăng một bậc. Tề Thiên hiện tại đã là trung tá, tăng lên một bậc là đại tá. Đảm nhiệm sư trưởng sư đoàn nào đó là hoàn toàn có khả năng. Diệp Phàm nói, tốt lắm, việc này cứ giao cho cậu đi, đến lúc đó tôi chỉ ưng cái chức sư trưởng cho nó thôi đấy. Hơn nữa, việc này, tôi sẽ không nói với nhà họ Mai. Nợ bọn họ chút ân tình, vậy chi bằng bằng để tiểu tử cậu cho tôi một chút ân tình. Hai chúng ta làm mấy chén thế nào hả? Tề Chấn Đào đột nhiên hào hứng lên, cười nói. Việc này, chú Tề hình như chú đang chụp mũ cháu quá đi. Diệp Phàm có chút buồn bực, vì chỉ chốc là hắn đã hiểu ngay dụng ý. Hắn đào hầm cho Tề Chấn Đào nhảy, thì Tề Chấn Đào thật ra cũng im ỉm đào hố cho hắn nhảy xuống. Việc này rốt cuộc là ai thắng ai bại vẫn chưa thể phân rõ. Chụp cái rắm, cậu đào hai hố, tôi mới một hố, ai chiếm được nhiều ưu thế hơn. Tề Chấn Đào tức giận hừ nói. Chú cũng đào hai hố, vị trí sư trưởng của Tề Thiên khá khó giải quyết. Còn cả việc nói chuyện kết hôn với nhà họ Mai, việc này, tôi cũng phải chạy đi kêu khản cả cổ. Kêu cái rắm, phải tôn kính đối với bề trên đúng không? Cậu đấy, vẫn phải gọi tôi là chú đúng không? Không biết lớn bé gì cả, mau cút đi cho tôi. Tề Chấn Đào mắng cho Diệp Phàm một té tát coi như là hạ lệnh đuổi khách. Tôi đi đây. Diệp Phàm tất nhiên đứng lên, nhân cơ hội này chuồn luôn cho đẹp. Nếu cứ ở lại đây nữa Tề Chấn Đào lại tìm ra việc gì gây khó dễ với hắn. Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Thằng nhóc này, chuồn còn nhanh hơn con thỏ. Tề Chấn Đào hừ một tiếng, quay sang nhìn bà xã một cái, đột nhiên cười nói. Ha ha, có cháu bé rồi. Cháu ông chứ có phải của tôi đâu. Phong Nhã Mai tức giận mắng Tề Chấn Đào một câu rồi bảo. Lão Tề, vị trí sư trưởng không phải là nhỏ. Không phải ông làm khó Tiểu Diệp sao? Tôi nghe nói nó gần đây gặp xui xẻo, hình như ở quân đội cũng không ra sao cả. Thằng nhóc đó, tuy nói hiện giờ đã mất chức trong quân đội. Tuy nhiên, năng lực của nó bà không nhìn thấy hết được. Đánh gãy chân thì còn gân đấy thôi. Vị trí sư trưởng của Tề Thiên, cứ giao cho nó. Cũng đỡ cho tôi phải chạy lên chạy xuống đến mệt cả người. Tề Chấn Đào cười nhạt đắc ý. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm đưa đồng chí An Kỳ vào Sở Công an tỉnh. Đầu tiên Diệp Phàm tìm được Phó Giám đốc Sở Quản lý Mảng Trinh sát hình sự là Dư Nhuệ Phong. Ngồi đi. Dư Nhuệ Phong vẫn khá nhiệt tình tiếp đón Diệp Phàm. Tuy nhiên, sau khi Diệp Phàm giải thích ý định của mình, Dư Nhuệ Phong vẻ mặt cũng tỏ ra rất khó khăn. Y cố ý nói vòng vo một hồi rồi bảo. Bí thư Diệp, không phải tôi cố ý làm khó các anh. Vụ án Cao Tiềm là giám đốc Câu tự mình thẩm vấn. Hơn nữa còn chỉ định đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thôi Hùng Cương thẩm tra xử lý. Sở Công an tỉnh cũng rất coi trọng vụ án này, các cậu yên tâm, Sở Công an tỉnh sẽ xử lý công bằng. Dư Nhuệ Phong tất nhiên là đang ba phải, Diệp Phàm nghe là hiểu ra ngay. Giám đốc Câu hôm nay không rảnh sao? Diệp Phàm hỏi, biết tìm Dư Nhuệ Phong cũng vô dụng, thà không nói cho đỡ phí công. Tôi có thể giúp các anh hỏi một chút. Dư Nhuệ Phong nói xong lấy điện thoại ra, một chặp rồi nói là giám đốc Câu đồng ý gặp Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng An Kỳ đến phòng làm việc của giám đốc Câu. Giám đốc Sở Công an tỉnh Câu Trần Nam tướng mạo thật không giống cảnh sát, nhìn qua có vẻ thư sinh. Trên mũi đeo cái kính gọng vàng, y nhìn Diệp Phàm một cái, mặt không chút thái độ cất tiếng hỏi. Cậu chính là Diệp Phàm. Chương 1820. Người gây sức ép chính là ông, giám đốc Câu. Thái độ này của Câu Trấn Nam rất không ổn, làm cho người ta thấy như thái độ của kẻ bề trên với người dưới. Hơn nữa không gọi chức danh của Diệp Phàm mà là gọi thẳng tên đồng chí Diệp Phàm. Việc này thể hiện rõ là muốn giải quyết hoàn toàn như việc công. Là tôi, ông là giám đốc Câu. Diệp Phàm giơ tay ra. Ngồi đi. Câu Trấn Nam cũng không thèm đưa tay ra bắt mà thản nhiên ra hiệu cho Diệp Phàm ngồi xuống. Diệp Phàm cũng thu tay lại, ngồi xuống. Hắn liếc An Kỳ một cái, An Kỳ lập tức chào nghiêm với Câu Trấn Nam rồi nói. Giám đốc Câu, ông là lãnh đạo Sở Công an tỉnh.
Vụ án Cao Tiềm là do Cục Công an thành phố Hải Đông thẩm tra xử lý. Cục chúng tôi đã thảo luận, cảm thấy Cục Công an Hải Đông có khả năng thẩm tra xử lý vụ án này. Cho nên, việc này hy vọng Sở Công an tỉnh có thể giao cho Cục Công an thành phố Hải Đông xử lý. An Kỳ cho dù có chút nhút nhát, nhưng vẫn kiên trì đưa ra yêu cầu. Đúng vậy, nghe nói Cục Công an thành phố Hải Đông cũng đang điều tra và bắt giam nghi phạm. Cao Tiềm là một nghi phạm rất quan trọng, thiếu lời khai của y các đồng chí dưới đó không thể phá án. Hy vọng Giám đốc Câu có thể ủng hộ công việc của các đồng chí phía dưới. Diệp Phàm cũng thuận miệng nói một câu, thái độ rất thành khẩn. Các cậu nghi ngờ năng lực phá án của Sở Công an tỉnh. Câu Trấn Nam lạnh lùng thốt lên, rõ ràng là không hài lòng. Năng lực phá án của Sở Công an tỉnh đương nhiên mạnh hơn chúng tôi nhiều lắm. Chỉ có điều vụ án này do Cục Công an thành phố Hải Đông điều tra ra. Mà Cao Tiềm lại là một trong những nghi phạm quan trọng. Y là người chủ mưu phá hoại việc xây dựng phát triển kinh tế của Hải Đông. Những đồng phạm khác đều bị bắt, mà lúc đó khi bắt giữ Cao Tiềm, Sư trưởng Yến Trường Thủy đã nói, một khi điều tra rõ vấn đề liên quan đến Trung đoàn trưởng Trung đoàn số 2 Tô Chí Cương có xong sẽ giao Cao Tiềm cho Cục Công an thành phố Hải Đông. An Kỳ nói, đối với những người phá hoại quá trình phát triển kinh tế như vậy, Thành ủy tuyệt đối không nương tay, nhất định phải nghiêm trị. Diệp Phàm cũng nói giúp. Đồng chí Diệp Phàm, việc này tôi chẳng lẽ không hiểu sao? Buồn cười. Câu Trấn Nam nghiêm mặt, ý giễu cợt. Nếu Giám đốc Câu cũng có ý này thì sao không giao người cho Cục Công an thành phố Hải Đông? Hôm nay bọn họ đã đến đây, đúng lúc có thể dẫn người đi. Diệp Phàm cũng không để ý đến những lời châm chọc của Câu Trấn Nam, nhân cơ hội này gây sức ép xuống. Đồng chí Diệp Phàm, tôi nghĩ cậu cũng hiểu một chút. Cậu là quyền chủ tịch thành phố, tạm thời chủ trì công việc của Đảng ủy Hải Đông. Nhưng tôi hy vọng cậu đừng tham gia trực tiếp vào việc phá án của bên công an. Cậu đừng quên thân phận của mình. Đối với phương hướng làm việc của Cục Công an cậu có thể cho chỉ thị, nhưng phá án là chuyện của Cục Công an. Mặc dù cậu đang là quyền phụ trách công tác Đảng ủy của Hải Đông nhưng cũng không có quyền can thiệp vào công việc của Sở Công an tỉnh. Hơn nữa, Sở Công an cũng đã thảo luận nghiên cứu qua, cảm thấy vụ án này nếu liên quan đến bên quân đội thì cũng là việc lớn. Cho nên, Sở Công an tỉnh trực tiếp tiếp nhận. Vì sợ các đồng chí dưới đó không hiểu quy tắc, làm lung tung sau này bên quân đội lại có ý kiến. Và lại, Sở Công an phá án và bắt giam, các đồng chí dưới đó chỉ có thể hỗ trợ phối hợp. Cậu có lý do gì mà yêu cầu Sở Công an tỉnh giao vụ án này cho các cậu? Câu Trấn Nam đột nhiên tức giận. Nhìn giống như muốn gây sự. Giám đốc Câu, cứ làm như vậy, Cục Công an thành phố Hải Đông chúng tôi sẽ mang tiếng là xử lý nửa vời. Kẻ chủ mưu quan trọng nhất vẫn ở chỗ các anh, bảo các đồng chí dưới chỗ tôi thẩm vấn xử lý vụ án này như thế nào. Cũng không thể để án treo ở đấy có phải không? Vẻ mặt An Kỳ hết sức khó xử. Nói đến việc này, tôi lại phải nói thêm với cậu. Nếu Sở Công an tỉnh tiếp nhận vụ án này, vậy các tư liệu mà các cậu điều tra trước đây, cùng với những nghi phạm đã bắt giữ, cũng nên giao hết cho Sở Công an tỉnh tiếp nhận. Cục trưởng An, cậu về nói với đội trưởng thôi dẫn người cùng cậu xuống đó, làm tốt công tác chuyển giao là được. Câu Trấn Nam đánh ngược lại, yêu cầu Cục Công an Hải Đông buông hoàn toàn vụ án này. Lão già này cũng không phải chỉ lợi hại ở mức bình thường. Rất xin lỗi, vụ án này liên quan đến phát triển kinh tế của Hải Đông chúng tôi. Hơn nữa, liên quan đến các chủ tịch huyện phía dưới. Thành ủy Hải Đông chúng tôi cho rằng để Cục Công an thành phố Hải Đông xử lý vẫn tốt hơn. Diệp Phàm thẳng thắn từ chối. Đồng chí Diệp Phàm, tôi vừa rồi cũng đã nói. Mặc dù anh là đại diện cho Thành ủy Hải Đông, cũng không có quyền can thiệp đến chuyện phá án và bắt giam của Sở Công an tỉnh. Đây là các cậu cố tình tham gia, can thiệp công việc của công an. Huống chi, nếu là vụ án liên quan đến chủ tịch huyện, lại càng phải thận trọng hơn. Hải Đông các cậu tự mình xử lý, sẽ gây ra nhiều lời xì xào. Rất nhiều vụ án phức tạp vẫn hay phải đưa đi nơi khác thẩm tra xử lý, bắt giam. Chính là sợ địa phương không làm rõ ràng được, cuối cùng khiến cho những bên liên quan đều không giải quyết 2 năm rõ 10 được. Sở Công an tỉnh cũng là suy xét đến điểm này, là nghĩ cho Hải Đông các cậu thôi. Câu Trấn Nam. Cục Công an thành phố Hải Đông tuy là cấp dưới của Sở Công an tỉnh nhưng bọn họ cũng nghe theo chỉ thị của lãnh đạo Thành ủy Hải Đông. Dựa vào cái gì nói Thành ủy Hải Đông không có quyền giám sát?
Giám đốc Câu muốn giữ Cao Tiềm lại sở công an tỉnh. Tôi không hiểu ý đồ của giám đốc Câu là gì, hoặc còn có ý gì khác. Diệp Phàm cũng đã tức giận, giọng điệu nặng nề hẳn lên. Đồng chí Diệp Phàm, chỉ với việc này, tôi có thể tố cáo cậu tội vu khống lãnh đạo sở công an tỉnh. Cậu nói Câu Trấn Nam tôi có ý gì khác, tôi đã làm việc trong ngành công an mấy chục năm, có chỗ nào làm sai hả? Cho dù có chút vấn đề nhỏ cũng không tới lượt cậu nói. Đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng cậu chú ý thân phận của mình. Mặt Câu Trấn Nam nghiêm lại, giọng cũng nặng dần. Hừ, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Diệp Phàm hừ một tiếng, đột nhiên đập chén trà lên bàn. Đồng chí Diệp Phàm, đây là sở công an tỉnh, hy vọng cậu chú ý thái độ. Lúc này chủ nhiệm ban chính trị sở công an tỉnh Thái Hoa vội lên tiếng cảnh cáo. Giám đốc Câu, tôi muốn xem xét chuyển giao vụ án Cao Tiềm. Còn nữa, tôi muốn gặp Cao Tiềm để hỏi chút chuyện. Diệp Phàm đột nhiên chuyển đề trong nháy mắt. Cậu không đủ tư cách. Câu Trấn Nam nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hừ, tôi không có tư cách, vậy thì Câu Trấn Nam ông có thể đi bán đậu phụ thối đến hết đời cho rồi. Diệp Phàm châm chọc. Bộp. Cái bàn bị Câu Trấn Nam đập mạnh một cái. Y quay qua bảo chủ nhiệm ban chính trị Thái Hoa nói. Tôi không thích nói chuyện với những người càn quấy. Mời bọn họ ra ngoài. Nói đến đây y nhìn An Kỳ một cái, lại nói tiếp. Lập tức dẫn đội trưởng Thôi xuống đó giao người cho y. Đây là mệnh lệnh của sở công an tỉnh. Dầm. Lúc này một tiếng động càng mạnh hơn vang lên. Mấy chén trà cũng rung lên bần bật, rơi cả xuống đất vỡ tan. Tất nhiên là dấu tích của Diệp Phàm tạo ra. Cậu muốn gì, đồng chí Diệp Phàm? Câu Trấn Nam chỉ vào Diệp Phàm, tức giận thiếu chút nữa không nói nên lời. Tôi muốn hỏi anh, tôi lấy thân phận phó phòng đốc sát cục cảnh vụ bộ công an yêu cầu anh cho thẩm vấn Cao Tiềm, thế có gì sai không? Anh nói xem, tôi có quyền hay không? Diệp Phàm vừa nói, bộp, một quyển giấy chứng nhận cũng theo đó bị hắn ném lên bàn. Cậu! Câu Trấn Nam lập tức nghẹn lời. Một lúc lâu mới nói. Là cậu có quyền hạn này, nhưng, chúng tôi cũng không nhận được thông báo về yêu cầu thẩm tra Cao Tiềm của Bộ Công an. Tất nhiên là Câu Trấn Nam muốn cảnh cáo Diệp Phàm đang tự ý làm việc tư. Ha ha, chuyện của phòng đốc sát cục cảnh vụ Bộ Công an sao đến lượt anh quan tâm chứ? Chờ đến khi anh ngồi lên ghế trưởng phòng phòng đốc sát tôi sẽ báo cáo với anh. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, lập tức nhẹ nhõm hẳn. Hắn nhìn Câu Trấn Nam một cái hừ nói. Không cần nói là hỏi ý kiến anh, dù là đến hỏi bí thư Lý Dương Hải với thân phận của tôi cũng đủ. Hiện tại, tôi lấy thân phận của phó phòng đốc sát yêu cầu anh, lập tức chuyển giao vụ án Cao Tiềm cho Cục Công an Hải Đông. Vụ án này để Cục Công an thành phố Hải Đông thẩm tra xử lý. Đội trưởng Thôi sở công an tỉnh có thể hỗ trợ, nếu anh có ý kiến, có thể phản ánh lên lãnh đạo phòng đốc sát tố cáo tôi. Tuy nhiên, tôi tin Câu Trấn Nam anh cũng là người thông minh. Rất xin lỗi phó phòng Diệp, việc này, tôi thấy phải chăng là nên xin chỉ thị của bí thư Lý Dương Hải một chút, để bí thư quyết định. Thấy Câu Trấn Nam nhìn mình Thái Hoa lập tức nói. Vậy được, cậu đi xin chỉ thị đi. Diệp Phàm không ngờ vênh mặt, nhìn xuống bàn trà hừ nói. Sở công an tỉnh chẳng lẽ một ly trà cũng tiếc rẻ hay sao? Pha trà. Mặt Câu Trấn Nam hơi đỏ lên, quát tướng lên với thư ký bên ngoài. Người thư ký vội vàng chạy vào dọn dẹp rót lại trà. Câu Trấn Nam cầm điện thoại ừ à một hồi, vẻ mặt khó coi hơn, khoát tay chặn lại. Đội trưởng Thôi, đem Cao Tiềm chuyển cho các đồng chí ở Hải Đông. Diệp Phàm hiểu ý, Lý Dương Hải không thể không nể mặt hắn. Bởi vì ông ta biết rõ căn cơ của hắn, càng biết rõ về hắn thì người ta lại càng nể sợ. Còn hạng người giống như Câu Trấn Nam, không hiểu được chi tiết về hắn nên thật ra mới không biết sợ. Cái này gọi là điếc không sợ súng. Khi qua chỗ hành lang, Diệp Phàm bỗng phát hiện, đồng chí An Kỳ đi đứng rất thẳng thớm đĩnh đạc. Hình như đang khí thế đi lên. Cô Tô, việc này, tôi cũng hết cách rồi, rất xin lỗi. Câu Trấn Nam sau khi buông điện thoại vẻ mặt tối sầm xuống, thậm chí, cắn răng lẩm bẩm nói. Rồi cậu sẽ phải quay lại đây mà cầu xin tôi. Làm sao bây giờ, tiểu thư, Cao Tiềm lại bị người ở Hải Đông đưa về đó rồi. Không thể ngờ được tên kia lại có chức danh phó phòng đốc sát cục cảnh vụ bộ công an. Ai cho hắn trước đó chứ, sằng bậy.
Tô Quý Tài vẻ mặt lo lắng thêm phần phẫn nộ, nói. Sợ cái gì, không phải chỉ là một phó phòng đốc sát sao? Nói đến dọa người, ở Bộ Công an, dù là Thứ trưởng Bộ Công an, nhà họ Tô chúng ta cũng đâu có sợ gì, huống chi một phó phòng đốc sát, cùng lắm cũng là cấp giám đốc sở thôi. Tô Nguyệt Nhi vẻ mặt cũng có chút khó coi, nói thì dễ nhưng thực sự không phải thế. Dù sao cũng phải nghĩ cách phải không, chỉ sợ Cao Tiềm vừa rơi vào tay bọn họ đã xảy ra chuyện. Tô Quý Tài lo lắng. Thua keo này ta bày keo khác, xã hội này, tôi không tin có ông quan nào lại không yêu tiền. Tô Nguyệt Nhi hừ nói. Mấu chốt là lãnh đạo tầm tầm thôi thì cũng vô ích. Ít nhất cũng phải là lãnh đạo cấp phó có thực lực ở tỉnh mới có thể thu phục con ngựa trứng mạnh mẽ kia. Tô Quý Tài cau mày nói. Chương 1821, đem tài liệu đến nhà họ Phí. Quan lớn trên tỉnh, bọn họ dùng tiền chưa chắc đã mua được. Những cán bộ đó phúc lợi rất cao, hơn nữa, người ta luôn có tiền mang đến tận cửa. Huống chi, trong quá trình phấn đấu lên chức bọn họ đã kiếm được không ít. Tuy nhiên, cán bộ ai mà không muốn có thành tích? Nếu tiền tài mỹ nữ người ta đều không thèm, thì chúng ta cứ dùng thật nhiều tiền xem họ có muốn không? Tôi không tin, những cán bộ gió có thể làm ngơ trước mấy trăm triệu thậm chí tiền tỷ. Ngẫm lại xem, dùng tiền tỷ, cũng có thể làm ra không ít thành tích cho họ. Đến lúc đó kinh tế địa phương phát triển lên rồi, có phải là những cán bộ đó sẽ được mát mặt sao? Mũ ô sa trên đầu bọn họ không phải là sẽ phất lên rất nhanh sao? Tô Nguyệt Nhi lạnh lùng hừ nói. Tiền tỷ, cái này, nhiều quá, nếu lỡ thiệt mất thì biết làm sao? Tô Quý Tài thật sự thấy hơi xót của. Sẽ không thiệt đâu, chú xem tôi đã bao giờ kinh doanh bị lỗ chưa? Tô Nguyệt Nhi đắc ý làm Tô Quý Tài càng khâm phục không ngớt. Cô nhìn Tô Quý Tài một cái, nói. Bọn lãnh đạo rất thích chiến tích, có chúng ta dùng tiền đầu tư, kéo kinh tế phát triển đi lên. Mà những lãnh đạo nhận được ưu đãi, tất nhiên sẽ ra sức cố gắng vì chúng ta. Áp chế Diệp Phàm, thủ tiêu Cao Tiềm chỉ là một việc nhỏ. Mặt khác, đó là cũng phải cho bọn họ kiếm tiền vì nhà họ Tô mới đúng. Chú thấy không, trung tâm giải trí Tô Thị lớn như vậy, chúng ta một năm chỉ cần 1 triệu tiền thuê là đủ rồi. Lợi nhuận khổng lồ đến thế, ngay lúc đó Phạm Viễn vì sao lại đồng ý, còn không phải vì thấy được năng lực của nhà họ Tô chúng ta sao? Phạm Viễn không muốn thăng quan sao? Chú thấy không, lần này Phạm Viễn xui xẻo, không ngờ lại chạy đến nhà chúng ta ở Bắc Kinh. Còn không phải muốn nhà chúng ta ra mặt vì y sao? Ừ, Phạm Viễn cũng là không chịu nổi nữa. Việc này, cách giải quyết nằm trong tay lãnh đạo cấp trên. Có lẽ lãnh đạo tỉnh Nam Phúc không ai muốn nhúng tay vào lúc mấu chốt này. Muốn giải quyết toàn bộ khó khăn. Đầu tiên là phải mở nút thắt ở chỗ Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Việc này, chỉ cần Ủy ban Kỷ luật Trung ương mặc kệ, Phạm Viễn sẽ thoải mái thoát vây. Tô Quý Tài gật đầu nói. Việc này, thưa cô, không biết thái độ của ông cụ thế nào. Rốt cuộc có giúp hay không giúp, tôi thấy Phạm Viễn đã hết thời rồi, mất quá nhiều công sức cho y, ắt sẽ không có lời. Và lại, trước kia y giúp chúng ta, cũng kiếm được không ít. Giúp, nhất định phải giúp. Cán bộ Hải Đông đều biết, Phạm Viễn luôn gần gũi với nhà họ Tô. Chúng ta không giúp thì chú nói xem, còn có người tình nguyện đi theo chúng ta sao? Cho nên, chẳng những phải giúp, hơn nữa, còn phải giúp đến cùng. Giải vây cho Phạm Viễn. Và lại, chúng ta giúp y chẳng khác nào cho Diệp Phàm ăn một cái tát. Việc này, rõ ràng là do Diệp Phàm gây ra. Có lẽ, trước khi đi ngủ mỗi tối Phạm Viễn đều nguyền rủa Diệp Phàm. Tô Nguyệt Nhi có cái lý của riêng mình nhưng cũng suy luận từ tâm lý số đông. Ừ, một khi sóng yên biển lặng, giải vây cho Phạm Viễn, y lại được phục chức thì vẫn là quan to một xứ. Ít nhất, y chỉ chịu cảnh cáo đảng, về chức vụ thì chưa quyết định. Có lẽ, ở tỉnh cũng có tay trong của Phạm Viễn. Tay trong này đang quan sát, một khi phiền toái của Phạm Viễn được giải trừ. Tay trong này sẽ lập tức ra tay. Dù sao, một lãnh đạo cấp giám đốc sở mà để mất đi thì cũng hơi đáng tiếc. Nhân tài khó kiếm, và lại, trong thể chế của Trung Quốc, mất chức rồi lại tái nhiệm cũng không phải chỉ có vài người. Có một số cán bộ bị xử phạt ở nơi này, thay áo đến địa phương khác lại nhậm chức vụ khác. Vấn đề quan trọng là tay trong phải vững mạnh. Mà ngã không đứng dậy được chỉ là một số đồng chí không có tay trong. Hoặc là nhân vật đáng thương bị chính chỗ dựa của mình vứt bỏ thôi.
Tô Quý Tài bỗng thốt lên, rồi lại đột nhiên nhíu mày nói. Phạm Viễn liệu có thể trở thành phế nhân không? Nếu thế, chúng ta có cố gắng cũng vô ích. Ha ha, chú Quý Tài, chú vẫn chưa rõ, nếu Phạm Viễn là phế nhân thì y đã bị xử lý từ trước rồi. Mà chức vụ vẫn còn để trống chính là một tín hiệu. Cho thấy y có thể quật khởi. Vấn đề quan trọng chính là, nhà họ Tô chúng ta chọn ai để giải quyết việc này? Phạm Viễn còn không mang ơn sao? Tô Nguyệt Nhi cười nói. Đúng thế, cán bộ quan tâm nhất chính là chức vụ, không có chức vụ chỉ là chó má có phải không? Chức vụ chính là quyền lực, người hết hơi vì sao không ai để ý, chính là vì anh ta đã mất đi quyền lực. Đạo lý này có mấy người quên, tất cả đều vì có lợi ích ở trong đó. Tô Quý Tài hừ nói. Buổi chiều, Diệp Phàm đang cân nhắc làm thế nào mới có thể thuyết phục Phí Mãn Thiên cho mình một vị trí trong danh sách ủy viên thường vụ. Hạ Hải Vĩ kích động đến tận Sở Thiên Các. Lão Hạ, xem ra có tiến triển có phải không? Diệp Phàm nói. Đột phá quan trọng. Hạ Hải Vĩ vui mừng ra mặt, lấy ra một tập văn kiện dày. Anh trực tiếp nói là được, cái này xem càng thêm phần phiền toái. Diệp Phàm nói. Đập nước hồ từ chỗ giáp danh giữa huyện Đào Mộc và huyện Hồng vốn thuộc cả hai huyện. Theo điều tra, tháng 5 năm trước, Khương Sơ Lâm đã làm báo cáo. Lúc đó Lệ Chí Đạt chỉ là trợ lý chủ tịch tỉnh, nhưng giúp chủ tịch Yến quản lý lĩnh vực thủy lợi. Mối quan hệ của Lệ Chí Đạt và Phạm Viễn không tồi, mà Khương Sơ Lâm lại là người mà Phạm Viễn một tay cất nhắc lên làm bí thư huyện ủy huyện Đào Mộc. Cho nên, thông qua Phạm Viễn, Khương Sơ Lâm cũng quen Lệ Chí Đạt. Cuối cùng Lệ Chí Đạt dùng một chút thủ đoạn, cấp cho đập chứa nước hồ Tử 20 triệu. Hạ Hải Vĩ nói, Khương Sơ Lâm hẳn là có dành cho Lệ Chí Đạt ưu đãi gì đó. Bằng không, Lệ Chí Đạt đường đường là cán bộ cấp giám đốc sở, sao có khả năng nể mặt một cán bộ cấp cục như Khương Sơ Lâm. Mặc dù là Phạm Viễn cũng vô dụng. Diệp Phàm hừ nói, ưu đãi đương nhiên là có, việc này phải nói đến em vợ của Lệ Chí Đạt là Trương Phong. Trương Phong là chủ thầu, ỷ vào anh rể Lệ Chí Đạt mà nhận rất nhiều công trình lớn. Hơn nữa, cho tới bây giờ Trương Phong chỉ kiếm tiền qua tay mà không trực tiếp tiếp nhận công trình. Như vậy, cũng nhanh nhận được tiền, hơn nữa, không phải chịu trách nhiệm về công trình. Khương Sơ Lâm vốn định giao đập chứa nước hồ Tử cho Trương Phong nhận thầu, nhưng sau đó có thay đổi. Trương Phong cảm thấy đập chứa nước hồ Tử lợi nhuận không cao lắm. Mặc dù là qua tay cũng không kiếm được nhiều. Cho nên, Trương Phong có chút bất mãn. Sau đó, vì làm hài lòng Trương Phong, Khương Sơ Lâm nghĩ đến cách hoán đổi rất tuyệt. Hạ Hải Vĩ nhấp một ngụm trà. Cách rất tuyệt, cách gì? Diệp Phàm vội hỏi. Tiền mà Lệ Chí Đạt cấp cho đập nước hồ Tử cũng bị Khương Sơ Lâm sắp xếp một dự án trạm thủy điện nhỏ ở huyện Đào Mộc là trạm Lang Sơn. Tuy nhiên, 20 triệu này tất nhiên cũng không xây dựng được. Mà Khương Sơ Lâm cũng có cách của y. Kêu gọi cán bộ công nhân viên chức đầu tư, chia cổ phần. Kết quả góp vốn thật ra là hơn 50 triệu. Trạm thủy điện Lang Sơn cũng được khởi công. Đó chính là nguyên nhân khi cậu đến Hải Đông đập chứa nước hồ Tử vẫn chưa thể khởi công. Sau đó cậu trích ra 30 triệu thì đập nước hồ Tử mới khởi công được. Hạ Hải Vĩ nói. Việc này, hình như có vấn đề. 2 triệu là khoản tiền rất lớn, vì sao lúc đó người phân công quản lý thủy lợi thành phố? Cùng lãnh đạo Cục Thủy lợi thành phố không phát hiện sự bất thường này. Ha ha, trong lòng mọi người đều biết rõ, Khương Sơ Lâm là thân tín của Phạm Viễn. Ai sẽ vì tiền của nhà nước mà đi xúc phạm Phạm Viễn? Có lẽ Khương Sơ Lâm cũng có ý hiếu kính, đã cho những người này ít tiền lì xì. Kết quả thì hay rồi. Tuy nhiên, theo điều tra, trạm thủy điện Lang Sơn nhiều nhất cũng chỉ cần 40 triệu là đủ, chỉ tính riêng tiền mà Khương Sơ Lâm góp vốn được đã lên đến hơn 30 triệu. Ở đây đã xuất hiện lỗ hổng thất thoát. Anh nói căn bản Khương Sơ Lâm không động đến khoản tiền của tỉnh cấp, hoặc là dùng rất ít. Vậy còn hơn chục triệu sao không thấy đâu? Diệp Phàm nhướng mắt hỏi. Ừ, chúng tôi đã nắm được toàn bộ các chứng cứ chính xác. Hơn chục triệu kia là Khương Sơ Lâm cố ý đem cấp cho bên nhận thầu là em vợ Lệ Chí Đạt. Mà ở trạm thủy điện Lang Sơn, Trương Phong nhận phí thầu đã hơn 12 triệu. Số lẻ tất nhiên mới là số chính thức nhận thầu. Đương nhiên, 12 triệu này chắc chắn Trương Phong cũng phải chia làm nhiều phần. Khương Sơ Lâm cầm 2 triệu, còn Lệ Chí Đạt nhận được một biệt thự nhỏ của em vợ, trị giá 6 triệu. Mà Trương Phong cũng cầm hơn 3 triệu, còn lại đưa đi lo lót.
Phạm Viễn thật ra nhận cũng chẳng bao nhiêu. Lúc đó Trương Phong đưa con gái Phạm Viễn đi du lịch châu Âu miễn phí, cũng tiêu hết hơn 1 triệu. Hạ Hải Vĩ nói. Sâu mọt quốc gia. Diệp Phàm đập bàn quát. Sau khi lật xem tài liệu cẩn thận, Diệp Phàm cầm chứng cứ xác thực này đến chỗ Phí Mãn Thiên. Không ở Hải Đông làm việc chạy lên tỉnh thành làm gì hả? Hải Đông hiện giờ chỉ có một mình cậu, cậu không ở đó, lỡ loạn lên thì làm sao? Vừa thấy Diệp Phàm đến, Phí Mãn Thiên câu đầu tiên đã mắng xa xả. Bí thư Phí, tôi không thể không đến đây. Diệp Phàm nói. Không thể không đến, cậu đưa ra lý do xem. Nếu không, tôi phê bình cậu. Các cậu đấy, có phải nghe được tin tức gì, các đồng chí khác đến chạy chức, cậu đến làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn ngồi vào chỗ của Phạm Viễn đúng không? Tuy nhiên, tôi nói thật cho cậu biết, việc đó là không có khả năng. Cậu ngồi ổn định chỗ của mình rồi nói. Mơ mộng hão huyền là bệnh chung của đám thanh niên. Cậu cũng thế, đã làm việc nhiều năm trong chính trường, sao chưa có chút tiến bộ nào thế? Phí Mãn Thiên hừ nói. Bí thư Phí, chú xem tài liệu này. Nếu sau khi xem chú vẫn phê bình tôi lập tức về Hải Đông. Không được sự đồng ý của chú tôi sẽ không về đây nữa. Diệp Phàm có chút tức giận, việc này còn chưa rõ ràng, không ngờ đã bị Phí Mãn Thiên mắng một thôi một hồi, Phí Mãn Thiên mượn cơ hội này chút giận thôi mà. Phí Mãn Thiên không mắng thêm nữa, cũng nhận lấy tập tài liệu cẩn thận lật xem. Dù sao, Diệp Phàm nói như thế chắc chắn là có việc quan trọng. Cho nên, lão đồng chí nhìn tài liệu, khi thì nhíu mày khi thì chậc lưỡi. Sau khi xem hoàn toàn Phí Mãn Thiên trên mặt hơi trầm xuống. Ai tìm hiểu ra những chuyện này? Sau khi xem xong hết Phí Mãn Thiên mới nhìn Diệp Phàm mà hỏi. Chương 1822, đòi mũ ô sa. Đồng chí Hạ Hải Vĩ ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Diệp Phàm đáp lời rồi nhìn Phí Mãn Thiên một cái, nói tiếp. Tôi biết lần trước chú Phí đẩy Hạ Hải Vĩ lên, bên này đã phối hợp không tốt. Cho nên, tôi cũng để ý. Vừa lúc có người tố cáo, kết quả là bảo Hạ Hải Vĩ bí mật điều tra, không ngờ điều tra ra đồng chí Lệ Chí Đạt và Khương Sơ Lâm làm trái pháp luật. Việc này tôi không biết phải xử lý thế nào, mời chú Phí cho chỉ thị. Hôm nay cậu đến đây không phải chỉ để đưa tài liệu chứ? Phí Mãn Thiên như thấy rõ được suy nghĩ của Diệp Phàm. Hắn bị Phí Mãn Thiên nhìn chằm chằm có chút chột dạ. Hít một hơi thật sâu nói. Vâng, có một chuyện nhỏ muốn phiền đến chú Phí. Việc nhỏ, trong mắt cậu có việc nhỏ sao? Việc nhỏ như cậu nói mà phải tới tận đây. Phí Mãn Thiên tuy lạnh lùng nhưng vẻ mặt đã dễ chịu đi không ít. Hẳn là do tài liệu này. Tài liệu này đối với Phí Mãn Thiên quá quan trọng. Đối với Yến Xuân Lai nói đơn giản chính là một quả bom. Bởi vì Lệ Chí Đạt do y một tay tiến cử lên. Lệ Chí Đạt nhậm chức còn chưa đến 2 tháng, nếu lập tức bị bắt giam, tin rằng thể diện của Chủ tịch tỉnh Yến mất đi không thể lấy lại nổi. Hơn nữa, Yến Xuân Lai sau đó sẽ bị chèn ép. Điều chỉnh nhân sự trong khoảng thời gian này, Phí Mãn Thiên có thể khống chế toàn bộ như ý. Chú Phí, chú cũng biết, cháu muốn làm chút việc ở Hải Đông. Hơn nữa, bây giờ cháu chỉ là quyền chủ tịch thành phố. Bí thư thành ủy cháu cũng không dám nghĩ đến nhưng chữ quyền có thể bỏ đi hay không. Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân tháng 4 không đề cập đến việc chuyển thành chính thức cho cháu. Việc này... hình như không giống với trình tự của tổ chức. Diệp Phàm trước tiên là tạo ra ít hỏa mù, từ tin tức của chủ tịch Đường hắn vốn dĩ đã biết, chữ quyền của hắn chưa được cấp trên cho phép bỏ đi. Chính Phí Mãn Thiên là bí thư tỉnh ủy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Việc này, không thể đến làm khó dễ hắn. Đến lúc đó y làm không được, hắn sẽ đem chuyện của Vu Hữu Hòa ra, chắc vậy sẽ thuận lợi hơn nhiều. Việc này, không cần nói, cậu còn trẻ. Tổ chức thấy cậu cần phải tôi luyện, cho nên, quyền chủ tịch thành phố trong vòng 2 năm sẽ thay đổi. Điều kiện tiên quyết chính là làm tốt công tác, làm không tốt, cậu còn muốn chuyển thành chính thức ư. Đến cái chức này cũng mất nữa là. Phí Mãn Thiên quả nhiên khoát tay áo, lập tức chặt đứt ý định của Diệp Phàm. Ôi! Diệp Phàm giả vờ thất vọng, mặt đần thối ra ngơ ngẩn một hồi. Nhưng hóa ra hắn cũng chỉ đang diễn trò. Thôi vậy. Xem ra cậu làm cũng không tồi, tôi cho phép cậu có thể đưa ra một điều kiện nhỏ. Phí Mãn Thiên nhất thời cao hứng liền đồng ý. Thật ra, Phí Mãn Thiên đương nhiên cũng hiểu được tình hình của Diệp Phàm ở Hải Đông. Có lẽ, bổ nhiệm bí thư thành ủy và 3 vị trí ủy viên thường vụ,
Diệp Phàm không dễ chịu gì lắm. Hơn nữa, Diệp Phàm ở Hải Đông gây ra sự kiện Thanh Ngưu, cũng đắc tội với rất nhiều cán bộ ở Hải Đông. Sau này chắc chắn càng khó triển khai công tác, bằng không, Phí Mãn Thiên sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Việc này đành phải vậy thôi. Diệp Phàm lại tỏ vẻ không cam lòng. Còn chưa đủ có phải không? Nếu không thích thì thôi đừng nói ra nữa vậy. Phí Mãn Thiên nhíu mày không hài lòng. Tôi nói. Diệp Phàm vội vàng nhìn Phí Mãn Thiên nói. Từ khi tôi đến Hải Đông, đồng chí Vu Hữu Hòa phó trưởng ban thư ký thành ủy vẫn. Thôi, cậu về đi, không cần ở lại tỉnh thành nữa. Trong khoảng thời gian này tin tức khá nhanh, có một số việc lại không liên quan đến cậu. Cậu ở lại đây không tốt chút nào. Trở về, làm tốt công việc của mình. Có một số việc phải chú ý. Trước mắt Hải Đông sẽ khá loạn, cậu phải chú ý đoàn kết với các đồng chí. Chỉ có một đội ngũ đoàn kết mới có thể làm tốt công việc của Hải Đông. Phí Mãn Thiên phất phất tay. Diệp Phàm tất nhiên là gật đầu. Đoàn kết, rốt cuộc là ai ở sau lưng đâm tôi? Là nhà họ Mai, phải trả đũa chúng mới được. Diệp Phàm luôn suy nghĩ mấy vấn đề này. Lúc này, điện thoại vang lên. Trần Khiếu Thiên vui vẻ hét lên. Thiếu gia, Diệp Cường đã tỉnh. Tỉnh rồi à, tôi lập tức về ngay. Diệp Phàm vừa nghe thấy thế trong lòng sướng run lên. Bệnh tình của anh trai từ ngày lấy tẩy não công ở nhà họ Trần hôm nay cuối cùng cũng đã có kết quả. Diệp Phàm lái xe thẳng về nhà. Quái, sao tôi lại nằm ở đây? Ánh mắt mờ ảo, Diệp Cường nhìn Diệp Phàm một cái cất tiếng hỏi. Anh mê man đã lâu, hiện nay cảm thấy thế nào? Diệp Phàm thân thiết hỏi. Đầu có chút choáng váng, những cái khác, tay chân có thể. Diệp Cường nói xong, còn giật giật tay chân. Từ đã, anh vừa mới tỉnh lại, không nên cử động mạnh. Trần Khiếu Thiên chạy nhanh đến nói. Đại ca, tôi xoa bóp cho anh. Diệp Phàm nói xong, dùng nội kình xoa bóp cho Diệp Cường. Sau đó cũng có thể hoạt động nhanh lên đôi chút. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm giác hơi lạ, bèn hỏi. Đại ca, hiện giờ anh đang luyện đến giai đoạn nào? Tôi hiện luyện hết tam đẳng. Cơ địa của tôi có lẽ đời này cứ như thế thôi. Nếu đúng như cậu nói tôi đã mê man một thời gian, có lẽ hiện tại không có đến nhị đẳng nữa. Diệp Cường có chút buồn bực. Không đúng, nội lực của anh trước kia em đã thăm dò, hiện tại hình như mạnh hơn so với trước kia không ít. Không phải là trong họa có phúc chứ, ngược lại đột phá đến tận tứ đẳng. Diệp Phàm nói, không thể nào. Diệp Cường đầu tiên là vui mừng, không ngờ bật dậy như tên bắn. Diệp Phàm cũng không ngăn y, cảm thấy giống như sau khi được hắn dùng cách đặc biệt, cơ thể của đại ca đã khôi phục, cũng không quản y thêm nữa. Diệp Cường giống một tiếng. Chạy ra ngoài rừng cây, bắt đầu tay đấm chân đá loạn xạ. Xem ra, Diệp Cường thật sự là trong họa có phúc. Trần lão vuốt râu mỉm cười nói. Việc này, nghĩ lại cũng là bình thường. Trong khoảng thời gian này, Diệp Cường dùng nhiều đồ bổ, có lẽ tẩy não công của nhà họ Trần đã giúp y đột phá. Trước đây không nghe nói tẩy não công giúp đột phá công lực, xem ra, lại là có chút hiệu quả. Diệp Phàm cười nói, cũng rất là vui mừng. Ừ. Có lẽ thật sự là tác dụng của tẩy não công. Trần lão cũng cười. Trần lão, tôi thấy Trần Quân cũng đến lúc rồi, để tối nay sẽ bắt đầu lục đẳng khai nguyên. Diệp Phàm cười nói. Tốt. Trần Khiếu Thiên không nói một chữ cảm ơn, nhưng sự biết ơn có thể nhìn thấy rõ trong mắt của ông. Buổi tối, Trần Quân đột phá rất thuận lợi. Trần Quân và Diệp Phàm đều cảm giác thật sự nhẹ nhàng, nhưng Trần Khiếu Thiên đứng bên cạnh lo đến độ mồ hôi túa ra. Xem ra, Trần lão rất kỳ vọng vào con trai. Sau đó Trần Quân tay đấm chân đá giải phóng hoàn toàn năng lượng. Trần Khiếu Thiên mới ngồi yên lặng trên ghế đá. Xem ông đó, đến từng này tuổi còn lo lắng như thế. Yên tâm, có thiếu gia ở đây, có chuyện gì không giải quyết được chứ? Bà xã của Trần lão Dương Tố Mai nhìn vẻ mặt xót con của Trần lão bèn cất tiếng khuyên. Ôi! Trần lão thở dài, vẻ mặt trìu mến nhìn con trai. Đoàn Hạnh Nhi cũng đã đứng bên cạnh quan sát, thấy ông xã không việc gì, vô cùng vui sướng giúp Trần Quân tắm rửa. Tắm cái gì chứ, em cũng sẽ không chê anh hôi đâu mà. Trần Quân trừng mắt nhìn bà xã một cái. Ha ha! Diệp Phàm cùng Diệp Cường đều cười. Trần Quân, hóa ra Hạnh Nhi lại không chê cậu hôi, thật sự là người vợ hiền đấy.
Diệp Phàm trêu. Anh Cường, anh cũng nói xem. Làm sao không chê thối được, mỗi tối đều rửa chân, hai ngày phải tắm, nếu không thì không cho chồng động chạm gì cả. Trần Quân có chút xấu hổ. Phải vậy không Hạnh Nhi? Diệp Phàm kéo dài giọng hỏi. Anh Diệp, tôi có chút yêu cầu này thôi cũng đúng quá đi chứ. Đoàn Hạnh Nhi đỏ mặt. Cũng đúng, sau này, một ngày tắm một lần, nếu không không cho hắn ngủ cùng. Ê nhóc, ngon rồi nhé. Diệp Phàm tỏ ra đàn anh. Có nghe thấy không, đồng chí Trần Quân? Đoàn Hạnh Nhi lườm ông xã một cái hử nói. Yes, bà xã đại nhân. Trần Quân chào như cảnh sát. Mấy người bước vào phòng khác, hai người phụ nữ đi pha trà, chuẩn bị thức ăn. Thiếu gia, vài năm trước cậu nói có quen một, lão già họ Cổ đến từ huyện Đức Bình thuộc Quy Nguyên tại Ngô Công Lĩnh gần đập nước Thiên Thủy Lâm Tuyền sao? Ông ta nói chuyện Xuân Tiêu. Xuân Tiêu này gần đây tôi đọc rất nhiều sách cổ, có nghĩ ra một việc. Lúc này Trần lão nói. Vấn đề gì, lúc ấy lão già có nói là Xuân Tiêu có tác dụng, có thể sử dụng để phối chế long sĩ đầu hoàn gì đó. Những thứ này, hiệu quả tốt hơn so với Viagra. Ngoài ra, nguồn gốc thiên nhiên nên không có tác dụng phụ. Những thứ này dùng để tăng cường khả năng tình dục, cải thiện sinh hoạt gối chăn. Đối với nâng cao công lực cũng không có nhiều hiệu quả, xem như là yếu đi. Ban đầu cũng định đi tìm hiểu một chút, nhưng những năm gần đây bận quá, không có thời gian. Diệp Phàm thở dài. Không hẳn thế. Trần Khiếu Thiên lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút hỏi. Xuân Tiêu này, tôi đoán, chẳng những có tác dụng tăng cường khả năng tình dục, có lẽ cũng có tác dụng nhất định về thẩm mỹ. Lần trước thiếu gia nói là hậu cung Ngọc Nhan Hoàn đã dùng hết rồi. Nếu Xuân Tiêu thực sự có công dụng này, không phải là có thể dùng để thay thế dược liệu khác trong việc phối chế hậu cung hoàn sao? Trần Khiếu Thiên nói. Đúng vậy, Diệp Phàm, hậu cung hoàn này quá quan trọng. Các ông chủ bà chủ đều thích. Chúng ta có thể sản xuất ra, thành lập một công ty con của bàn đế chuyên về mỹ phẩm trang điểm, chuyên môn khai thác phát triển hậu cung hoàn. Có lẽ dựa vào nó cũng phát tài. Hiện nay các tiểu thư thừa tiền ai không thích làm đẹp chứ? Diệp Cường thật ra đã tính toán rất nhanh. Diệp Phàm thiếu chút nữa bị nghẹn, trừng mắt nhìn anh trai một cái hừ nói. Anh giờ cái gì cũng nghĩ đến tiền, công ty lớn mạnh rồi nhỉ? Hậu cung hoàn này là phải cao thủ thất đẳng dùng nội lực lắng đọng mới có thể tinh luyện ra. Đâu có dễ sản xuất ra như vậy. Còn muốn sản xuất nhiều nằm mơ cũng không có. Thân thủ như Trần Quân một tháng có thể làm ra mấy viên đã tốt lắm rồi. Nếu không, anh tập hợp hết cao thủ thất đẳng trở lên đến, cũng không thể sản xuất ra nhiều được. Diệp Phàm tức giận nói. Ha ha, tôi đã quên điều này. Bảo ta đi tìm các cao thủ lục đẳng thất đẳng, nhà nước còn không rút ra tôi sao, còn tưởng là tôi có âm mưu làm loạn cũng nên. Vả lại, tìm cũng không ra, huống chi là tập trung lại. Cả thế giới cũng không có nhiều như vậy. Diệp Cường ngại ngùng vò đầu nói. Chương 1823, chuyện cũ nói lại. Trần Quân gọi Lý Cường về, cũng đã đến lúc y đột phá. Cậu hiện giờ đã đột phá đến lục đẳng, Lý Cường cũng đột phá đến lục đẳng thì thực lực của chúng ta mới được tăng cường vững chắc. Diệp Phàm nói. Ừ, tôi gọi điện thoại cho y về. Trần Quân gật gật đầu. Vậy đi, lão Trần, người nhậm chức bí thư thành ủy Hải Đông đã đến rồi. Sau khi các ủy viên thường vụ Hải Đông sắp xếp xong tôi cũng có thời gian xin nghỉ phép. Đến lúc đó chúng ta đến Quy Nguyên tìm lão già trước đây. Diệp Phàm nói. Công tử, nếu không tôi đi thăm dò trước, dù sao thời gian này tôi cũng đang nhàn rỗi. Trần lão thực sự đến đây thấy vui vẻ. Vậy đi, ông cùng Trần Quân, Lý Cường đi trước một chút cũng tốt. Diệp Phàm gật gật đầu. Trần Quân sẽ không đi cùng, y cùng Hạnh Nhi. Trần Khiếu Thiên nói. Ha ha, Trần Quân, mấy tháng rồi? Diệp Phàm nhìn Trần Quân một cái hỏi. Ha ha, 5 tháng. Trần Quân có chút xấu hổ cười nói. Ha 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 ha. Tất cả mọi người cùng cười, Đoàn Hạnh Nhi mang thai mọi người tất nhiên vui vẻ. Ôi tôi cũng trở thành bác rồi. Diệp Phàm cười nói, có chút không đúng. Trần Quân lớn hơn hắn mấy tuổi, hắn lại muốn làm bác, đây là lý gì? Ngày hôm sau, Diệp Phàm theo chỉ thị của bí thư Phí về Hải Đông. Triển khai công tác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tiến thêm một bước trong việc cải tạo khai thác sông Vượng Phu và huyện Đào Mộc.
Vấn đề môi trường đương nhiên là vấn đề hàng đầu ở thành phố Hải Đông. Hơn nữa, trách nhiệm được giao cho từng người. Hiện tại Diệp Phàm ở Hải Đông cảm giác như một bàn tay che trời. Mặc cho vấn đề bảo vệ môi trường một số cán bộ cấp dưới có ý kiến, cho rằng Diệp Phàm đưa ra điều kiện hơi hà khắc. Tuy nhiên, đang thời kỳ nhạy cảm, không ai dám xúc phạm đến Diệp Phàm. Chỉ có giữ những buồn bực trong lòng, cố gắng làm việc. Bằng không Diệp Phàm nói một câu, chỉ việc bảo vệ môi trường đã có thể mất chức. Ngày 28 tháng 2, hội nghị thành ủy mở rộng được tiến hành. Ngoài những ủy viên thường vụ cũ còn có một phó chủ tịch thành phố cũng với lãnh đạo các phòng chuyên môn tham dự. Các đồng chí, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta địa bàn cũng quá nhỏ. Trụ sở của Ủy ban Nhân dân cũng nhỏ quá, nên phá đi, xây dựng mới một lần nữa. Còn về vấn đề quy hoạch trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí cho ý kiến. Các đồng chí đều là người một nhà ở Hải Đông, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố liên quan đến lợi ích của mọi người. Tất cả các chỉ tiêu của Hải Đông chúng ta cũng không phải xếp cuối cùng. Tại sao trụ sở chính quyền lại cũ nát như thế? Thậm chí tòa nhà này đã sắp thành nhà bỏ. Những việc này, mọi người cân nhắc cẩn thận một chút. Cho nên, hôm nay, triệu tập mọi người ở đây, chính là hy vọng tất cả mọi người có thể hiến kế. Đều cố gắng xây dựng tốt trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Diệp Phàm nhìn mọi người một cái nói, vẻ mặt vẫn khá thoải mái. Bí thư Diệp, muốn xây dựng trụ sở của Ủy ban Nhân dân thành phố việc đầu tiên cần tính toán là địa điểm. Anh xem, địa điểm hiện giờ của chúng ta quá nhỏ. Nếu phá đi xây dựng tòa nhà lớn, mới cũ xen lẫn, sẽ không đẹp không nói, còn làm cho người ta có cảm giác hỗn độn. Lúc này, Phó Chủ tịch thành phố phân công quản lý xây dựng thành phố Đinh Nghĩa Minh đưa ra vấn đề đầu tiên. Gần đây Diệp Phàm tuy nói hòa nhã với Đinh Nghĩa Minh, nhưng đồng chí Đinh Nghĩa Minh biểu hiện cũng khá tích cực. Đúng vậy, địa điểm thật sự quá nhỏ. Nếu quy hoạch ngay tại đây, mặc dù là cũng làm được, nhưng cũng không thành bộ dáng. Tăng Tuấn Tài phụ họa. Nếu muốn làm thì làm cho ra dáng. Đông chuyển một chút, tây phá một chút, cuối cùng không đứng đắn. Không bằng là không làm. Nếu làm, làm luôn một lần, thay đổi toàn bộ. Thời đại phát triển, việc này đã không phải là vấn đề bề ngoài. Người ta muốn đến Hải Đông đầu tư. Trụ sở Ủy ban Nhân dân lại cũ nát như thế, sẽ để lại cho người ta ấn tượng gì? Đó là các đồng chí Hải Đông không làm việc, kinh tế Hải Đông lạc hậu. Vì sao ngân hàng không cho người nghèo vay, chính là vì người ta sợ không trả nổi. Người càng giàu càng dễ vay. Cho nên, chúng ta phải thay đổi tư tưởng, dùng ánh mắt để nhìn hiện tại. Ngô Sinh Phát cũng nói. Ừ, đồng chí Ngô Sinh Phát nói cũng đúng. Muốn làm thì làm cho ra dáng. Nếu như vậy, có phải chúng ta nên mở rộng địa điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố? Bí thư Diệp, tôi nhớ sân gâu của Tô Thị rất gần trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta. Nếu quy hoạch xây dựng Ủy ban Nhân dân thành phố có phải là nên thu lại không? Lúc này bí thư đảng quần chúng Lưu Chân Mai nhìn Diệp Phàm một cái nói. Bí thư Lưu, địa điểm đó hội nghị thường vụ đã đồng ý cho người ta thuê. Lúc đó có ký hợp đồng, lúc đó tôi cũng ở đó, hơn nữa Phạm Sa đã quyết định việc này. Trưởng ban tuyên giáo Tô Thơm vừa nghe, vội vàng ngăn lại. Có việc này sao? Diệp Phàm nhìn mọi người một cái cố ý hỏi. Không rõ lắm, vài năm trước rồi không nhớ rõ. Lưu Chân Mai lắc lắc đầu. Nếu không, đem biên bản hội nghị lúc đó ra kiểm tra một chút sẽ rõ ràng. Trương Nhất Đống nói. Được, trưởng ban thư ký Cao, cho người đem biên bản hội nghị lúc đó ra. Diệp Phàm gật gật đầu. Việc này, bí thư Diệp. Biên bản đều đã niêm phong cất vào kho. Phải mở niêm phong trừ khi là cấp trên điều tra cái gì mới có thể mở. Cao Hoa có vẻ khó xử. Trưởng ban thư ký Cao, biên bản ghi chép của hội nghị thường vụ năm kia, hiện tại cũng là do hội nghị thường vụ quyết định mở ra kiểm tra, sao lại không thể mở niêm phong? Chẳng lẽ trong đó còn có gì không rõ? Trương Nhất Đống lạnh lùng ép, tích cực như thế cũng không phải là vì muốn lấy lòng Diệp Phàm. Cũng không phải thế. Chỉ là biên bản, có cái gì không rõ. Nhưng, việc này, Cao Hoa còn định nói tiếp, nhưng Diệp Phàm khoát tay áo nói. Đem đến đây để xem, chúng ta chỉ kiểm tra một chút, không có ý gì khác. Đến lúc đó lại niêm phong lại, chúng ta không nhằm vào các đồng chí, hoặc là có việc gì. Chỉ là kiểm tra một việc khác thôi. Cao Hoa đành phải gật đầu cho người đi lấy.
không lâu sau, đã cầm đến. Khi xem không phát thấy bên trong có ghi liên quan đến việc Ủy ban Nhân dân cho công ty giải trí Tô Thị thuê đất. Việc này, Diệp Phàm đã biết trước trong lòng. Lúc đó Phạm Sa vi phạm quy định, địa điểm lớn như vậy lấy tiền thuê mỗi năm 1 triệu, chẳng bằng cho không. Nào dám ghi trong biên bản hội nghị thường vụ, lúc đó chỉ thảo luận ở hội nghị thường vụ một chút là được. Cho nên, cũng không có trong biên bản, hoặc là lúc đó có ghi chép nhưng sau đó dùng cách đặc biệt để đổi lại. Sao lại không có, năm đó tôi cũng ở đây, các anh xem, tôi còn ký tên trên biên bản. Tô Thơm vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhìn biên bản hội nghị vẻ mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ biên bản hội nghị này là giả? Trương Nhất Đống lạnh lùng hừ nói. Không phải là giả, là tự tay tôi ký tên đóng dấu. Chữ ký của tôi tự nhận ra. Tô Thơm lắc lắc đầu. Nếu không có biên bản thì thật là lạ. Chứng tỏ rằng cũng không thảo luận quyết định vấn đề này trên hội nghị thường vụ. Vậy thì lạ thất, chẳng lẽ địa điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố cho Tô Thị sử dụng? Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Không thể cấp cho không, lúc đó tôi có nghe nói là cho thuê. Tuy nhiên, tiền thuê nhiều hay ít không rõ ràng lắm. Và lại, lúc ấy đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với Tô Thị ký kết hợp đồng chính là đồng chí Trương Minh Sâm. Nội dung hợp đồng chỉ có hai người biết. Trưởng ban tổ chức cán bộ Cổ Dị Hùng vẻ mặt buồn bực nói. Đồng chí Trương Minh Sâm vắng mặt, việc này không thể kiểm tra được. Nhưng chỗ đồng chí Phạm Sa có thể gọi điện thoại một chút hỏi xem có chuyện như vậy không? Diệp Phàm gật gật đầu nhìn Cao Hoa một cái nói. Đồng chí Cao Hoa, cậu đại diện cho thành ủy gọi điện thoại hỏi một chút. Tuy nhiên, phải chú ý, chúng ta chỉ hỏi thôi, cũng không có ý kiểm toán hay điều tra. Bí thư Phạm là lão bí thư. Khó khăn lắm mới được ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, chúng ta không thể gây thêm áp lực cho y. Diệp Phàm giải thích nói. Tốt lắm, tôi hỏi một chút. Cao Hao do dự một chút, thật sự là không muốn hỏi. Tuy nhiên, Diệp Phàm làm rất nhanh, không hỏi là không được, đành phải gọi cho Phạm Sa. Một hồi sau buông điện thoại, Cao Hoa nói là bí thư Phạm cũng không rõ việc này lắm. Hơn nữa, lúc đó hợp đồng do đồng chí Trương Minh Sâm chủ trì ký kết. Diệp Phàm biết, Phạm Sa chắc chắn đẩy đi. Đây rõ ràng là hợp đồng vi phạm quy định. Phạm Sa sao có thể thừa nhận? Ngoài ra, nghe nói trước đây một thời gian, Ủy ban Nhân dân thành phố bị chập điện cháy. Thiêu hủy mấy tủ tài liệu. Trong đó, đã bao gồm một số văn kiện của năm đó. Phạm Sa vừa nghe, tất nhiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, không thể kéo việc này vào phía hắn. Mặc dù là sự việc sau này đã bại lộ. Phạm Sa cũng có thể thoái thác một thời gian dài. Đã quên việc này. Đây chính là thủ đoạn mà một số cán bộ hay dùng. Thật ra, việc này, tất nhiên là bút tích của Diệp Phàm. Mà người giúp đỡ tất nhiên là Vương Nhân Bàng. Nếu có thể lấy được hợp đồng giữa Ủy ban Nhân dân thành phố và Tô Thị đến đây thì Ủy ban Nhân dân thành phố phải bị hủy đi mới được. Hợp đồng không có, đến lúc đó mặc dù nhà họ Tô muốn kiện lên tòa án, không chừng không có chứng cứ. Bọn họ cũng chỉ tự nuốt quả đắng. Diệp Phàm quyết định phải trừng trị nhà họ Tô, tất nhiên là không nương tay. Có khi Diệp Phàm cũng cảm thấy cảm thán. Việc này, làm không được đành phải ra tay. Vì nhân dân phục vụ, vì nước ra sức, nên phải làm như thế. Nhưng dù sao cũng có chút buồn bực. Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng giống như trời sinh ra đã có khiếu này. Làm việc rất cẩn thận. Việc này, chính đồng chí An Kỳ cũng không hiểu được. Sau khi hồ sơ của Ủy ban Nhân dân thành phố cháy xong An Kỳ còn cho cảnh sát hình sự đến điều tra, kết quả là Vương Nhân Bàng cao thủ ra tay, không điều tra ra cái gì. Ban đầu, Diệp Phàm nghĩ dùng hợp đồng để tấn công Phạm Sa. Nhưng, Phạm Sa hiện tại đã đủ khiêm tốn, hơn nữa, bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương điểm danh đến, hỏi đến khá thảm. Lại ra tay nữa liền có vẻ có chút dư thừa. Làm cho người ta cảm thấy rơi xuống giếng còn ném đá. Có lẽ, lúc ấy chỉ là thuận miệng nói vài câu, cũng không có quyết định chính thức. Lúc này Thái Quyền Quý giả vờ hồ đồ, bởi vì hợp đồng ký kết y cũng có một phần, tất nhiên cũng không muốn đặt hợp đồng lên mặt bàn. Chương 1824, thông điệp gửi nhà họ Tô. Nếu hội nghị thường vụ thành ủy đã không quyết định việc này, thì chuyện hợp đồng lại càng không có. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn phó trưởng ban thư ký Vu Hữu Hòa một cái nói. Đồng chí Vu Hữu Hòa, lập tức thông báo cho Tô Thị giải trí, để chiều nay họ cử người phụ trách đến thành ủy một chuyến.
về chuyện thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng phải thông báo cho họ. Nếu phải thu hồi, cũng phải cho người ta thời gian chuẩn bị có phải không? Diệp Phàm tỏ vẻ đại nhân đại nghĩa, một số đồng chí ngồi đây tất nhiên là biết rõ. Tiếp theo là tiến hành thảo luận về quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cái gì, muốn thu hồi? Ủy ban Nhân dân thành phố lật lọng. Tô Quý Tài vừa mới nhận được điện thoại của Vu Hữu Hòa tức giận quát. Tổng Giám đốc Tô, đây là quyết định của hội nghị thường vụ. Có việc gì chiều mời anh đến văn phòng của Bí thư Thành ủy Diệp Phàm để nói chuyện với anh ấy. Anh quát gì tôi? Vu Hữu Hòa cũng tức giận. Từ trước đến nay nhìn thấy Tô Thi có cảm giác mình nhỏ bé. Hiện giờ Diệp Phàm đắc thế, Vu Hữu Hòa tất nhiên cũng dũng cảm lên. Hơn nữa, lần này Diệp Phàm về Hải Đông, thầm nhắc Vu Hữu Hòa đi tỉnh thành một chuyến. Vu Hữu Hòa vừa nghe tất nhiên là xúc động đến mức thiếu chút nữa rơi lệ. Biết Diệp Phàm đã ra tay, nói giúp y với cấp trên. Đường đã giải rồi, việc cụ thể còn phải chính y đi làm. Cho nên, mấy ngày nay Vu Hữu Hòa nhiều việc mệt muốn chết, luôn chạy đi chạy lại giữa tỉnh thành và Hải Đông. Tất nhiên dù mệt nữa, Vu Hữu Hòa cũng cảm thấy rất thoải mái. Chờ đợi, Vu Hữu Hòa không dám có hy vọng xa vời, chỉ có thể mong y được chức cục trưởng cấp phó giám đốc sở là được. Còn nhập trường, Vu Hữu Hòa không dám nghĩ đến. Đương nhiên, việc này, Diệp Phàm cũng không nói nhiều. Giao dịch với bí thư Phí, tất nhiên là không nên nói cho người ngoài. Bọn họ không sợ chúng ta tố cáo bọn họ sao? Nhà họ Tô chúng ta chưa bao giờ thiếu người tài. Tô Lâm Nhi thản nhiên hừ một tiếng. Tiểu thư, hay là đem hợp đồng ra nghiên cứu một chút. Mời luật sư đến ngay để tìm đối sách mới được. Nếu Ủy ban Nhân dân thành phố đã đưa ra thông điệp cho chúng ta, xem ra, lần này là họ muốn động thật. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ điều khoản hợp đồng mới được. Tuy nói nhà họ Tô chúng ta giỏi chuyện kiện tụng nhưng người ta là thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Cho tới giờ đều là dân đấu cùng quan, theo chân họ lên tòa án, lo rằng chúng ta thấp hơn một chút. May mắn là lão gia nhà họ Tô chúng ta không phải cây đèn cạn dầu. Có lẽ ủy ban nhân dân thành phố cũng phải nể nang. Bằng không sẽ không thông báo cho chúng ta đến bàn bạc mà trực tiếp thông báo dỡ bỏ. Tô Quý Tài có chút lo lắng. Ừ, tôi đi tìm xem. Tô Lâm Nhi gật đầu đi lên tầng, mở cánh cửa ngầm xong lập tức kinh hãi. Hét lớn. Ai dám? Câu thứ hai chính là của ta. Xem ra trong mắt Tô Lâm Nhi hợp đồng chỉ là cái thứ hai, quan trọng vẫn là tin tức mà Lam Tổn Quân viết cho cô. Người ta nói, phụ nữ sau khi yêu thì hết thuốc chữa, việc này thật đúng là chân lý. Tô Lâm Nhi điên cuồng tìm kiếm trong phòng. Mãi đến khi mệt mỏi, ngồi xuống sàn nhà đôi mắt đã đỏ ngầu. Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Quý Tài ở dưới tầng hồi lâu không thấy Tô Lâm Nhi xuống, lên lầu xem một chút mới phát hiện sự khác thường của Tô Lâm Nhi, vội vàng chạy lại hỏi. Chú Quý Tài, đều bị trộm hết, là ai làm, lập tức gọi người đến, tôi muốn điều tra đến cuối cùng, tôi muốn rút ra y ra. Tô Lâm Nhi giống như phát điên, đầu tóc rối bù hét lớn. Mà Vương Nhân Bàng lúc này đang uống trà, đột nhiên cảm thấy tai mình nóng lên, lẩm bẩm nói. Sao thế nhỉ, ai nhắc đến mình mà lại nóng tai thế, chắc chắn là cô gái nào nhắc rồi, ha ha. Mà ở tận Bắc Kinh Lam Tồn Quân cũng cảm giác trong lòng bất an, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, sao lại cảm thấy bất an khó chịu như thế này? Không lâu sau, cao thủ của Tô Thị đã đến phòng ngủ của Tô Lâm Nhi, tiến hành kiểm tra. Ngay sau đó, người đó lắc đầu nói. Tiểu thư Tô, những việc này do một vị cao thủ làm. Chẳng dấu vết quen thuộc hơn nữa còn rất điêu luyện, căn bản là không để lại dấu vết gì. Ngoài ra, việc này có lẽ trước đây một thời gian rồi, không để lại chút gì, ôi. Đồ ngu, cút. Tô Lâm Nhi ném gối, người trung niên kia xấu hổ cười cười, nhẹ nhàng trả lại gối, chào Tô Lâm Nhi và Tô Quý Tài rồi đi. Tiểu thư. Chúng ta phải đối mặt với một sự thật. Thư và hợp đồng nhất thời không tìm được. Chúng ta phải nghĩ ra cách khác để đối phó mới được. Tô Quý Tài khuyên nhủ. Lúc đó ký kể không phải có hai bản sao. Tô Lâm Nhi tỉnh táo lại hừ nói. Một bản do Ủy ban Nhân dân thành phố giữ. Nếu người ta đã thông báo cho chúng ta thì có lẽ hợp đồng đó được lấy ra để làm chứng cho chúng ta. Tô Quý Tài nói. Chú Quý Tài, chú nói xem. Có phải là có mưu đồ không?
Tô Lâm Nhi sau khi tỉnh táo lại liền nghĩ đến vấn đề này. Tiểu thư đang muốn nói là chuyện này là do đối thủ của chúng ta làm. Tô Quý Tài hỏi. Rất có khả năng, chú xem, những thứ đó của chúng ta đều vừa mới mất, bên đó đã ra thông báo cho chúng ta. Tuy nhiên, những bức thư đó họ lấy đi làm gì nhỉ, ăn thì không ăn được, bọn trộm chết tiệt này. Tô Nguyệt Nhi tức giận đến phát khóc. Việc này cũng thật sự là lạ, nếu thật sự là đối thủ của chúng ta làm, hẳn là không muốn những bức thư này. Vừa rồi tiểu thư có nói cho tôi một số nội dung trong thư, thì thư đó đối với đối thủ của chúng ta mà nói căn bản là vô dụng. Chẳng lẽ thật sự là bọn trộm vặt, thấy gì cầm đi hết. Vừa rồi tiểu thư cũng đã kiểm tra, hình như két sắt cũng bị trộm mất mấy nghìn đô la Mỹ. Tên trộm này có chút lạ, sao không lấy hết, chỉ lấy hơn nghìn. Hơn nữa, đối thủ của chúng ta là Ủy ban Nhân dân thành phố. Người nào là cán bộ chính quyền lại làm việc bỉ ổi này? Việc này nếu điều tra ra sẽ giống như tội phạm. Tin rằng trên đời này không có người cán bộ nào tình nguyện lấy chức vụ của bản thân ra đánh cuộc làm việc như thế. Cho nên, tôi cho rằng hẳn là không phải các người của Ủy ban Nhân dân thành phố làm. Tô Quý Tài cũng cảm thấy mơ hồ. Tên trộm khốn khiếp, tôi sẽ không để yên. Chú Quý Tài, báo tin cho Bắc Kinh, yêu cầu cho cao thủ đến. Tôi muốn tra đến tận cùng, chỉ cần điều tra ra, tôi muốn rút ra của y. Tô Lâm Nhi vẻ mặt tức giận, giống như muốn ăn thịt người. Ôi! Tô Quý Tài bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu nhìn Tô Lâm Nhi một cái hỏi. Vậy buổi chiều làm sao bây giờ? Chúng ta không có chứng cứ, đến thành ủy nói cũng không ra. Mặc kệ nếu muốn gây rối cũng phải đến chỗ bọn họ gây rối. Tôi không tin là không để lại chút chứng cứ nào, chuyện lớn như vậy cơ mà. Tô Lâm Nhi hừ nói. Lúc ấy ký hợp đồng đều là Trương Minh Sâm và Phạm Viễn làm đại diện. Trương Minh Sâm đã chết, không có cách nào. Nếu Phạm Viễn đồng ý ra làm chứng thì dễ giải quyết. Tô Quý Tài nói, biết lời này cũng không cần phải nói. Y còn ra mặt gần đây giống như rùa rụt cổ. Việc này trốn còn không kịp, đừng hy vọng y còn ra mặt. Tô Lâm Nhi hừ một tiếng. Buổi chiều, Tô Quý Tài cùng Tô Lâm Nhi đưa mấy người vội vàng đến thành ủy. Diệp Phàm tiếp họ ở phòng khách bên ngoài. Tổng Giám đốc Tô, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi đã thông báo cho bên các anh. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định quy hoạch lại trụ sở của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, hiện giờ địa điểm làm việc hơi chật. Hội nghị thường vụ cùng thành ủy đã quyết định thu hồi lại khu đất mà Tô Thị Tham Ô đang sử dụng. Thành ủy quyết định cho các anh thời gian một tuần chuẩn bị để giao lại mặt bằng cho Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta. Đương nhiên, các anh cũng có thể hợp tác với chúng tôi trong việc tiến hành giải phóng mặt bằng. Nếu không ảnh hưởng đến việc quy hoạch trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố thì có thể giữ lại. Cũng giảm việc các anh phải mời người dỡ bỏ, lãng phí tiền bạc thời gian của các anh. Vu Hữu Hòa tỏ vẻ đang giải quyết việc chúng nói. Chủ nhiệm Vu, sao có thể nói là tham ô? Khu đất đó trước đây hội nghị thường vụ thành ủy các anh đã quyết định cho Tô Thị có cổ phần khống chế tập đoàn Địa Đường Điểu. Lúc trước còn ký hợp đồng chính thức. Hợp đồng kỳ hạn 8 năm. Chúng ta tuy chỉ là người dân bình thường, nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ quyền lợi của mình đúng không? Các anh tiến hành quy hoạch lại, chúng tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng muốn lấy lại đất đai thì để 8 năm sau. Tô Quý Tài bình tĩnh nói. Y đã bàn bạc với Tô Lâm Nhi trước tiên là thử thái độ của thành ủy một chút rồi nói sau. Có lẽ, hợp đồng là bị tên trộm đi. Mà chuyện ký kết hợp đồng một số đồng chí ở thành ủy đều biết. Có hợp đồng trong tay, tin rằng Diệp Phàm đại diện thành ủy cũng phải kiêng nể một chút. Hợp đồng nào, mời các anh đưa hợp đồng ra. Vu Hữu Hòa vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc đầu chúng tôi không biết các anh cần hợp đồng cho nên không mang đến. Tuy nhiên, lúc ấy ký kết hợp đồng có hai bản, tin rằng Ủy ban Nhân dân thành phố các anh vẫn giữ một bản. Chỉ cần lấy ra là rõ ngay. Tô Quý Tài nói, trong lòng đã có chút hoảng hốt. Nhưng mặt vẫn khá bình tĩnh. Rất xin lỗi, hợp đồng và văn kiện của Ủy ban Nhân dân thành phố hàng năm đều được niêm phong cất vào kho. Hợp đồng năm trước ký với các anh hẳn là cất vào kho đi. Những hợp đồng này không thể tự tiện mở. Vu Hữu Hòa lắc lắc đầu nhìn Tô Quý Tài giọng cứng rắn lên. Hơn nữa, nếu là các anh đến đây nói các anh thuê đất, mời các anh đưa hợp đồng. Nếu không... Ủy ban Nhân dân thành phố có quyền cho rằng các anh chiếm đất một cách phi pháp. Chiếm dụng phi pháp,
Phù Hữu Hòa Tô Thị chúng tôi không phải là một công ty, cần gì phải đến chiếm đoạt đất của Ủy ban Nhân dân một cách phi pháp. Buồn cười, việc này đến đứa trẻ con cũng không thể tin tưởng được. Dù sao anh cũng là phó trưởng ban thư ký, người ta gọi anh là đại quản gia của Ủy ban Nhân dân thành phố, chẳng lẽ điều cơ bản đó còn không biết. Còn lăn lộn trong quan trường cái gì? Tô Lâm Nhi không kìm nổi, sự kiêu ngạo làm cô phải lên tiếng. Chương 1825, Tô Lâm Nhi đến cục công an. Chủ tịch Tô, chúng ta giải quyết công việc chứ không giải quyết con người. Cô không có quyền nói đến kinh nghiệm và học vấn của tôi. Tuy là tôi không tốt nghiệp đại học Harvard hay Bắc Kinh nhưng tôi cũng đã học xong đại học, cũng tốt nghiệp đại học nhân dân. Nếu so với các đại học trong cả nước, không trượt ra top 10. Hơn nữa, tôi còn đỗ thủ khoa cao đẳng ở huyện. Tuy không thể so sánh với chủ tịch Tô nhưng tôi cũng không đến mức không chịu nổi. Còn về phần kinh nghiệm, không cần tổng giám đốc Tô lo lắng. Tôi có thể đi được đến đây, cũng vẫn tiếp tục được. Vu Hữu Hòa cũng phản ứng lại. Vu Hữu Hòa, cậu nhạo báng ai? Tô Lâm Nhi rất ít khi phải chịu sự tức giận như thế này. Hôm nay cảm giác là đồng chí Vu Hữu Hòa thật sự là ăn gan báo, dám nói với cô như thế. Ai nhạo báng gì, tôi đã nói gì ai? Vu Hữu Hòa thản nhiên hừ nói. Vu Hữu Hòa, xem ra, cậu nghĩ mình mạnh mẽ đúng không? Thực sự nghĩ rằng mình là phó trưởng ban thư ký có thể bay lên trời có phải không? Từ ổ gà không nở ra phượng hoàng được đâu. Tô Lâm Nhi lạnh lùng hừ nói, ánh mắt rất khinh bỉ. Được rồi, hôm nay là thông báo cho các cô dỡ bỏ việc chiếm dụng đất của chúng tôi. Vu Hữu Hòa, đưa ra chứng cứ về đất để họ xem. Tô thị hội sở của bọn họ có chiếm dụng hơn 4.000 mét vuông đất của chúng ta không? Diệp Phàm khoát tay nói. Vu Hữu Hòa đưa ra giấy chứng nhận có liên quan đến đất đai. Từ từ ném xuống trước mặt Tô Quý Tài. Tô Quý Tài cầm lên xem, mặt có chút khó coi. Giấy tờ này không phải là giả chứ? Vu Hữu Hòa lạnh lùng hỏi. Không giả nhưng chỉ có thể chứng minh đất này của các anh. Tô thì cũng tôi cũng không có phủ nhận điều này. Nhưng, tôi yêu cầu các anh đem hợp đồng lúc trước ra đây kiểm chứng một chút. Tô Quý Tài nói. Các anh lấy ra, không phải chúng tôi lấy ra. Hơn nữa, chúng tôi cũng không nghe nói năm đó thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ký kết hợp đồng gì. Nếu trong một tuần các anh không thể đưa ra hợp đồng để chứng minh thì các anh phải dọn dẹp trả lại đất cho chúng tôi. Quy hoạch của ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi không thể đợi lâu. Đương nhiên giải trí Tô thì tôi cũng đã xem qua, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Nếu cách sắp xếp của các anh không xung đột với quy hoạch của chúng tôi, qua kiểm tra thấy được, như là một số tòa nhà, núi giả có thể giữ lại. Ủy ban nhân dân thành phố có thể thu lại bằng một phần tiền xây dựng lúc trước. Đồng chí Vu Hữu Hòa không phải tàn nhẫn bình thường, thứ người ta xây dựng chưa dùng được một năm, lập tức chỉ còn một phần. Việc khấu hao này làm người ta đau đớn. Việc này, không cần làm phiền các anh, chúng tôi sẽ không rời khỏi địa điểm đó. Nếu không có cách nào, chúng tôi sẽ tố cáo lên tòa án. Tô Lâm Nhi đột nhiên nói. Kháng án đó là quyền của các cô, tuy nhiên, nếu các cô có thể đưa ra chứng cứ có giá trị pháp lý. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định, hiện giờ chỉ cho các cô một tuần để dọn dẹp. Sau một tuần, nếu các cô vẫn chiếm dụng đất của ủy ban nhân dân thành phố, thì chúng tôi sẽ dùng đến pháp luật, cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Anh dám. Tô Lâm Nhi chỉ vào Diệp Phàm quát, giọng có chút run rẩy, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Có việc gì mà tôi không dám? Chúng tôi thực hiện theo quy định, không làm gì trái pháp luật. Việc này cứ quyết định như vậy, các cô về đi, tôi còn có việc. Diệp Phàm nói xong, đứng lên, xoay người bước vào trong phòng. Họ Diệp, đồ khốn khiếp. Tô Nguyệt Nhi không kìm nổi, mắt rơm rớm nước, mắng. Cục trưởng An, nhục mã lãnh đạo thành ủy, theo quy định thì xử lý thế nào? Diệp Phàm xoay người trừng mắt nhìn An Kỳ đang đứng bên cạnh Tô Lâm Nhi. Nhẹ thì gọi đến cơ quan công an phê bình giáo dục, viết kiểm điểm thừa nhận sai lầm. Ngoài ra, người mắng chửi phải xin lỗi lãnh đạo, bị xử phạt kinh tế nhất định. An Kỳ nói, Cục Trương An, vậy cậu lập tức đưa tôi đến Cục Công an là được. Tôi chính là người mắng, chẳng những mắng Diệp Phàm là tên khốn khiếp, còn muốn mắng là đầu heo. Đồ heo! Tô Nguyệt Nhi không tính toán, nào có coi An Kỳ ra gì. Một cái tát vang lên, mọi người thấy một bóng người nhoáng lên,
Diệp Phàm đã thu tay lại. Tô Lâm Nhi trừng mắt như có thể ăn thịt người. Một tay cô sờ sờ một bên mặt của mình, thật sự không thể tin được. Diệp Phàm không ngờ dám đánh cô. Muốn làm gì? Tô Quý Tài cùng mấy người cùng đến lập tức nhằm hướng Diệp Phàm. Tô Quý Tài chắn trước mặt Tô Lâm Nhi, chỉ vào Diệp Phàm nói. Âm mưu tấn công lãnh đạo thành ủy, bắt lại. An Kỳ không nương tay, quay ra ngoài hô lớn. Lập tức mấy cảnh sát mặc thường phục tiến vào, mấy tiếng động vang lên, Tô Lâm Nhi và mấy người liên quan đều bị khoanh tay ra sau lưng. Tô Lâm Nhi, đây là tôi chỉ cho cô nói năng phải cẩn thận. Nên làm thế nào thì làm như thế. Cục trưởng An, nên xử lý thế nào thì xử lý như thế. Hải Đông này vẫn là thiên hạ của đảng, không phải thiên hạ của Tô Thị. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, bước vào văn phòng. Cục trưởng An, những người khác có thể bắt nhưng tiểu thư Tô không thể làm càn, thả cô ra. Lúc này Tô Quý Tài bị cho tay ra sau kêu lên. Mang đi. An Kỳ phất tay, tuy nhiên, thấy người giữ Tô Lâm Nhi hơi chần chừ, có lẽ là những cảnh sát này đều nghe đến nhà họ Tô, không dám làm bừa. Tuy nhiên, An Kỳ nghiêm mặt nói. Lời của tôi các cậu không nghe có phải không? Đưa tất cả đi, không chừa một ai. Vâng. Mấy người cảnh sát đáp không chút do dự, dẫn toàn bộ đi. Một đoàn người làm ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên. Sau đó chính là vui vẻ khi người khác gặp họa. Diệp Phàm hả Diệp Phàm, anh gây với nhà họ Tô sao, có trò hay để xem rồi. Trương Nhất Đống đứng ở cửa sổ nhìn thấy hết mọi chuyện tự nói một câu. Mà Thái Quý Quyền ngoài ngạc nhiên ra còn có một chút kiêng nể mơ hồ, miệng lẩm bẩm nói. Tô Lâm Nhi hắn cũng dám bắt, thật đúng là đi sờ mông hổ rồi. Họ Diệp kia, anh không nên đi bắt Tô Lâm Nhi. Tô Phương tôi chờ xem anh xui xẻo thế nào. Trưởng ban tuyên giáo Tô Phương lộ ra vẻ mặt vui vẻ khi người khác gặp họa. Không nói đến việc phản ứng của những thành viên thành ủy không giống nhau. Mà chủ tịch Hoàng Thạch của tập đoàn Địa Đường Điểu mà Tô thì có cổ phần khống chế khi nhận được tin tức lập tức há hốc mồm, sợ đến mức di động cũng rơi xuống đất. Y vội vàng nhặt điện thoại lên, vỗ vỗ thấy vẫn có thể gọi đi, vội vàng gọi điện thoại về Bắc Kinh. Tổng giám đốc Tô, việc lớn không tốt. Giọng phó tổng giám đốc Hoàng đầy lo lắng. Chuyện gì vậy Hoàng Thạch, đừng kinh ngạc, ông cũng là người đi cùng chúng tôi mấy chục năm nay, sóng gió nào chưa từng gặp. Cha của Tô Lâm Nhi, người cầm lái tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị Tô Chiêu Viễn nhắc nhở Hoàng Thạch một tiếng. Tiểu thư Tô và Quý Tài vừa bị bắt. Hoàng Thạch vội vàng nói. Cái gì, bị bắt, ai bắt chúng, chúng phạm vào tội gì? Tô Chiêu Viễn khó có thể bình tĩnh, vội vã hỏi. Cục Công an thành phố Hải Đông. Hoàng Thạch vội vàng trả lời. Tôi biết rồi, trước tiên cậu đến Cục Công an để bảo lãnh cho người ra. Tô Chiêu Viễn bình tĩnh lại hừ nói. Hoàng Thạch đành phải đồng ý, tự mình đưa luật sư đến bảo lãnh người ra. Tuy nhiên, điều khiến Hoàng Thạch buồn bực chính là Cục trưởng Cục Công an ra lệnh không được bảo lãnh. Hơn nữa, Tô Thị là nơi có một số người bị bắt vì nghi ngờ phá hoại sự phát triển của kinh tế Hải Đông. Tô Lâm Nhi là chủ tịch tập đoàn Địa Đường Điểu và Tô Quý Tài phải ở lại để Cục Công an lấy lời khai. Còn có cả chuyện Tô Thị chiếm đất của Ủy ban Nhân dân thành phố từ từ cũng phải tiến hành điều tra. Buổi sáng cùng ngày, không khí phòng hội nghị thường vụ tỉnh ủy nóng bừng. Các ủy viên thường vụ đều nghiêm trang ngồi tham gia. Lô Minh Châu có chút bất mãn nhìn kẻ nghiện thuốc Nạp Lan Nhược Phong hừ nói. Anh không hút hít được sao, hút thuốc có gì tốt? Ảnh hưởng đến gan phổi. Ha ha, cô Lô, tôi không hút không làm nổi việc nữa. Nạp Lan Nhược Phong cười nói. Không hút không làm được việc, tôi không hút thuốc lá sao vẫn sống tốt, chẳng lẽ không làm việc. Trưởng ban tuyên giáo là con gái, tất nhiên cũng ủng hộ Lô Minh Châu. Toàn bộ hội nghị thường vụ tỉnh ủy có 13 người, chỉ có 2 người là phụ nữ. Ha ha, thói quen thôi. Nạp Lan Nhược Phong cười nói. Thật ra trong số các ủy viên thường vụ có khi vì lợi ích của mình mà tranh luận đến đỏ mặt. Nhưng, khi nói chuyện, mọi người vẫn tươi cười. Thi thoảng còn có thể vui đùa vài câu. Bắt đầu cuộc họp, hôm nay chủ yếu thảo luận về vị trí bí thư thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố, ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố Hải Đông. Cùng với các ứng cử ủy viên thường vụ của một số thị xã như Đức Bình. Còn có cả mấy phó chủ tịch thành phố cũng phải quyết định. Trước tiên hay là mới trưởng ban Lô Minh Châu giới thiệu các ứng cử viên cho mọi người một chút. Bí thư tỉnh ủy Phí Mãn Thiên giọng nghiêm túc nói.
mọi người đều ngồi thẳng lên, giống như càng lúc càng nghiêm trang. Bởi vì, mỗi khi đến lúc điều chỉnh nhân sự chính là lúc mọi người phân chia bánh ngọt. Tất nhiên, tất cả mọi người đều hy vọng người mình đề cử có thể thăng chức. Hơn nữa, vì có thể có một phần bánh ngọt, cũng phải chuẩn bị tinh thần để khẩu chiến. Thật ra, hội nghị thường vụ chính là tranh luận. Thường thường trong khi thảo luận vấn đề các ủy viên thường vụ đều có thể nói không khác gì luật sư. Người không nói một lời mà có chức vụ tốt thì khá khó khăn. Đề tài quan trọng đầu tiên chính là thảo luận về chọn người cho vị trí bí thư thành ủy Hải Đông. Trước mắt trải qua tuyển chọn của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có hai người. Đều là từ Bắc Kinh về địa phương rèn luyện. Một người là từ văn phòng của đồng chí Đường Hạo Đông, phó chủ nhiệm Chu Sâm. Một người là... Lô Minh Châu bắt đầu giới thiệu những ứng viên. Lô Minh Châu vừa nói xong, tất cả các đồng chí đều nhìn Chủ tịch tỉnh Yến Xuân Lai cùng bí thư Phí Mãn Thiên. Bởi vì việc chọn người cho vị trí bí thư thành ủy Hải Đông hôm nay là bổ nhiệm nhân sự quan trọng. Tất nhiên là miếng bánh ngọt béo bở, không tới phiên các đồng chí khác chia phần. Có lẽ, là cuộc đua giữa Chủ tịch tỉnh Yến và bí thư Phí. Tuy nhiên, theo thông lệ trước đây, càng là cán bộ cấp quan trọng càng có vở kịch sau đó. Tuy nhiên, hôm nay có vẻ có chút lạ, không ngờ đều im lặng. Các vị ủy viên thường vụ đều thầm hỏi, nhưng không ai lên tiếng. Chương 1826, Phó Chủ tịch tỉnh Lệ Chí Đạt bị bắt giam. Đồng chí Chu Sâm đến từ văn phòng chủ tịch, lại có bằng thạc sĩ Đại học Harvard nổi tiếng. Ngoài ra, đồng chí Chu Sâm cũng có nhiều kinh nghiệm công tác ở địa phương. Khi còn trẻ đã có thời gian làm Phó Chủ tịch Thường trực huyện Hồng của Hải Đông. Cũng đã đảm nhiệm trưởng ban thư ký thành ủy Hải Đông. Một đồng chí có lý lịch như vậy khá quen với tình hình của Hải Đông. Nếu có thể đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Hải Đông cũng coi như là về nhà. Nếu sắp xếp đồng chí khác đến, còn phải làm quen với tình hình, không có một năm rưỡi thì khó có thể bắt đầu công việc được. Tình hình Hải Đông rất phức tạp, sự kiện Thanh Ngưu lần trước khiến cho toàn thành phố Hải Đông chịu tổn thương rất lớn. Chúng ta phải chọn một người có năng lực. Quen thuộc với tình hình Hải Đông, mau chóng hòa nhập với công việc, đảm nhiệm trọng trách ở Hải Đông. Tôi cho rằng đồng chí Chu Sâm rất thích hợp. Đoàn Hải Thiên là người đầu tiên lên tiếng, bởi vì Diệp Phàm đã đưa Trương Vệ Thanh và Chu Sâm đến hỏi thăm ông ấy. Không thể tưởng tượng được sự lợi hại của Trương Vệ Thanh. Đồng chí Chu Sâm có bằng thạc sĩ của Harvard, nhưng đồng chí Lâm Thừa Minh cũng có bằng quản lý của trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Hơn nữa, đồng chí Lâm Thừa Minh công tác ở văn phòng thủ tướng, hỗ trợ ủy viên Quốc hội Trương Hướng Đông giải quyết công việc lớn của cả nước. Ủy viên Trương là trợ lý của thủ tướng, đồng chí Lâm Thừa Minh đã học được rất nhiều kinh nghiệm quản lý. Ông ấy đến Hải Đông tin rằng có thể nhanh chóng hòa nhập với công việc ở đó. Tư lệnh Hồ Trung Minh phản bác lại Đoàn Hải Thiên. Ha ha, nói về văn bằng thì không khác gì lắm. Nhưng, đồng chí Chu Sâm có kinh nghiệm công tác ở địa phương. Đồng chí Lâm Thừa Minh chỉ công tác ở các bộ và ủy ban trung ương, một bước đã đến văn phòng thủ tướng. Một đồng chí như vậy có lẽ làm việc ở các bộ và ủy ban trung ương rất tốt, nhưng công việc ở địa phương và các bộ và ủy ban trung ương rất khác, không thể coi là một được. Chuyện Hải Đông vừa rồi đồng chí Hải Thiên đã nói qua, rất phức tạp. Để một đồng chí không có kinh nghiệm công tác ở địa phương chủ trì một thành phố lớn như Hải Đông, chỉ sợ là không thích hợp. Hiện giờ Hải Đông là tâm điểm chú ý của mọi người. Các địa phương từ tỉnh đến trung ương đều đang dõi theo Hải Đông. Chúng ta quyết định ai xuống dưới đó chủ trì công tác của Hải Đông có liên quan đến triệu nhân dân. Nếu làm không tốt, chưa nói đến những người ngồi đấy trở thành trò cười. Mà trung ương cũng sẽ cho rằng tỉnh ủy Nam Phúc chúng ta không tinh mắt. Cho nên, lựa chọn nhất định phải thận trọng. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lô Minh Châu thấy bí thư đảng ủy công an Lý Sương Hải không lên tiếng, biết y tạm thời không muốn lên tiếng, liền nói. Tiếp theo hai bên tiến hành biện luận, trong phòng họp của hội nghị lập tức diễn ra một hồi tranh luận mãnh liệt. Hai vị đầu xó chủ tịch tỉnh Yến và bí thư Phí chưa hề hé răng. Sống chết mặc bay, tất nhiên là để cho người khác đi tiên phong. Đúng lúc này trưởng ban thư ký tỉnh ủy Kiều Chí Hòa đến gần Phí Mãn Thiên ghé sát tai Phí Mãn Thiên nói vài câu. Phí Mãn Thiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, khoát tay chặn lại, đặt mạnh chén trà lên bàn một chút. Quát lên khá to. Dừng, tất cả mọi người dừng chuyện này lại. Phí Mãn Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người một cái, nói. Tạm thời ngừng một chút,
vừa rồi tôi nhận được tin tức không được tốt, đồng chí Chí Hòa sẽ nói với mọi người một chút. Vừa mới nhận được tin tức, đồng chí Lệ Chí Đạt đã bị bắt đi. Kiều Chí Hòa vừa nói xong giống như trời giáng, tất cả các ủy viên thường vụ ngồi đây đều nhìn chằm chằm chủ tịch tỉnh Yến. Bởi vì, đồng chí Lê Chí Đạt là do chủ tịch tỉnh Yến đề cử giữ chức phó chủ tịch tỉnh. Cũng có thể nói, trên trán Lệ Chí Đạt dán một chữ Yến. Sao lại thế, đồng chí Chí Hòa, giải thích cho mọi người một chút. Yến Xuân Lai tuy vẻ mặt không thay đổi nhưng có thể nói là có chút nghiêm trọng. Người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến đem đồng chí Chí Đạt đi. Tôi cũng vừa nhận được tin báo của đồng chí Lý Phong phòng giám sát của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Lý Phong nói bắt giữ có căn cứ vô cùng chính xác. Điều tra ra đồng chí Lệ Chí Đạt lợi dụng chức vụ tham ô, chẳng những mưu lợi cho cậu em vợ chỗ tốt mấy triệu, trái lại, em vợ hắn cũng đút lót cho Lệ Chí Đạt hơn 1 triệu, bao gồm cả một biệt thự. Kiều Chí Hòa nói, lạ thật, vừa mới nói đến chuyện đề cử nhân sự của tỉnh ủy chúng ta đã xảy ra chuyện này. Đồng chí Lệ Chí Đạt mới đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch tỉnh mới bao lâu? Các đồng chí, đây là một bài học sâu sắc. Chúng ta đã thua không dậy nổi, không thể sai lầm một lần nữa. Phí Mãn Thiên nói những lời này có vẻ không đâu vào đâu, nhưng những người đang ngồi đây không phải tên ngốc. Bí thư Phí, việc này còn chưa được điều tra rõ, Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng chưa xử đồng chí Lệ Chí Đạt. Trước mắt hẳn là chỉ đang trong giai đoạn điều tra lấy chứng cứ. Đồng chí Lệ Chí Đạt chỉ là bị tình nghi thôi. Yến Xuân Lai mặt trầm xuống, cãi lại một câu. Tất nhiên là mặc dù đồng chí Lệ Chí Đạt thật sự có vấn đề, nhưng cũng không thể để Phí Mãn Thiên chèn ép. Hơn nữa, Yến Xuân Lai đã nghĩ ra chút gì đó. Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt giam Lệ Chí Đạt tại sao không sớm không muộn, lại chọn đúng lúc đang chọn người cho vị trí bí thư thành ủy Hải Đông. Đây rõ ràng là do Phí Mãn Thiên cố tình tạo ra. Vừa rồi không phải chủ nhiệm Lý Long đã thông báo qua đồng chí Kiều Chí Hòa sao? Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã nắm được chứng cứ vô cùng chính xác. Nếu không, Ủy ban Kỷ luật Trung ương không thể tùy tiện bắt người. Dù sao, việc này cũng là liên quan đến lãnh đạo cấp phó tỉnh, là vấn đề lớn. Lúc này Tề Chấn Đào lạnh lùng nói một câu, giống như không công kích ai, thật ra đã mịt mờ phản kích Yến Xuân Lai. Yến Xuân Lai cũng định lên tiếng nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Được rồi, về chuyện của đồng chí Lệ Chí Đạt sau này sẽ rõ hơn. Trước tiên chúng ta vẫn thảo luận quyết định vấn đề Hải Đông trước. Phí Mãn Thiên khoát tay áo vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiếp theo, vì ảnh hưởng của chuyện đồng chí Lê Chí Đạt. Yến Xuân Lai đành im lặng suốt, bởi vì Lê Chí Đạt do chính ông ta đề cử. Vừa rồi đã hỏng rồi, lúc này tất nhiên không có ưu thế. Mà phe của Phí Mãn Thiên cũng mạnh mẽ thêm, nói năng rất hùng hồn đầy lý lẽ. Không lâu sau, chuyện Chu Sâm đến Hải Đông đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy đã được quyết định. Hơn nữa, có lẽ là Tề Chấn Đào Phí Mãn Thiên đã có chung quan điểm gì đó. Kết quả tất nhiên là Tề Chấn Đào vui vẻ, phe Yến Xuân Lai hoàn toàn sụp đổ. Tề Chấn Đào cũng có được một vị trí tốt, đây chính là do Lô Minh Châu đề cử. Hội nghị thường vụ lần này phe Yến Xuân Lai thua cuộc lại còn rối tỉnh rối mù. Yến Xuân Lai căn bản là mất thăng bằng đi ra khỏi phòng họp. Bộp một tiếng, đến văn phòng đồng chí Yến Xuân Lai ném chén trà đã dùng vài năm một cái. Ai đã làm vậy? Yến Xuân Lai nói một câu. Lão Yến, chúng ta rất bị động, trở tay không kịp. Nạp Lan Nhược Phong ngồi xuống sofa ở phòng phó bí thư thở dài nói. Có mưu đồ. Tư lệnh Hồ Trung Minh thở dài. Có mưu thì chắc chắn, chỉ có điều, việc này quá tinh xảo. Đồng chí Lệ Chí Đạt cũng không chịu thua kém. Không ngờ xảy ra việc lớn ngay thời điểm mấu chốt. Việc này, không phải là do liên quan đến sự kiện Thanh Ngưu lần trước chứ? Nạp Lan Nhược Phong lẩm bẩm. Thanh Ngưu, Thanh Ngưu. Yến Xuân Lai nhắc lại 2 lần, như thoáng suy nghĩ một chút. Nhìn Nạp Lan Nhược Phong cùng Hồ Trung Minh một cái nói. Việc này, chẳng lẽ liên quan đến Diệp Phàm? Có khả năng, nghe nói lần này phối hợp với Lý Phong ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt người chính là Hạ Hải Vĩ. Người này gần đây hành động rất lớn, sự kiện Thanh Ngưu thể hiện rất tốt. Khi Phạm Viễn rời đi, Diệp Phàm được khen, có lẽ người khởi xướng chính là Diệp Phàm. Mà Hạ Hải Vĩ vẫn đi tiên phong cho Diệp Phàm, cũng có thể nói y là đại tướng của Diệp Phàm. Sự kiện đồng chí Lệ Chí Đạt lần này, có phải Diệp Phàm mượn tay Hạ Hải Vĩ làm không? Nạp Lan Nhược Phong nói, chỉ thẳng vào Diệp Phàm.
Nạp Lan Nhược Phong biết, Yến Xuân Lai đã có bất mãn với Diệp Phàm. Mà Phạm Viễn bị bắt, khiến cho Yến Xuân Lai càng bất mãn. Nếu đem đống phân Lê Chí Đạt đổ lên người Diệp Phàm, làm cho cảm nhận của Yến Xuân Lai về hắn xấu hơn. Có lẽ ngày lành của Diệp Phàm cũng không còn dài. Tuy nói Phí Mãn Thiên thi thoảng có thể bao che Diệp Phàm vài cái, nhưng Nạp Lan Nhược Phong qua phân tích thấy rằng, Phí Mãn Thiên cũng không thể nào thích Diệp Phàm. Với phong cách làm việc của hắn, rất nhiều đồng chí ở tỉnh đều không thích. Rất muốn tiến sẽ muốn làm nhiều việc, toàn bộ Hải Đông đã bị hắn làm cho thành vùng tối tăm rối loạn. Có lẽ những người mà Diệp Phàm đắc tội cũng không phải ít. Chắc chắn là chính hắn. Hồ Trung Minh lại càng có nhiều thù oán với Diệp Phàm, vội vàng nói thêm một câu để cường điệu hóa mấy chuyện xấu của Diệp Phàm. Một chút cứt chuột đã làm hỏng nồi nước Yến. Yến Xuân Lai khoát tay, uống một ngụm trà nói. Người này thực muốn gây chuyện. Hơn nữa, lần này chuyện hắn làm đã bị Phí Mãn Thiên lợi dụng. Các cậu nói xem, nếu không có chuyện hắn làm, sao hôm nay chúng ta bị động như vậy? Thật sự là một sự sỉ nhục lớn. Nói đến câu cuối cùng, Yến Xuân Lai đập mạnh lên bàn. Yến Xuân Lai nhìn tay mình run run, ông ta tức giận tới mức không cảm thấy tay mình bị đau. Buổi tối, Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Câu Trấn Nam vừa về đến nhà nhận được điện thoại hỏi thăm của Thứ trưởng Bộ Công an Thôi Cảnh Hạo. Đồng chí Trần Nam, tôi là Thôi Cảnh Hạo. Chào Thứ trưởng Thôi. Câu Trấn Nam theo phản xạ có điều kiện xô ghế đứng lên, gặp người nói. Các đồng chí ở Hải Đông là như thế nào đây? Sao có thể bắt người lung tung? Hơn nữa, còn không thả người, làm bừa bãi quá. Giọng Thứ trưởng Thôi giống như rít lên. Thứ trưởng Thôi, không biết các đồng chí ở Hải Đông rốt cuộc đã bắt ai? Tôi lập tức tìm hiểu một chút tình hình rồi báo cáo ngài. Câu Trấn Nam lạnh trong lòng vội vàng nói. Nghe nói là quyền chủ tịch thành phố Diệp Phàm ra lệnh bắt mấy người của tập địa đường Điều Tô Lâm Nhi. Tập đoàn Địa Đường Điểu là tập đoàn cấp dưới của tập đoàn Tô Thị ở Bắc Kinh. Đặc biệt đến Hải Đông để xây dựng Hải Đông, góp một viên gạch vì sự phát triển của Hải Đông. Đáng buồn cười là người ta có lòng tốt đến, các đồng chí Hải Đông đã bắt người ta lại. Một chút chuyện nhỏ cũng không nể nang, còn muốn xử lý công ty của người ta. Các đồng chí ở Hải Đông làm như vậy sẽ làm các nhà đầu tư sợ. Hơn nữa, trong chuyện này cũng có thể thấy được. Cục Công an Hải Đông chấp hành pháp luật rất không đúng quy định. Công an là thực thi pháp luật độc lập, sao có thể để lãnh đạo địa phương tham gia? Còn nói gì là độc lập thực thi pháp luật? Đây là lãnh đạo địa phương lợi dụng thủ tục hành chính ép buộc tham gia vào hệ thống công an, là vi phạm quy định của pháp luật. Thứ trưởng Thôi giọng điệu rất nghiêm khắc, Câu Trần Nam tuy nói là nghe có chút hết hồn. Nhưng vừa nghe nói là Diệp Phàm gây ra, trong lòng Câu Trần Nam không ngờ sáng lên. Chương 1827, điều băn khoăn của Tống giám sát trưởng. Vì thế Câu Trấn Nam dùng giọng khác bất đắc dĩ nói. Thứ trưởng Thôi, việc này chỉ sợ có chút khó. Khó làm, đồng chí Trấn Nam, cậu nói vậy này có ý gì? Chẳng lẽ Cục Công an thành phố Hải Đông có thể cãi lời cậu sao? Cậu là phó giám đốc thường trực Sở Công an, chẳng lẽ chỉ là vật trang trí? Thôi Cảnh Hạo hừ lạnh một tiếng, giọng khá khí phách. Cục Công an Hải Đông đương nhiên không dám cãi lại chỉ thị của tôi. Nhưng, đồng chí Diệp Phàm không phải là tầm thường. Câu Trấn Nam tất nhiên là liều mình đẩy đống lửa lên Diệp Phàm. Hả, chẳng lẽ hắn ba đầu sáu tay? Nói tôi nghe một chút, có gì không tầm thường? Thứ trưởng Thôi hừ lạnh một tiếng. Đồng chí Diệp Phàm chẳng những là quyền chủ tịch thành phố Hải Đông, quyền chủ trì công tác của thành ủy Hải Đông. Vừa là chủ tịch vừa là bí thư. Anh nói xem sau sự kiện Thanh Ngưu ở Hải Đông quyền lực của hắn đạt đến đỉnh cao nào. Có thể nói thế này, hiện giờ ở Hải Đông, Diệp Phàm là một bàn tay che trời. Ở đó nếu người nào dám ho he một tiếng đảm bảo mấy hôm sau đã bị điều chỉnh công tác. Hoặc là bị đưa đi học tập ở trường đảng. Nói thì dễ nghe, nào là đào tạo chuyên sâu, trở về phục vụ nhân dân. Những việc đó cũng không đáng sợ. Điều làm người ta không thể chịu nổi chính là phó giám đốc thường trực sở như tôi đứng trước mặt hắn căn bản là không đủ. Nói thì mất mặt, lần trước tôi ra lệnh cho Cục Công an thành phố Hải Đông đem vụ án chuyển giao cho Sở Công an tỉnh. Ban đầu cao tiềm là do căn cứ Vịnh Lam Nguyệt giao cho Sở Công an tỉnh chúng tôi, không ngờ bị Diệp Phàm đưa đi. Câu Tấn Nam tất nhiên dùng bài bi tình. Phó giám đốc sở Câu, cậu nói những chuyện này tôi không hiểu. Cậu là phó giám đốc sở.
người ta đã giao người cho sở công an tỉnh, cơ quan công an cấp dưới có quyền gì đưa người đi? Chẳng lẽ cục công an thành phố Hải Đông lớn hơn sở công an tỉnh sao? Thứ trưởng Thôi có chút không hài lòng, cho rằng Câu Trấn Nam không muốn chấp hành chỉ thị của y. Ôi! Câu Trấn Nam cố ý thở dài, trầm ngâm một hồi mới nói. Đó là bởi vì Diệp Phàm còn có một thân phận khác, hắn còn kiêm phó giám sát trưởng cảnh sát cảnh vụ bộ công an. Thứ trưởng Thôi, anh nói xem, tính ra hắn cũng là lãnh đạo bộ. Hắn lấy danh nghĩa phó phòng giám sát bảo chúng tôi giao người, chúng ta sao có thể kháng lại mệnh lệnh cấp trên? Phó giám sát trưởng, sao có thể thế được? Thôi Cảnh Hạo thật đúng là không hiểu được việc này, kinh ngạc hỏi. Bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa xảy ra chuyện như vậy. Nào có phó giám sát trưởng của Bộ Công an còn kiêm chức chủ tịch thành phố phía dưới? Chưa hề có việc này, hoàn toàn lộn xộn. Chức phó giám sát của Diệp Phàm là trước đây Trấn Đông Hải cấp. Việc này có lẽ chỉ có lãnh đạo và Bộ trưởng Bộ Công an biết được. Các đồng chí khác, thật sự là không hiểu được việc này. Mà công bố xuống cấp dưới cũng không đến cấp tỉnh. Lúc đó hắn còn đưa ra giấy chứng nhận. Tôi đã cẩn thận xem qua, tuyệt đối là thật. Và lại, hắn là một chủ tịch thành phố, cũng không có khả năng đi làm giả giấy tờ có phải không? Nhưng tôi đã đọc các văn bản Bộ Công an thông báo danh sách lãnh đạo xuống sở. Ở phòng giám sát cảnh vụ kia cũng không thấy tên Diệp Phàm. Thực sự có chút lạ, tôi còn nghĩ hay đây là việc cần giữ bí mật, cho nên cũng không dám đến bộ để hỏi chuyện này. Câu Trấn Nam lúc đó thật sự thấy nghi ngờ, nhưng chuyện của Bộ Công an có khi cũng rất phức tạp. Ồ, tôi biết rồi. Thôi Cảnh Hạo nói xong, cúp điện thoại, nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Thứ trưởng Bộ Công an, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, giám sát trưởng Điền Hướng Trung hỏi. Lão Điền, phân công quản lý cục giám sát cảnh vụ có phải có một phó giám sát là Diệp Phàm phải không? Người này kiêm chức quyền chủ tịch thành phố Hải Đông, hiện tại đang chủ trì công việc của thành ủy Hải Đông. Đúng là có một đồng chí tên Diệp Phàm, tuy nhiên vì một số nguyên nhân, tên của hắn chỉ có trong danh sách của cục giám sát. Không công bố ra bên ngoài, cũng không có trong danh sách gửi các sở công an tỉnh. Điền Hướng Trung suy nghĩ một chút còn nói thêm. Về cơ bản hắn không đến cục làm việc, luôn làm việc bên chính quyền. Vậy thì xem ra, hắn chỉ là giữ một hư chức. Đầu tiên Thôi Cảnh Hạo có chút kinh ngạc, vì sao là bởi vì một câu nói của Điền Hướng Trung một số nguyên nhân đã làm ông ta suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến cho tên Diệp Phàm không được công bố ra ngoài? Là vì bí mật quốc gia hay vì nguyên nhân gì khác? Nhưng, việc này, Thôi Cảnh Hạo tuy là cấp bậc cao hơn Điền Hướng Trung nhưng cũng không tiện hỏi. Bởi vì Điền Hướng Trung không nói. Y không nói chính là vì chuyện này không thể nói. Không thể nói chính là bí mật. Mặc cho Thôi Cảnh Hạo muốn biết nhưng người ta không nói hắn cũng không dám hỏi nhiều. Và lại Y và Điền Hướng Trung dù sao cũng không thân thiết. Có khi hai người vì một số việc không có cùng quan điểm mà có tranh chấp nhỏ. Đương nhiên, tranh chấp thì tranh chấp, hai người quan hệ qua loa, cũng không thành kẻ thù hay đối thủ. Ừ, đó là một treo danh. Điền Hướng Trung nói. Hay là vì năm đó hắn xét xử vụ án Ngư Đồng ở Việt Đông làm khiếp sợ cả nước, cho nên để tiện cho việc phá án, lãnh đạo bộ cho hắn một quyền đặc thù. Cho nên, treo một hư chức, đến hiện tại cũng ngại thu hồi. Hẳn không phải là đã quên chuyện này chứ. Thôi Cảnh Hạo cuối cùng không kìm nổi nói. Muốn hỏi rõ về Diệp Phàm. Bởi vì, việc này không làm rõ không chừng lại vô ý đắc tội với lãnh đạo. Việc đó Thứ trưởng Thôi tuyệt đối không muốn thấy. Đầu năm nay chuyện trong nước cũng rất phức tạp. Diệp Phàm tạm giữ chức cũng rất lạ, mà lại không công bố ra bên ngoài. Việc này, giống như là trùng hợp. Thường thường những việc như thế này đều là người làm công tác bí mật của đất nước. Giống như Bộ An ninh Quốc gia cử rất nhiều nhân viên tình báo nhậm chức ở các bộ, các ủy ban và chính quyền cấp dưới. Những người đó không để lộ thân phận, thì không ai biết về họ. Thân phận thật, có lẽ cả đời cũng không ai biết. Về bí mật đất nước là một cảnh tơ hồng Thôi Hạo Đông cũng không dám động chạm đến. Ha ha, có khả năng, nhưng cũng không chính xác. Nói thật, lão Thôi, việc này tôi cũng không rõ lắm. Điền Hướng Trung thực tại cũng không hiểu được chuyện này vì sao mà lại thế, chỉ là lúc đó Bộ trưởng thông báo nên treo một chức lên. Đương nhiên, Điền Hướng Trung chắc chắn sẽ không nói ra tình hình thực tế này. Bộ trưởng đã giao Điền Hướng Trung nào dám hỏi kỹ, đó không phải là tìm phiền phức cho mình sao? Đồ dối trá, anh không biết thì ai biết?
Lừa quỷ thôi, Thôi Cảnh Hạo thầm mắng một câu nói. Lão Điền, cấp dưới của anh rất kiêu ngạo, ỷ vào thân phận này không ngờ dám đem người mà căn cứ Vịnh Lam Nguyệt chuyển giao có sở công an tỉnh Nam Phúc giao cho Cục Công an Hải Đông thẩm tra xử lý. Làm như vậy thật không thỏa đáng. Vừa rồi đồng chí Câu Trấn Nam của Sở Công an tỉnh Nam Phúc đều có ý kiến. Có lẽ không chỉ mình anh ta có ý kiến, rất nhiều đồng chí Sở Công an tỉnh cũng có ý kiến. Việc này, quá khác người có phải không? Hơn nữa, Lão Điền, anh phải quan tâm một chút, tôi sợ nếu không sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì, không phải là chuyển một vụ án sao? Có lẽ Phó Giám sát trưởng Diệp cho rằng vụ án này Cục Công an Hải Đông thẩm tra xử lý thích hợp hơn. Đây chỉ là hắn và đồng chí Câu Trấn Nam có quan điểm khác nhau thôi. Không thể nói là xảy ra việc gì có đúng không, và lại Diệp Phàm đại diện cho phòng giám sát của Bộ Công an. Hắn có quyền tham gia điều tra vụ án, hẳn là vụ án này có chỗ đặc biệt, có lẽ một số đồng chí của Sở Công an khi xử lý vụ án đã bỏ qua có phải không? Hơn nữa, lão Thôi, anh kiểm tra lại một chút, phó giám sát trưởng Diệp rất ít khi nói ra tên tuổi để khoe khoang. Nếu trong vụ án này đã điều tra rõ thì chắc chắn vẫn có lý do. Điền Hướng Chung trong lòng đã hiểu, có lẽ là có người nhờ Thôi Cảnh Hạo đến cầu xin Hôi. Thôi Cảnh Hạo muốn nhúng tay, thì tôi cũng phải giúp cấp dưới mình một chút. Thật ra, Điền Hướng Chung chỉ là một núi nhỏ tư tưởng lớn, tỏ vẻ thôi. Cũng không thể coi là y và Diệp Phàm có quan hệ sâu đậm. Thật ra hai người có lẽ chỉ gặp nhau một lần, dáng vẻ Diệp Phàm như thế nào Thứ trưởng Điền đều đã quên. Đừng nói là có giao tình gì. Không phải thế Lão Điền, việc này, thôi vậy, nếu anh không muốn biết tôi cũng không giải dòng. Để tránh anh bảo tôi can thiệp vào công việc của Cục Giám sát Cảnh vụ. Tôi bây giờ lúc nào cũng rõ ràng có phải không? Thôi Cảnh Hạo nói. Điền Hướng Chung vừa nghe thế biết là người này cố ý châm chọc y. Điền Hướng Chung cũng không phải vừa, thản nhiên nói. Việc này nếu Lão Thôi không tiện nói, tôi cũng không hỏi thăm. Ha ha. Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Điền Hướng Chung vừa nói câu này xong, Thôi Cảnh Hạo thiếu chút nữa tức giận đến đập bàn, thầm mắng, tên cáo giả xảo quyệt. Tuy nhiên, việc này, dù sao cũng phải xử lý. Thôi Cảnh Hạo suy nghĩ một chút, vẫn áp dụng cách chủ động xuất kích. Lão Điền, tôi thật sự có chút lo lắng. Anh không biết, Diệp Phàm bắt ai đâu, là Tô Lâm Nhi tiểu thư của Tô Thị ở Bắc Kinh. Người ta đến Hải Đông kinh doanh. Chỉ là có chút chuyện liên quan đến đội trưởng đội bảo vệ cao tiềm của tập đoàn Địa Đường Điểu. Diệp Phàm không ngờ bắt cả chủ tịch, Lão Điền, không phải là anh không biết nhà họ Tô ở cửa thành Nam trong 9 cửa thành chứ? Diệp Phàm đã đụng phải tổ ong bò vẽ. Từ đời Minh Bắc Kinh hình thành 9 cửa ngoại thành 4 cửa nội thành. 9 cửa ngoại thành 4 cửa nội thành là chỉ nội thành Bắc Kinh có 9 cửa, ngoại thành có 7 cửa hoàng thành có 4 cửa thành. Nội, ngoại. Hoàng thành chia làm các khu hành chính Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Đời Thanh đã thi hành chính sách kỳ thị dân tộc, đuổi toàn bộ người Hán ra ngoại thành. Thành ra trong nội thành chỉ có người Hán và quân đội Bát Kỳ cùng gia đình sinh sống. Đến cuối thì mới có những người Hán làm quan đặc biệt quay lại nội thành sống. Như vậy, người Bắc Kinh chia làm hai bộ phận, nội thành trở thành nơi quân đội chiếm giữ cùng với người nhà họ. Ngoại thành là khu dân cư đơn thuần. Nội thành ngoại thành phân biệt rõ ràng, người Bát Kỳ, dân giới hạn nghiêm. Lúc đó Bát Kỳ có địa vị rất đáng tự hào, tự xưng nhà mình chính là Tứ Cửu Thành, bảo vệ Tử Cấm Thành, coi đó là sự khác nhau với dân ngoại thành. Chương 1828, làm mưa làm gió. Mà nhà họ Tô lại cách cửa Nam không xa, ở Bắc Kinh cũng có truyền thống khá lâu đời, tổ tiên nhà họ Tô làm quan cũng lớn. Cho nên, từ triều đại nhà Thanh đến nay, Tô Thị vẫn giữ tài lực hùng hậu. Cho nên, nhà họ Tô ở cửa Nam trong 9 cửa thành chính là thể hiện cho sự giàu có. Chỉ sợ ở Bắc Kinh nếu muốn phát tài đều phải đến nhà họ Tô một lần. Chiêm ngưỡng một chút tổ tiên anh dũng của nhà họ Tô, cúng bái một chút, có lẽ sẽ gặp may có thể phát tài. Tô Thị Tứ Cửu Thành cửa Nam mà người ta thường gọi chính là nhà họ Tô. Điền Hướng Chung thật sự có chút kinh ngạc. Đúng vậy Lão Điền, cho nên... Tôi mới nói với anh. Anh nghĩ xem, cấp dưới của anh bắt tiểu thư nhà người ta không phải là đau lòng muốn chết. Đến lúc đó, thực sự gặp phiền toái gì, anh làm lãnh đạo cũng không vinh quang gì đúng không? Thôi Cảnh Hạo thân thiết nói. Ha ha, mặc dù là Phượng Lão có lưu bản vẽ cửa Nam nhà họ Tô.
Nếu thành viên gia đình vi phạm pháp luật, thì vẫn phải xử theo pháp luật. Tôi tin rằng Phượng Lão cũng không thích một gia tộc không tuân theo pháp luật. Hơn nữa phó giám sát trưởng Diệp mặc dù chỉ là hư danh, nhưng hắn vẫn là phó giám sát trưởng của Bộ Công an. Hắn làm việc có quyền của một phó giám sát trưởng, huống chi, có thể đảm nhiệm vị trí này, tôi tin hắn biết rõ đúng sai. Sẽ giải quyết tốt việc nhà họ Tô. Điền Hướng Chung không phải là bình thường, căn bản là ba phải. Đây cũng là bình thường, nếu Diệp Phàm chính là do nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đặc biệt dặn sắp xếp. Tin rằng trưởng ban Lưu lúc ấy cũng có quyết định của mình. Tuy là đồng chí Lưu Thiệu hiện giờ đã chuyển đến Đảng ủy Công an Trung ương làm bí thư. Nhưng ông ấy cũng không nói thu lại chức vụ của Diệp Phàm. Điền Hướng Chung là Thứ trưởng Bộ Công an, chắc chắn sẽ không làm việc này. Hơn nữa, Điền Hướng Chung cũng có cảm giác thần bí chuyện sắp xếp Diệp Phàm. Y cũng cẩn thận điều tra qua Diệp Phàm. Hắn xuất thân không được tốt lắm, nhưng sao trẻ như vậy có thể ngồi đến chức này? Thật sự là khiến Điền Hướng Chung thầm thấy kỳ lạ, đồng thời cũng thầm khiếp sợ. Nếu nói Diệp Phàm không có chút bối cảnh thì tuyệt đối không thể. Cho nên, một người khôn ngoan như Điền Hướng Chung sẽ không đi trêu chọc vào người như vậy để chuốc lấy phiền toái. Lão Điền anh thật sự mặc kệ sao? Đến lúc đó anh sẽ hối hận. Thôi Cảnh Hạo có chút tức giận, giọng nặng lên không ít. Hối hận, tôi có gì phải hối hận? Hiện tại không phải là không có ai tố các đồng chí Diệp Phàm sao? Thực sự có chuyện tôi sẽ giải quyết thỏa đáng. Nếu cấp dưới mình làm một chút chuyện đều đi quan tâm thì tôi sẽ bận chết mất. Lão thôi, thật ra tôi cảm thấy, có một số việc chúng ta không cần phải hỏi. Anh thấy có đúng không? Điền Hướng Chung ngược lại khuyên Thôi Cảnh Hạo, làm cho y thiếu chút nữa quăng điện thoại. Nếu anh mặc kệ, quên đi. Sau khi gác điện thoại, vẻ mặt Thôi Cảnh Hạo trầm xuống. Y biết, nếu đến phó giám đốc thường trực sở công an tỉnh Nam Phúc Câu Trấn Nam cũng không dùng được ở Hải Đông có lẽ y nói cũng không có tác dụng. Cục trưởng An Kỳ căn bản là một cái gậy trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm chỉ đông, người này tuyệt đối không đánh tây. Thôi Cảnh Hạo còn âm thầm khâm phục thuật dùng người của Diệp Phàm. Tình huống thế này trừ phi cấp dưới của anh có sự tin tưởng vào anh có thể giải quyết việc này mới dám làm. Bằng không, khi Câu Trần Nam hùng mạnh ra mặt, một cục trưởng cục công an cấp dưới còn dám chống lại, đây là tình trạng gì? Thôi Cảnh Hạo không cần nghĩ cũng biết, tuy nhiên, biết là một chuyện, việc này, đã mất mặt không dậy nổi. Hơn nữa, năm đó y có thể ngồi lên vị trí này cũng là vì nhà họ Tô bí mật ra sức. Nếu cả chuyện nhỏ đó đều không làm được, thì về sau đừng nghĩ đến việc nhà họ Tô ra sức cho anh. Trong lòng Thôi Cảnh Hạo không biết làm thế nào, cũng rất tức giận. Không thể tưởng tượng được đường đường một thứ trưởng Bộ Công an như mình đối mặt với một cục trưởng cục công an cấp dưới vẫn không có tác dụng gì. Tuy nhiên, Thôi Cảnh Hạo suy nghĩ một chút lại gọi điện thoại cho bí thư Đảng ủy Công an Nam Phúc Lý Sương Hải. Thầm nghĩ rằng Lý Sương Hải chẳng những là người được phân công quản lý hệ thống pháp luật mà còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Nam Phúc. Trong thể chế ở Trung Quốc vẫn có quyền lực đối với một quyền chủ tịch thành phố như Diệp Phàm. Chỉ có điều, Lý Sương Hải nghe nói về chuyện này xong cũng trầm ngâm một hồi lâu. Rồi nói cũng không khác những gì Điền Hướng Chung nói là mấy. Đều là nói một cách ba phải, khiến Thôi Cảnh Hạo âm thầm giật mình. Trong lòng luôn nghĩ, việc này... Diệp Phàm rốt cuộc đã cho mấy đồng chí này ăn cái gì? Rơi vào đường cùng Thôi Cảnh Hạo đành phải nhịn, khéo léo nói chuyện với nhà họ Tô về tình hình này. Ông cụ nhà họ Tô nghe xong, chỉ hừ lạnh một tiếng. Anh là Thứ trưởng Bộ Công an, sao một cục trưởng cục công an cấp dưới cũng không bảo được. Sau đó ông cụ cúp điện thoại, Thôi Cảnh Hạo mặt trắng lại đỏ, nghiến răng trong phòng một lúc lâu. Hắn biết, từ nay về sau quan hệ với nhà họ Tô có lẽ chấm dứt. Lão Thôi hận Diệp Phàm quá mức, tuy nhiên, lão Thôi cũng bình tĩnh lại, cùng với cấp dưới nói này nọ, không nghe cuối cùng mất mặt, không bằng không nói gì. Cho nên, lão Thôi cuối cùng chọn cách im lặng. Buổi tối, sau khi giải quyết một số việc ở huyện Đào Mộc có chút mệt mỏi đi lên xe. Bởi vì chủ tịch huyện Đào Mộc Vương Long Đông đã đến Thanh Ngưu đảm nhiệm chức bí thư, mà chủ tịch huyện nhất thời chưa được quyết định, mà bí thư huyện ủy Hoàng Sơ Lâm lại bị ủy ban kỷ luật bắt đi. Khiến cho huyện Đào Mộc một lúc mất đi hai vị đầu sỏ, có vẻ như rắn mất đầu. Trước mắt việc khai thác, phát triển gỗ đào đã bắt đầu giai đoạn xây dựng, chắc chắn là không thể kéo dài. Cho nên, Diệp Phàm đành phải tự mình xuống huyện Đào Mộc.
sắp xếp hết thảy mọi việc xong thì đã tốt. Vội vàng ăn cơm xong khi chuẩn bị lên xe thì Lý Mộc cung kính hỏi. Bí thư, tôi lái xe đi nhé. Được, cậu lái đi. Diệp Phàm gật gật đầu, ngồi ở vị trí gần ghế lái. Xe đi trên quốc lộ vòng qua núi về thành phố. Đột nhiên xe phanh nhanh lại, Lý Mộc dừng xe. Bởi vì phía trước có một chiếc xe tải Đông Phong lớn bị lật bên sườn núi. Hoa quả trên xe lăn hết xuống đường. Một người máu chảy đầm đề đang đứng trên đường kêu cứu. Mau cứu người. Diệp Phàm không chút do dự xuống xe. Hai người vội vàng chạy về hướng chiếc xe bị lật, tìm cây lớn đập cabin xe, vì trong đó còn có hai người. Lái xe bị kẹt ở tay lái, mà buồng lái cũng đã bị biến hình. May mắn Diệp Phàm có thân thủ cửu đẳng, bằng không, không có cách nào để mở được. Diệp Phàm cố sức nhưng gần 3 phút mới đưa được người lái xe ra. Người ngồi cạnh là một người đàn ông cao lớn, cũng đang bị kẹt, Diệp Phàm lại bắt đầu đập. Đúng lúc này, có biến cố, người đàn ông bị kẹt kia không ngờ ôm lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm còn tưởng rằng người đàn ông này vì hoảng sợ quá mới thế, đang định an ủi vài câu. Đột nhiên cảm giác sau gáy hình như có khí lực đánh đến. Trong lòng đột nhiên sinh cảnh giác, đang muốn quay người, nhưng người đàn ông này không ngờ rất kỳ lạ. Mặc dù Diệp Phàm có thân thủ cửu đẳng, nhưng lúc này vì khí lực đã tiêu hao không ít. Muốn thoát khỏi cái ôm của y cũng phải cố hết sức. Lúc này, Lý Mộc hét lớn. Bí thư, mau tránh ra. Đôi mắt ưng phát hiện phía tây bắc có một bóng đen. Y dùng dao bầu rất nặng, khéo léo chém gió bổ về phía Diệp Phàm. Mà Lý Mộc cũng rất dũng cảm, liều mạng nhào xuống trên người hắn. Mắt thấy dao bầu chém vào Lý Mộc. Diệp Phàm đột nhiên hét lớn lên một tiếng. Hai tay dùng lực chống, răng rắc một tiếng. Người đàn ông ôm chặt Diệp Phàm kia đã bị Diệp Phàm kéo rách hai tay. Hơn nữa đến thịt cũng bị Diệp Phàm xé thành hai đoạn. Máu tươi bắn tung tóe. Các đồng chí cùng đi huyện đào mộc với Diệp Phàm lúc này đã bị dọa cho chết khiếp. Khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Mơ hồ có chút mùi truyền đến, có lẽ có người sợ quá tè ra quần. Diệp Phàm thuận thế đem Lý Mộc đến một bên. Tuy nhiên, Lý Mộc vẫn là bị đao lớn bổ vào lưng. Lập tức máu tươi chảy ra đầy người. Lý Mộc. Diệp Phàm tức giận, một cước đá tới. Người đàn ông tóc dài bị Diệp Phàm đá một cước bay 5-6 mét. Mấy cán bộ Hải Đông bị đâm phải bỗng chốc lăn như hổ lô. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm đứng lên, thấy có 3 người đồng thời tấn công hắn. Đều là cầm dao bầu khá lớn, tất cả đều liều chết tiến đánh. Trong lòng Diệp Phàm nóng như lửa đốt, bởi vì Lý Mộc đang chảy máu, y đã ngất đi. Diệp Phàm một quyền đi xuống, tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Một người trong số đó chắc chắn là bị chặt đứt tay. Dao bầu cũng bay loảng xoảng mấy chục mét. Hai người đàn ông mặc đồ đen khác cũng bị Diệp Phàm đá lăn như hổ lô. Tuy nhiên vì muốn cứu Lý Mộc, 3 người chạy mất 2. Nhìn thấy người áo đen lăn lộn trên mặt đất, mấy cán bộ của Hải Đông lúc này mới tỉnh mộng. Anh Dũng xông lên, đấm đá loạn xạ, cuối cùng 7-8 người áp chế xuống. Diệp Phàm ôm Lý Mộc đi ngang qua đá mấy đá. Gã đàn ông này bị gãy hai tay, có lẽ không gây ra sóng gió gì. Diệp Phàm vội vàng xé quần sao băng bó cho Lý Mộc. Thấy Lý Mộc có vết thương lớn, cũng không biết bị chém như thế nào. Lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mấy cảnh sát giao thông đến xử lý sự cố xuống xe. Đưa người đi, đừng để y chết, các anh đi trước mở đường cứu người. Diệp Phàm hô to một tiếng, cảnh sát giao thông vội vàng đưa người đàn ông bị gãy tay lên xe. Kéo còi nhằm thẳng xã Bảo Kiếm mà đi. Nhận được tin báo của cảnh sát, An Kỳ tự mình dẫn 20 cảnh sát hình sự cùng với bác sĩ của bệnh viện số 1 Hải Đông đến. Chương 1829, tiền nhiều thế lớn. Sau khi đưa Lý Mộc vào trạm y tế xã Bảo Kiếm, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Phạm Cương. Lập tức đến tìm người chạy trốn về cho tôi. Mà tư lệnh viên phân quân khu Nguyễn Tiến nghe nói Diệp Phàm bị tấn công lập tức cũng dẫn lính đến hỗ trợ Phạm Cương tiến hành vây bắt. 3 giờ sau, Nguyễn Tiến cùng với An Kỳ và Phạm Cương đã báo một tin tức không tốt về tội phạm bỏ trốn. Tuy nhiên, bọn họ vẫn tiếp tục truy bắt. Diệp Phàm đã sớm đoán được, vì 3 tên áo đen tấn công hắn bản lĩnh khá cao, chắc chắn phải thân thủ ngũ đẳng. Hơn nữa, trong đó hình như còn có một cao thủ lục đẳng. Cao thủ như thế muốn chạy trốn thì không phải là không thể. Huống chi, người ta đã tính toán từ trước, đường lui đã sắp xếp từ trước. Cho nên,
căn bản là không có khả năng tìm được. Tuy nhiên, may mắn còn bắt được một người. Thẩm tra gấp. Diệp Phàm hừ nói. Không lâu sau, bác sĩ của bệnh viện số 1 đã đến. Nói là tính mạng của Lý Mộc không sao, nhưng lúc đó đã rơi mất một mảng thịt, không tổn thương đến gân cốt bên trong. Tuy nhiên, phải nghỉ ngơi một thời gian, nhưng vì mất máu quá nhiều nên tạm thời Lý Mộc vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Phàm chỉ thị mấy cảnh sát hộ tống Lý Mộc đến thẳng bệnh viện thành phố. Bên này, Phạm Cương vừa mới đến, lập tức đưa người áo đen bị đứt tay đi thẩm vấn. Tuy nhiên, người áo đen vẻ mặt xa lạ, căn bản là chưa gặp qua. Hơn nữa, người này hình như câm điếc, không nói một cái gì. Diệp Phàm thấy thế, lập tức thi triển phân cân thác cốt thủ, tiến hành tấn công người đàn ông áo đen mãnh liệt. Hơn nữa còn có hóa âm mê thuật tấn công. Nhưng điều làm Diệp Phàm thất vọng chính là người này không ngờ cứ thế không hề nói một câu nào. Là một người cứng rắn. Diệp Phàm không khỏi khâm phục người đàn ông này, cùng Phạm Cương và An Kỳ đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Bí thư, không nắm được người áo đen, chúng ta nhất thời không thể điều tra ra người đứng phía sau. Sau này chuyện an toàn của anh có thể phải cẩn thận. Nếu không, tôi chọn mấy cảnh sát hình sự có năng lực đi theo anh. An Kỳ có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm một cái nói. Không cần làm thế, tôi sẽ xử lý. Trước mắt, chúng ta từ từ chiến đấu y làm đi. Diệp Phàm hừ một tiếng, lên xe đến Hải Đông. Tuy nhiên, buổi sáng ngày hôm sau, có tin báo đến. Người áo đen không ngờ chết trong trại tạm giam của Cục Công an thành phố Hải Đông. Ai làm? Diệp Phàm tức giận đập bàn quát. Bí thư, việc này tôi có trách nhiệm. An Kỳ toát mồ hôi chán. Không kịp lau. Việc này có chút kỳ lạ. Theo sắp xếp của Cục trưởng An thì tối qua không thể có người tiếp xúc với người đàn ông đó. Băng theo dõi đều mở ra xem, không phát hiện thấy ai đi vào. Hơn nữa, bên ngoài phòng giam có cảnh sát hình sự canh phòng. Phạm Cương thật ra nói một câu vì An Kỳ. Chết như thế nào? Diệp Phàm thì thào hỏi. Suy nghĩ một chút đột nhiên cả kinh, nói. Chẳng lẽ người này trước đó đã được dùng thuốc độc? Nếu nhiệm vụ có thể hoàn thành, sau khi trở về có thể giải. Vì y không hoàn thành nhiệm vụ cho nên, qua thời gian không thể giải độc đã chết. Có khả năng. Phạm Cương gật đầu. Lập tức đưa thi thể về sở công an tỉnh làm xét nghiệm, nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân. Diệp Phàm hừ nói, An Kỳ đi làm ngay. Đại ca, cái này làm cho manh mối hoàn toàn bị chặt đứt, ôi. Phạm Cương có chút nhục chí. Cậu nói xem là ai làm. Có thể có được độc dược như vậy, đối thủ chắc chắn không phải là hạng bình thường. Diệp Phàm nhìn Phạm Cương chằm chằm. Tám phần là nhà họ Tô ở Bắc Kinh, Tô Lâm Nhi vẫn còn đang bị giam giữ trong Cục Công an thành phố Hải Đông. Với năng lực của nhà họ Tô, dùng tiền để mời những cao thủ của thế giới là không khó. Phạm Cương nói, nhìn Diệp Phàm một cái lại nói thêm. Hơn nữa, An Kỳ vẫn giữ người nhà họ Tô mà nhà họ Tô cũng không cho người đền xin hộ. Cuối cùng đều bị bắt về. Bọn họ biết, việc này An Kỳ nhìn đại ca hành động cho nên, mặc dù là giết An Kỳ cũng không có tác dụng. Chỉ ra tay với anh mới được. Đại ca, nếu bọn họ có lần đầu tiên, hẳn còn có lần thứ hai. Trong khoảng thời gian này, tôi thấy, hay là gọi Trần Quân và Lý Cường đến đây. Chỗ ở của anh vẫn phải bảo vệ chặt chẽ. Tốt nhất là bảo Trần Quân đến lái xe cho anh. Còn về vũ khí, tôi sẽ cho người đem súng đạn tốt đến. Được, Lý Cường và Trần Quân chắc chắn được điều đến đây. Đề phòng cũng tốt. Diệp Phàm gật gật đầu. Nhìn Phạm Cường một cái, nói. Nếu nhà họ Tô dám ra tay với tôi, chúng ta cũng không cần nể mặt Lam Tổn Quân. Chúng ta theo chân họ chơi xem. Tôi không phải là người sợ chết. Bắt nạt tôi không ra tay thì sống làm gì. Trong khoảng thời gian này cậu bí mật điều tra việc của nhà họ Tô. Bảo Vương Triều đưa vài người xuống hỗ trợ An Kỳ điều tra. Tôi không tin, nếu một dòng họ lớn như nhà họ Tô, lợi nhuận kinh doanh trên 10 tỷ. Chẳng lẽ không có một chút thiếu sót nào? Ngay cả tập đoàn Địa Đường Điểu ở Hải Đông, không có một vi phạm nào, chắc chắn không thể phát triển nhanh như vậy. Trong vài năm, Tô Lâm Nhi đã đạt lợi nhuận trong kinh doanh cao như vậy. Thiết Hải đã đến Hải Đông, còn cả Lão Hạ, Lô Vĩ cũng đã đến. Lúc này đang ở một chỗ bí mật, bất cứ lúc nào chờ đại ca giao việc. Phạm Cương nói. Ôi, chuyện của tôi lại phiền đến các vị anh em rồi. Diệp Phàm thở dài nhìn Phạm Cương một cái nói.
Trong khoảng thời gian này tôi và An Kỳ ở ngoài sáng, các cậu bí mật hỗ trợ điều tra. Đã có người muốn mạng của tôi cũng không thể không ra tay. Buổi sáng hôm sau, ông chủ của tập đoàn Tô Thị Tô Trang Thành đến khảo sát kinh tế tỉnh Nam Phúc, máy bay riêng đã đến Thủy Châu. Dáng vẻ nhiều tiền thế lớn thực sự làm cho người ta có chút ghen tị. Lần này, nhà họ Tô cùng với chủ tịch những tập đoàn lớn đến tỉnh Nam Phúc khảo sát đầu tư. Nếu có thể thành công thì nhà họ Tô và các tập đoàn sẽ liên kết xây dựng một khu công nghiệp điện tử công nghệ cao. Tổng đầu tư dự tính đạt đến 3 tỷ. Thần tài đã đến, chủ tịch tỉnh Nam Phúc Yến Xuân Lai cũng khá thận trọng. Tự mình đưa các nhân viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến sân bay đón tiếp long trọng. Đây là cách đón tiếp khách tối cao nhất của chủ tịch tỉnh Yến. Mặc dù là nguyên thủ nước ngoài đến cũng mức đó. Phía trước có xe cảnh sát mở đường, đoàn người Tô Trang Thành và chủ tịch Yến Xuân Lai đi thẳng đến khách sạn Thủy Châu. Vào phòng khách ngồi xong, phó chủ tịch thường trực tỉnh Trang Ninh Thơm lên tiếng. Tổng giám đốc Tô, lần này chào mừng các ngài đến đây. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hết rồi. Tống Sơ Kiệt điều ra tỉnh ngoài đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy. Người tiếp nhận chức phó chủ tịch thường trực này là Trang Ninh Thơm được điều từ tỉnh ngoài đến. Trang Ninh Thơm trên dưới 45 tuổi, một người phụ nữ bằng này tuổi có thể làm đến vị trí hiện giờ cũng là có chút năng lượng. Ừ, xem ra, các anh đã nghe được tin tức từ trước. Tô Trang Thành thản nhiên cười nói, tuy nhiên, vẫn luôn thể hiện thái độ kiêu ngạo. Làm mọi việc lớn nhỏ của nhà họ Tô, là người kế thừa tài sản của nhà họ Tô. Là người cầm lái tiếp theo của nhà họ Tô. Tô Trang Thành tuy mới hơn 30 tuổi, nhưng trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh đã có chút tiếng tăm. Mà nhà họ Tô, Tô Trang Thành còn có biệt hiệu riêng. Tô Tiểu Hổ, cha được gọi là Tô Lão Hổ. Đó tất nhiên là nói về việc nhận định về kinh tế, nhận định về hướng đi kiếm tiền rất chuẩn xác. Mỗi khi đầu tư đều kiếm đợi lợi nhuận lớn. Hơn nữa, trong cạnh tranh, cho đến giờ hai cha con đều là long lang dạ sói. Có thể thu được lợi thì sẽ không nể nang gì. Cho nên gọi là Tiểu Hổ, Lão Hổ. Đương nhiên, vì nhà họ Tô là tập đoàn tài chính lớn. Cho nên, tập đoàn hợp tác với nhà họ Tô cũng không phải nhỏ. Lần này xuống đây, để xây dựng thanh thế, nhà họ Tô mời tập đoàn điện tử Thế Thăng, tập đoàn điện tử Tác Ma. Tin tức lúc nào cũng thế thôi. Các anh muốn sản xuất điện tử cần tin tức, chúng tôi làm công tác hành chính không có tin tức không thể biết tương lai đúng không? Yến Xuân Lai vừa nói vừa cười vui vẻ dẫn mọi người bước đi. Chủ tịch tỉnh Yến, Phó Chủ tịch tỉnh Trang, Tổng Giám đốc Tô lần này xuống đây là làm công tác chuẩn bị. Tập đoàn Tô Thị liên kết với Tập đoàn Thế Thăng, Tập đoàn Tác Ma. Dự định xây dựng một khu chế tạo thiết bị ngành công nghiệp hóa chất. Chủ tịch tỉnh Yến có lẽ đã nghe nói qua, Tập đoàn Tô Thị chẳng những là tập đoàn hàng đầu Trung Quốc, mà cũng là tập đoàn góp vốn với rất nhiều công ty nổi tiếng thế giới. Lần này chuẩn bị thành lập khu chế tạo công nghiệp ở tỉnh Nam Phúc. Ba tập đoàn dự định đầu tư lên đến 3 tỷ. Mục tiêu cũng không giới hạn trong nước. Về địa điểm, nghe nói các anh đã chọn cho chúng tôi vài địa điểm. Có thời gian chúng tôi sẽ đi kiểm tra một chút. Đương nhiên, nếu thích hợp chúng tôi sẽ ký hợp đồng chính thức. Sau đó sẽ tiến hành quy hoạch. Chủ tịch tập đoàn điện tử Thế Thăng Hồ Trấn Gian vẻ mặt bình tĩnh cười nói. Tổng giám đốc Tô, Tổng giám đốc Hồ. Lần này các anh xuống giới này khảo sát khu vực để xây dựng khu công nghiệp. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng rất coi trọng đoàn khảo sát. Trong mấy ngày các anh ở đây, Phó Chủ tịch tỉnh Trang sẽ dẫn các anh đi. Ngoài ra các lãnh đạo của các sở liên quan đến đất đai, xây dựng đều sẽ cùng đi. Các anh có khó khăn gì hoặc có yêu cầu gì hợp lý chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức. Quan điểm của chính quyền tỉnh Nam Phúc chúng tôi chính là, làm hài lòng khách đến vui lòng khách đi. Yến Xuân Lai khẽ cười nói. Chủ tịch tỉnh Yến, Phó Chủ tịch tỉnh Trang, chỉ sợ là không có thời gian. Tô Trang Thành nhíu mày nói. Không có thời gian, Tổng Giám đốc Tô không phải là lần này chỉ xuống đây để khảo sát khu vực xây dựng khu công nghiệp sao? Yến Xuân Lai kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Hồ Trấn Giang gật gật đầu, nhìn Yến Xuân Lai cùng với Trang Ninh Thơm, nhíu mày. Hay là không tiện nói thì thôi. Yến Xuân Lai xoay xoay chén trà nói. Cũng không có gì không tiện, chủ yếu là em tôi hiện còn bị giam giữ. Cho nên, rất xin lỗi, tôi phải đi xem cô trước. Cũng không biết cô có chịu khổ không, nếu cha tôi nhìn thấy không biết đau lòng như thế nào. Tô Trang Thành vẻ mặt nghiêm trọng lên. Em,
Chủ tịch Tỉnh Yến nhắc lại, quay đầu nhìn Trang Ninh Thơm. Tất nhiên, Chủ tịch Tỉnh Yến cũng không biết tiểu thư nhà họ Tô là ai. Trang Ninh Thơm cũng hơi lắc lắc đầu ý là cô cũng không biết. Ôi, một số đồng chí ở Hải Đông của các anh thật lợi hại. Một chút việc nhỏ như lông gà không ngờ bắt tiểu thư nhà họ Tô lại. Người ta làm tốt việc kinh doanh ở Hải Đông, có phạm pháp với ai? Tổng Giám đốc Tô lần này xuống đây vốn định đi khảo sát ngay. Nói đến đây Chủ tịch Tập đoàn Tác Ma Trần Thọ Quang ngừng một chút, chỉ vào người đàn ông trung niên ngồi gần Tô Trang Thành nói. Chủ tịch Tỉnh Yến, bọn họ đều là chuyên gia về ngành điện tử. Lần này Tổng Giám đốc Tô đưa đến đây, tuy nhiên, Tổng Giám đốc có chút việc phiền lòng, nên không có tâm trạng đi lo việc kinh doanh. Chương 1830, Chủ tịch Tỉnh Yến rất buồn bực. Tổng Giám đốc Tô, Tổng Giám đốc Trần, rốt cuộc sao lại thế? Xin hãy nói rõ, nếu là các đồng chí ở Hải Đông cố ý làm như vậy, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý. Chủ tịch Tỉnh Yến cũng thể hiện thái độ ngay. Thật ra, trong lòng cũng hiểu. Mấy người này đến đây có lẽ mục tiêu chủ yếu là tiểu thư nhà họ Tô. Chuyện đầu tư, có lẽ chỉ là ngụy trang. Tuy nhiên, nếu có thể để nhà họ Tô đầu tư một chút. Ví dụ như nhà họ Tô đầu tư vài tỷ. Việc này, tôi thật ngại phải phiền Chủ tịch Tỉnh Yến. Vốn là muốn đi khảo sát xong rồi đến Hải Đông. Tuy nhiên, nghĩ đến em mình còn đang bị tạm giam thực sự không yên tâm. Tôi thấy thế này, sau khi chúng tôi đi Hải Đông về sẽ tiếp tục bàn chuyện đầu tư thì thế nào? Tô Trang Thành tất nhiên là gây áp lực. Điều này trong lòng Yến Xuân Lai và Trang Ninh Thơm đều biết rõ. Tuy nhiên, biết rõ Tô Trang Thành đào hầm nhưng Yến Xuân Lai và Trang Ninh Phương cũng không thể không nhảy. Lập tức gọi điện thoại đến Cục Công an thành phố Hải Đông cho tôi. Yến Xuân Lai nghiêm mặt quay đầu nói với thư ký riêng. Quả nhiên là y ra tay. Bởi vì Yến Xuân Lai tiếc khi để mất đoàn người của nhà họ Tô này. Đầu tư mấy tỷ. Cũng sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho tỉnh Nam Phúc. Có thể giải quyết vấn đề việc làm còn có thể làm cho kinh tế Nam Phúc phát triển. Hơn nữa, kinh tế tỉnh Nam Phúc phát triển rồi, đồng chí Yến Xuân Lai cũng được vẻ vang. Hơn nữa, cũng chiếc chìa khóa mở cửa nhà họ Tô. Một lần hợp tác có thể thành công thì còn có lần sau nữa. Tài nguyên nhà họ Tô là vô cùng, tuyệt đối không thể đánh mất một khách hàng lớn như vậy. Tôi là Yến Xuân Lai. Gọi An Kỳ nhận điện thoại. Vừa nghe là giọng một người thanh niên, Yến Xuân Lai không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hừ nói. Chủ tịch Tỉnh Yến, Bí thư An đang giải quyết chút việc tôi lập tức đi gọi. Thư ký của An Kỳ Trần Thần nhận được điện thoại thiếu chút nữa bị dạo sợ chết phản ứng lại vội vàng nói. Thư ký Trần bước nhanh đến phòng họp. Không lâu sau, An Kỳ nghe điện thoại nói. Chủ tịch Tỉnh Yến, chào ngài, tôi là An Kỳ của Cục Công an thành phố Hải Đông. Tuy nhiên, thật ra trong lòng An Kỳ có chút giật mình, vừa nghe Trần Thần báo cáo là hình như có Chủ tịch Tỉnh Yến gọi điện thoại đến giọng rất là không tốt. Không phải là các cậu bắt tiểu thư Tô Lâm Nhi của tập đoàn Địa Đường Điểu sao? Yến Xuân Lai vừa nghe người của Sở Công an tỉnh báo cáo cũng biết một chút nguyên nhân. Đương nhiên, Yến Xuân Lai cũng không thể làm bừa, sau khi biết chuyện không lớn. Đúng vậy, Tô Lâm Nhi là người khả nghi gây ra mấy vụ án, cho nên Cục Công an thành phố Hải Đông. An Kỳ vừa nói đến đây, tiếng của Yến Xuân Lai đã vang lên trên điện thoại. Tôi mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, lập tức thả Chủ tịch Tô Lâm Nhi. Người ta đến đây để kinh doanh, mặc dù là cấp dưới có vi phạm một số chuyện cũng không liên quan đến cô. Việc này thật là, các anh bảo vệ nhà đầu tư hay dọa nhà đầu tư chạy mất. Việc này, Chủ tịch Tỉnh Yến, chúng tôi đang điều tra. Tô Lâm Nhi cũng là nghi phạm rất quan trọng, cho nên... An Kỳ kiên trì, cãi lại một câu thì làm Yến Xuân Lai tức giận. Vừa rồi nghe Phó Giám đốc Sở Công an Câu Trần Nam nói, biết việc này là do Diệp Phàm gây ra. Nghĩ đến một số việc Diệp Phàm làm gần đây lửa giận của Yến Xuân Lai bùng lên. Cục trưởng An, có phải không có người chỉ thị cậu không thả người? Yến Xuân Lai hừ nói. Cũng không phải thế, việc này là do Cục Công an chúng tôi đang điều tra. Chán An Kỳ đã toát mồ hôi. Việc này là làm khó An Kỳ, không được Diệp Phàm cho phép An Kỳ không dám thả người. Nhưng hiện giờ Yến Xuân Lai đang ép anh ta lập tức thả người. Anh ta không biết phải làm sao. Việc này, dù sao cũng phải báo cho Diệp Phàm một chút. Chỉ có điều Yến Xuân Lai làm rất nhanh, An Kỳ căn bản là không có thời gian báo cáo Diệp Phàm. Cho nên, người chắc chắn không thể thả.
nhưng chủ tịch Tỉnh Yến phải làm như thế nào? Không được có phải không? Yến Xuân Lai giọng rất bình thản, nhưng, trong lòng An Kỳ lại lo lắng. Lãnh đạo giọng điều nghiêm khắc, có lẽ là ông ta đã tức giận trong lòng, bình tĩnh lại sẽ không sao. Nếu lãnh đạo đang tức giận lại trở nên bình tĩnh thì vấn đề đã rất nghiêm trọng. Đúng lúc này thư ký Trần gẩy tay An Kỳ. An Kỳ vội vàng bịt tai nghe, vẻ suy nghĩ, Trần Chấn lập tức đưa tai nghe sát vào tai An Kỳ. Tiếng Diệp Phàm vang lên. Cậu trực tiếp nói với Yến Xuân Lai là cục gán sát cảnh vụ Bộ Công an đang đôn đốc vụ án. Lãnh đạo cục cảnh vụ có nói, trước khi điều tra rõ người nhà họ Tô, không thể thả người. Nếu chủ tịch Tỉnh Yến hỏi là ai, thì cứ nói là tôi. Nói thế sao được? An Kỳ vội vàng nói. Bí thư chuyện lần này tôi kiên quyết đến cùng, nhiều nhất thì mất chức, mẹ nó, bố còn không tin có chuyện chính nghĩa không thể chiến thắng cái ác. An Kỳ nói những lời này khá mạnh mẽ, giống như trong tục ngữ gió lớn phong ba, tráng sĩ vừa đi không về nữa. Y biết, hôm nay đắc tội với Yến Xuân Lai, có lẽ sau này chỉ cần Yến Xuân Lai ở đây một ngày, y đừng mơ tưởng thăng chức một bước ở tỉnh Nam Phúc. Có thể bảo vệ chức vụ hiện giờ đã là may mắn. Diệp Phàm biết An Kỳ chỉ là thể hiện thái độ thôi. Nếu nói về lợi ích thì y không thể từ bỏ như thế. Tuy nhiên, có thể nói ra những lời này, Diệp Phàm cũng phải nhìn An Kỳ bằng con mắt khác. Không cần thiết, cậu cứ nói là tôi là được. Trình độ của cậu rất thấp, không thể đối đầu với Yến Xuân Lai. Cứ quyết định như vậy đi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng quyết định cúp điện thoại. An Kỳ lập tức thoải mái lên rất nhiều. Vội vàng nói như Diệp Phàm nói. Quả nhiên Yến Xuân Lai vẫn ép. Nếu là Bộ Công an đôn đốc vụ án, tôi vừa nhận được báo cáo của đồng chí Câu Trấn Nam Phó Giám đốc Thường trực Sở Công an nói là Cục Cảnh sát cảnh vụ Bộ Công an cũng không có thông báo gì liên quan cho Sở Công an tỉnh. Yến Xuân lại thật sự là cay độc, cây đầu tiên đã đâm vào chỗ quan trọng. Chủ tịch Tỉnh Yến, vụ án này, hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn bí mật điều tra. Cho nên, Bộ Công an không có thông báo gì. Đây cũng là việc bình thường. Chuyện của Bộ Công an, cơ quan cấp dưới như chúng tôi nào dám đi hỏi thăm đúng không? An Kỳ nói ba phải, không muốn đưa Diệp Phàm ra. Đương nhiên, An Kỳ cũng biết, Diệp Phàm nói như vậy có lẽ là để thử y. Nếu có thể không nói ra thì thật tốt, nếu không được thì tính sau. Đồng chí An Kỳ, cậu bắt nạt tôi không hiểu quy tắc của các cậu có phải không? Yến Xuân Lai thản nhiên hừ nói. Việc này thật sự là Bộ Công an đang đôn đốc. An Kỳ vẫn kéo dài. Ai đôn đốc? Yến Xuân Lai hừ nói. Là Phó Giám sát trưởng Diệp tự mình đôn đốc. An Kỳ cuối cùng vẫn phải nói ra tên Diệp Phàm. Lúc này, An Kỳ hận không thể tát cho mình một cái. Trong lòng mắng mình xấu xa, không thể đối đầu lại với áp lực của Yến Xuân Lai. Phó Giám sát trưởng Diệp là ai? Yến Xuân Lai thật sự không hiểu được việc này, bởi vì Câu Trấn Nam không nói về một thân phận khác của Diệp Phàm. Lão già này tất nhiên là muốn đâm Diệp Phàm một đao. Chính là chủ tịch thành phố Hải Đông Diệp Phàm, hắn còn kiêm phó giám sát trưởng cục giám sát Bộ Công an. An Kỳ nói. Hừ. Yến Xuân Lai hừ một cái gác điện thoại, vẻ mặt lập tức có chút khó coi. Biết ý của An Kỳ chính là ý của Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm đã công khai thân phận này. Có lẽ là y tự tham gia Diệp Phàm cũng không nể mặt. Ngoài ra, có lẽ còn mang tiếng can thiệp việc phá án của Bộ Công an, không tốt cho danh tiếng. Đối với Bộ Công an, Yến Xuân Lai ít suy nghĩ cũng không thể không kiêng nể. Tuy nhiên, Yến Xuân Lai có thủ đoạn của Yến Xuân Lai. Trong nháy mắt bình tĩnh lại, bước vào uống trà, cười nói. Tổng Giám đốc Tô, nếu đã đến đây dù sao cũng phải ăn cơm trưa xong hãy đi. Bí thư Phí nói, muốn đích thân chiêu đãi đoàn các anh. Tô Trang Thành vừa nghe liền hiểu ngay, là Yến Xuân Lai muốn bảo anh ta, khi ăn cơm hãy tìm cách nói với Phí Mãn Thiên là được. Tuy nhiên, đối với việc Yến Xuân Lai cũng không muốn tự mình tham gia làm Tô Trang Thành có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ đường đường một chủ tịch tỉnh còn không bảo được một quyền chủ tịch trưởng phòng? Tuy nói thằng cha kia còn kiêm chức phó giám sát trưởng nhưng nghe nói chỉ là hư danh. Chức vụ chính thức của hắn là ở Hải Đông. Mà nhà họ Tô cũng là do Thứ trưởng Bộ Công an hướng dẫn nên áp chế Diệp Phàm bằng cách dùng lãnh đạo bên chính quyền. Cho nên mới tổ chức một đoàn tạo thanh thế đến Nam Phúc khảo sát. Đương nhiên về việc nhà họ Tô muốn xây dựng một khu công nghiệp đã có dự tính từ trước. Chỉ là đang do dự về thời gian, còn đang điều tra xem có thực hiện hay không.
Lần này sự kiện Tô Nguyệt Nhi đã thúc đẩy nhà họ Tô quyết định. Giữa trưa, đoàn người khảo sát của Tô Trang Thành được chiêu đãi tại khách sạn Đại học Thủy Châu. Phí Mãn Thiên cùng với một số nhân viên tươi cười đi vào nhà ăn. Hàn huyên vài câu rồi ngồi xuống. Sau đó vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Bí thư Phí, cán bộ tỉnh Nam Phúc các anh đều rất cẩn thận. Mấy địa điểm mà các anh cung cấp chúng tôi thật ra đã cử người xuống khảo sát rồi. Có hai điều kiện khá hài lòng. Một là vùng gần Cửu Vân Kiều của khu Hồng Liên. Một là khu vực dưới chân núi Bắc Nhạc khu Đông Hồ. Hai địa điểm này chỉ cần chính sách có thể ủng hộ cũng sẽ tốt hơn nhiều. Có thể thêm chút ưu đãi là có thể quyết định. Tô Trang Thành mỉm cười, cụng ly với Phí Mãn Thiên xong rồi nói. Vậy thì tốt rồi. Phí Mãn Thiên thản nhiên cười cười nhìn Trang Ninh Phương một cái cười nói. Đồng chí Ninh Thơm, cô phải chú ý. Nếu Tổng Giám Đốc Tô hài lòng về hai địa điểm này vậy nhanh chóng nắm bắt. Về chính sách ủng hộ, tôi nghĩ, đồng chí Xuân Lai không phải là người cứng nhắc. Tin rằng ông ấy đã nghĩ đến rồi. Đúng thế, đúng thế. Yến Xuân Lai gật gật đầu. Tuy nhiên, quay sang chuyện khác. Nếu Tổng Giám Đốc Tô nói như vậy thì về chính sách chúng tôi sẽ cố gắng ưu đãi cho các anh. Điểm này Tổng Giám Đốc Tô yên tâm. Nếu các anh có lòng, ngoài ra các anh đã khảo sát qua. Vậy ngày mai ký hợp đồng ý tưởng có được không? Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Phúc chúng tôi cùng rất thật tâm. Hơn nữa, tạo ra khu công nghiệp điện tử của tại Nam Phúc cũng là vấn đề mà tỉnh ủy suy nghĩ đến. Một khi các anh thực hiện, chúng tôi sẽ đệ trình lên hội nghị thường vụ của tỉnh ủy. Nếu có thể thông qua thì không phải là một chút ưu đãi, mà là cùng nhau phát triển. Chương 1831, đổi xe. Ngày mai chỉ sợ là tôi không có thời gian. Tô Trang Thành nhíu mày cuối cùng nói và chủ đề câu chuyện. Sao lại không có thời gian, mọi điều kiện hình như đã chuẩn bị hết. Trang Ninh Phương nói. Việc này. Tô Trang Thành nhíu mày, có vẻ như vô tình nói đến chuyện Cục Công an Hải Đông đang giam giữ em gái. Đương nhiên, Tô Trang Thành nói chuyện rất tự nhiên, rất khó hiểu. Nhưng như thế cũng không thể lừa được nhân vật tai to mặt lớn trong quan trường như Phí Mãn Thiên. Anh xem, bí thư Phí. Việc này có phải là nên giải quyết không? Yến Xuân Lai nhìn Phí Mãn Thiên một cái, nhíu nhíu mày. Ừ, phải giải quyết. Tuy nhiên, Tổng Giám Đốc Tô đã có thành ý, sáng mai vẫn có thời gian ký kết một hợp đồng hợp tác có phải không? Ha ha, có một số việc, nóng vội không tốt. Phí Mãn Thiên vừa nói những lời này, Tô Trang Thành thiếu chút nữa chửi bậy. Biết Phí Mãn Thiên đang ra giá, ý tứ tuy là mơ hồ nhưng nhắc nhở anh ta. Nếu không ký thỏa thuận hợp tác, chuyện tiểu thư nhà họ Tô Phí Mãn Thiên không đồng ý. Thế này đi, bí thư Phí, chúng tôi có thành ý đến đây. Sáng mai có thể cùng Phó Chủ tịch tỉnh Trang ký thỏa thuận hợp tác. Trước tiên để tiến hành giải phóng mặt bằng, tập đoàn Tô Thị ứng ra 100 triệu phí sử dụng đất được chứ? Tô Trang Thành không có cách nào khác, đành đưa ra 100 triệu. Thầm nói, chó Nhật, bố dùng tiền còn không đập vỡ Phí Mãn Thiên ông có phải không? Tốt, tốt, việc này ngay mai nhất định phải dành thời gian xử lý. Phí Mãn Thiên cười nói. Một đêm đầy khó khăn trôi qua. 10 giờ sáng ngày hôm sau, thỏa thuận hợp tác về việc tập đoàn Tô Thị thành lập khu công nghiệp điện tử tại tỉnh Nam Phúc được ký kết dưới sự chủ trì của Chủ tịch tỉnh Yến đã được ký kết với Phó Chủ tịch tỉnh Trang Ninh Thơm tại khách sạn Đại học Thủy Châu. Mà 100 triệu cho giai đoạn đầu tiên đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Phúc. Tạm thời do Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý. Không lâu sau đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Phúc thành lập một Ủy ban khai thác phát triển nhận lại. Sau khi ký kết thỏa thuận xong, Tô Trang Thành nhìn Yến Xuân Lai. Ý tứ Yến Xuân Lai tất nhiên là hiểu ngay. Ông ta lập tức gọi điện thoại cho Phí Mãn Thiên. Tuy nhiên, điện thoại vừa thông Phí Mãn Thiên đã nói. Xuân Lai, anh lập tức đến phòng họp của tỉnh ủy. À đúng rồi, thông báo cho đồng chí Trang Ninh Thơm cùng đến. Tình hình khá gấp, cần tổ chức hội nghị thường vụ để chuyển giao một chút. Thấy gấp như vậy Yến Xuân Lai đang nghĩ không biết có phải Phí Mãn Thiên nhận được chỉ thị khẩn cấp gì của Trung ương không. Cũng liền nói với Tô Trang Thành buổi chiều nhất định xử lý chuyện em gái hắn rồi vội vã cùng Trang Ninh Phương đến tỉnh ủy. Bước vào phòng họp thấy các phụ ủy viên thường vụ đều đã đến đủ. Phí Mãn Thiên đã ngồi ở vị trí chủ tọa. Đồng chí Ninh Phương, thỏa thuận hợp tác đã ký chưa? Phí Mãn Thiên cũng quan tâm chuyện này.
mặc dù nói là chuyện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng là nhân vật số một của tỉnh Nam Phúc, việc này có liên quan đến vấn đề kinh tế quan trọng, Phí Mãn Thiên vẫn rất quan tâm. Vừa mới ký kết xong, hơn nữa, 100 triệu người ta lập tức chuyển vào tài khoản ngân hàng. Người nhà họ Tô rất có thành ý và làm việc nhanh gọn, dứt khoát quyết đoán. Trang Ninh Thơm nói đang muốn đề xuất chuyện Tô Lâm Nhi ở Hải Đông đã bị. Phí Mãn Thiên ngắt lời. Vậy là tốt rồi. Phí Mãn Thiên gật gật đầu, nhìn mọi người một cái nghiêm túc nói. Triệu tập mọi người đến đây là bởi vì có việc phải giải thích một chút. Buổi tối hôm qua, văn phòng ban tổ chức cán bộ trung ương đã thông báo, nói là sáng mai sẽ khai giảng một lớp đào tạo chuyên sâu cho cán bộ cấp tỉnh. Mà thời gian đăng ký là chiều nay. Hơn nữa, thời gian đào tạo lần này khá dài, có lẽ là khoảng 4 tháng. Cho nên, giờ tập trung mọi người đến là có việc cần giải thích. Tôi đi rồi, công tác tỉnh ủy của Nam Phúc do đồng chí Yến Xuân Lai thay mặt chủ trì. Sau khi bàn giao cho Yến Xuân Lai, Phí Mãn Thiên nói là phải lên máy bay, cần phải đi vội. Yến Xuân Lai vừa thấy không thể được, vội vàng nói. Bí thư Phí, chuyện Tô Nguyệt Nhi nên xử lý như thế nào? Nhà họ Tô cũng rất có thành ý. Hơn nữa, việc này tôi đã tìm hiểu qua, chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Cũng không liên quan gì đến Tô Nguyệt Nhi, việc này có phải là nên? Yến Xuân Lai nhìn Phí Mãn Thiên nói. Việc này, anh xem rồi giải quyết là được. Phí Mãn Thiên gật gật đầu, nói một câu rồi vội vàng đi. Yến Xuân Lai bỗng chốc tức giận thiếu chút nữa giơ chân chửi chó má. Nhìn Phí Mãn Thiên bước đi, Yến Xuân Lai nhỏ giọng mắng. Anh chạy trốn thật nhanh, ném củ khoai lang phỏng tay cho tôi. Ngày hôm qua anh đồng ý rõ ràng với nhà họ Tô như thế, anh gọi một cuộc điện thoại sẽ chết sao? Tuy nhiên, nghĩ đến việc Phí Mãn Thiên đi vắng mấy tháng, Yến Xuân Lai lập tức thấy thoải mái trong lòng. Ít nhất trong mấy tháng đó cũng có thể coi ông ta là nhân vật số một. Vừa là bí thư vừa là chủ tịch, quyền lực lớn chưa từng có ông ta còn sợ không gây khó dễ được Diệp Phàm sao? Tuy nhiên, chuyện làm Yến Xuân Lai không nghĩ đến đã xảy ra. Buổi chiều, Yến Xuân Lai bu ước ảo văn phòng gọi điện thoại cho Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm, tôi là Yến Xuân Lai. Hiện giờ tôi lấy danh nghĩa tỉnh ủy yêu cầu cậu thận trọng trong việc xử lý chuyện Tô Nguyệt Nhi. Để tránh một số phiền toái không cần thiết. Thận trọng, chủ tịch tỉnh Yến. Tôi vốn cũng rất thận trọng, nếu lãnh đạo đã giao, tôi càng thận trọng hơn. Việc này, không thể có một chút sai lầm. Tôi sẽ chỉ thị cho đồng chí An Kỳ thận trọng giải quyết, tuyệt đối không để người tốt bị oan uổng. Coi pháp luật là thước đo, lấy sự thật là căn cứ. Diệp Phàm ra vẻ cung kính nói, đương nhiên là thả một chút dám. Yến Xuân Lai sầm mặt, trong lòng mắng một câu, nghe con, không ngờ lại còn dám nói khái tôi. Ý của tôi chẳng lẽ cậu không hiểu? Còn dám giả bộ hồ đồ với tôi? Hừ, cậu thật sự khờ hay là giả bộ hồ đồ? Yến Xuân Lai có chút tức giận. Tôi không giả bộ, chủ tịch tỉnh Yến, anh nói rõ ra. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Còn không giả bộ, tôi thấy bản lĩnh của cậu có thể cho vào kỷ lục Guinness. Giọng chủ tịch tỉnh Yến càng lúc càng nặng, nghĩ một chút nói. Đồng chí Diệp Phàm, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng. Tập đoàn Tô Thị vừa mới ký thỏa thuận 3 tỷ với Ủy ban Nhân dân tỉnh để xây dựng khu công nghiệp điện tử ở tỉnh Nam Phúc. Ngoài ra, người ta rất có thành ý, đã chuyển 100 triệu đến tài khoản ngân hàng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cậu làm như vậy, nghĩ lại, sẽ đưa đến hậu quả gì? Việc này, tôi cũng không cảm thấy có hậu quả gì. Cơ quan công an thi hành pháp luật bình thường, mặc dù tôi là quyền chủ tịch thành phố Hải Đông, quyền chủ trì công tác thành ủy nhưng cũng không thể can thiệp việc thực thi pháp luật của cơ quan chấp pháp đúng không? Và lại, vừa rồi cục trưởng có báo cáo với tôi. Nói là vụ án đã có tiến triển, Tô Nguyệt Nhi chắc chắn có chuyện, đã có chuyện liên quan, không xử lý không tốt đúng không? Diệp Phàm nghiêm túc nói. Tốt, tốt, tốt. Chủ tịch tỉnh Yến nổi giận nói liền ba chữ tốt. Cúp điện thoại cái rụp. Buổi tối. Lão Yến, việc này xử lý không tốt. Phó Bí thư tỉnh ủy Nạp Lan Nhược Phong vừa đánh cờ vừa nói. Có gì xử lý không tốt? Yến Xuân Lai thản nhiên hừ nói. Tôi nghe nói Tô Trang Thành đang ở Thủy Châu chờ. Chúng ta nói nên giữ lời đúng không? Người ta là người làm ăn uy tín, chính quyền chúng ta cũng không thể đánh mất uy tín đúng không? Chúng ta đánh mất chữ tín sao? Yến Xuân Lai nhìn Nạp Lan Nhược Phong một cái, biết y vẫn rất hận Diệp Phàm.
tất nhiên là đổ thêm dầu vào lửa. Loại kỹ xảo nhỏ này chưa lừa được Yến Xuân Lai. Ha ha, thật ra, có thể như vậy. Nạp Lan Nhược Phong đột nhiên cầm lấy xe của mình đổi xe của Yến Xuân Lai. Đổi xe. Yến Xuân Lai thì thầm một câu nhìn Nạp Lan Nhược Phong. Mấy ngày hôm trước đã có một thông báo, một vòng trao đổi cán bộ giữa các địa phương lại bắt đầu. Nạp Lan Nhược Phong nói. Giao lưu, tốt, vậy thì giao lưu đi. Yến Xuân Lai hình như là tự nói, dùng xe của Nạp Lan Nhược Phong lập tức ăn mã của Nạp Lan Nhược Phong. Lão Yến, đó là xe của tôi sao có thể ăn mã của tôi? Nạp Lan Nhược Phong có chút nóng nảy, trừng mắt. Ha ha, vừa rồi thay đổi, xe của anh thành xe của tôi. Dùng xe của anh cho tôi ăn mã của anh, đó thật sự tốt. Yến Xuân Lai cười ha hả. Tuy nhiên, việc này, Lão Yến, danh sách giao lưu lần này do Tề Chấn Đào phụ trách. Cửa của Tề Chấn Đào khá lớn. Hơn nữa, quan hệ với thằng nhóc kia không tồi. Nạp Lan Nhược Phong cầm quân pháo gõ gõ vào bàn cờ. Quan hệ, có thể nặng bằng hội nghị thường vụ tỉnh sao? Yến Xuân Lai hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nói. Sáng mai hãy triệu tập hội nghị thường vụ, có một số việc không thể kéo dài, lập tức quyết định nên lập tức làm. Diệp Phàm vừa chuẩn bị về Thanh Khê ăn cơm trưa thì Tề Chấn Đào gọi điện thoại đến, giọng có chút khàn khàn nói. Có phải cậu đắc tội Yến Xuân Lai? Vâng, ông ta bảo tôi thả Tô Lâm Nhi tiểu thư nhà họ Tô ở Bắc Kinh. Diệp Phàm nói qua chuyện của Tô Nguyệt Nhi. Cậu đấy, Tề Chấn Đào nói. Sao thế chú Tề? Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy có điều gì đó. Cậu đúng là không phải người bình thường. Giữ vững nguyên tắc cũng đúng. Nhưng cũng phải nhìn tình hình của đối thủ chứ. Không thể cứ ngu xuẩn giữ nguyên tắc. Là ngu xuẩn biết không? Giọng Tề Chấn Đào đầy trách cứ. Có một số việc, tôi không giữ không được. Nếu người ta muốn giết tôi còn có thể giơ cổ chờ sao? Diệp Phàm hừ nói. Ai chủ trì thì mặc, cuối cùng người thiệt là cậu. Cậu nhóc. Là cậu có biết không? Tề Chấn Đào có chút tức giận nói. Tôi làm sao? Diệp Phàm hỏi. Cậu làm sao nữa, cậu không làm sao? Tuy nhiên cậu xui xẻo. Tề Chấn Đào tức giận hừ một tiếng. Xui xẻo, Yến Xuân Lai tới tôi cũng mặc. Diệp Phàm hừ nói. Cậu nhóc, phải tôn trọng lãnh đạo, là chủ tịch tỉnh Yến, không phải là Yến Xuân Lai. Mặc dù ông ta không đúng nhưng cũng là chủ tịch tỉnh. Đây là quy củ tối thiểu có biết không? Tề Chấn Đào cuối cùng nổi giận quát lớn. Tôi biết rồi. Giọng Diệp Phàm nhỏ đi không ít. Ôi, thôi vậy, cậu chuẩn bị một chút đi. Tề Chấn Đào thở dài nói. Chuẩn bị cái gì? Diệp Phàm hỏi, cảm thấy Tề Chấn Đào có chút lạ, nói không rõ ràng gì. Chương 1832, cậu còn muốn về Nam Phúc làm việc không? Lần này ban tổ chức cán bộ trung ương đã gửi văn bản xuống dưới. Việc trao đổi cán bộ giữa các địa phương lại bắt đầu. Trước đây, trao đổi cán bộ phần lớn đều là chức phó. Bình thường sẽ không động đến các chức vị chính, chức vụ như cậu là không có thời gian đi học hỏi. Tuy nhiên, cậu đã gây với người ta lại không chịu chú ý đại cục, cho nên, vẫn cần phải học hỏi thêm. Tề Chấn Đào không ngờ lại có phần vui vẻ khi người khác gặp họa. Học hỏi. Học ở đâu chứ? Lửa giận của Diệp Phàm lập tức nghẹn lên đến cổ, giọng hắn lớn toáng lên. Tề Chấn Đào cũng phải vội vàng chuyển điện thoại ra xa tai. Đến thành phố Đông Cống tỉnh Tây Lâm đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố. Nhiệm kỳ có lẽ là 3 năm, chốc nữa cậu sẽ nhận được thông báo. Chiều nay mấy đồng chí mới nhậm chức ủy viên thường vụ ở Hải Đông gồm cả đồng chí bí thư thành ủy Chu Sâm sẽ đến Hải Đông. Tề Chấn Đào nói, tới nhanh quá đấy. Chỉ sợ đây cũng là do Yến Xuân Lai sắp xếp đi. Đơn giản là lập tức tước đoạt hết quyền lực của tôi, sau đó thả đám người Tô Nguyệt Nhi. Diệp Phàm lạnh lùng hậm hực, cảm thấy trong lòng thật sự khó chịu. Đáng lẽ hắn đang như cá gặp nước ở Hải Đông, được quyền lực mang lại cho sự thoải mái, không ngờ lại bị Yến Xuân Lai đưa đi giao lưu học hỏi gì đó. Chỉ là lần này Tề Chấn Đào cũng không sửa cách gọi thẳng tên Yến Xuân Lai của Diệp Phàm nữa. Yên tâm. Yến Xuân Lai là chủ tịch tỉnh, ông ta chắc chắn có quan điểm thiên về pháp luật. Tuy nhiên, lần này chủ yếu là vì 3 tỷ vốn đầu tư của nhà họ Tô. Và lại, vấn đề của Tô Nguyệt Nhi không lớn. Có lẽ Tô Nguyệt Nhi có thể thả, nhưng Cao Tiềm chắc chắn không thể thả. Yến Xuân Lai không phải là người không hiểu pháp luật. Tề Chấn Đào nói, quay sang chuyện khác. Thôi vậy,
đến thành phố Đông Cống tuy là điều kiện khó khăn nhưng tốt xấu gì cũng là thành phố cấp 3 có phải không? Cậu xuống đó rèn luyện cũng tốt. Hơn nữa, cậu ở Hải Đông là quyền chủ tịch thành phố. Cuối cùng cũng chuyển thành chính thức rồi có phải không? Tuy nhiên, việc này tốt nhất cậu nên nói trước với nhà họ Kiều, tránh về sau lại phải chịu uất ức. Nhà họ Kiều tôi sẽ không nói với họ, tuy nhiên bí thư Phí sao có thể để Yến Xuân Lai làm thế? Ít nhất ở Hải Đông, Diệp Phàm tôi cũng làm được chút việc có phải không? Không có công lao cũng là vất vả, làm như vậy, sẽ làm cho người ta thất vọng. Diệp Phàm căm tức nói. Bí thư Phí đi học ở trường Đảng Trung ương, có lẽ mấy tháng nữa mới về. Công tác của tỉnh ủy tạm thời do Yến Xuân Lai chủ trì. Tề Chấn Đào nói. Chó thiệt. Diệp Phàm không kìm nối văng tục. Mắng thì có ích gì. Ngã một lần về sau phải chú ý. Mặc dù cậu có năng lực cũng không thể đối đầu với lãnh đạo. Mà thói đời, không có lãnh đạo nào thích người đối đầu với mình. Như cậu đấy, chắc chắn là người như vậy. Lãnh đạo là lãnh đạo, hơn nữa, nếu hướng về đại cuộc thì Yến Xuân Lai cũng đúng. Nghĩ lại, đó là 3 tỷ chứ không phải mấy trăm nghìn. Tỉnh Nam Phúc chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Không cần vì Tô Nguyệt Nhi mà bỏ đi khoản đầu tư lớn như vậy. Ngay cả Tô Nguyệt Nhi có chút sai lầm cũng có thể bỏ qua khi có 3 tỷ này. Huống chi, dù là lúc này cậu ngồi ở vị trí của Yến Xuân Lai chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Việc này cũng là bình thường. Nếu không có cơ hội giao lưu lần này, có lẽ Yến Xuân Lai vẫn sẽ nghĩ cách chuyển cậu đi. Như là một đi không trở lại đến mặt trận Tổ quốc làm một chức quan nhàn tản hoặc đến một sở nào đó làm phó giám đốc sở. Nếu như vậy so với đến Đông Cống đảm nhiệm chủ tịch thành phố càng thảm hơn. Tề Chấn Đào thật ra đang an ủi Diệp Phàm. Chủ yếu là chuyện Diệp Phàm xảy ra quá nhanh, Tề Chấn Đào sợ Diệp Phàm kích động muốn gây ra chuyện gì với Yến Xuân Lai. Cuối cùng thành ra không còn có cơ hội đến thành phố Đông Cống. Yên tâm, Diệp Phàm tôi sẽ không càn quấy. Diệp Phàm tôi sẽ ở Đông Cống để nhìn xem chủ tịch Yến có thể cười mãi không. Chó má, đây là cái gì chứ? Người thật sự muốn làm việc lại có kết cục này, thật sự là không thoải mái. Có tiền thì tốt, có thể làm mọi thứ. Hừ, nếu mấy người Chu Sâm còn chưa tới tôi cũng chưa nhận được thông báo. Trước khi chuyển giao quyền lực tôi vẫn là chủ tịch thành phố, là người tạm thời chủ trì công tác của thành ủy Hải Đông. Diệp Phàm nói rồi cúp điện thoại, Tề Chấn Đào vừa nghe có chút nóng nảy vội vàng nói. Cậu nghe tôi nói nick giờ không thủng cái lỗ nhĩ được chút nào có phải không? Hiện giờ cậu phải nhẫn, đây là thời khắc mấu chốt, cậu thật sự nghĩ Yến Xuân Lai không có cách nào nắm thóp cậu có phải không? Nếu thực sự làm ông ta tức giận, Tề Chấn Đào tôi cũng không bảo vệ được cậu. Lùi một bước trời cao biển rộng, cậu suy nghĩ một chút đi. Hừ, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại. An Kỳ, lập tức tập hợp các đồng chí trong tổ giải phóng mặt bằng, phối hợp với các đồng chí công an, đưa 10 máy xúc đến. Sau đó Diệp Phàm gọi điện thoại cho An Kỳ. Được, tôi sẽ làm ngay. An Kỳ cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức tuân lệnh luôn. Phải nhanh lên, làm ngay lập tức. Diệp Phàm giục thêm. Không đến nửa tiếng sau đã đầy đủ. Xuất phát đến trụ sở Tô Thị, thu hồi đất của chúng ta về. Đã cho bọn họ thời gian mà họ không có hành động gì thì chúng ta đành phải tự mình ra tay. Ai dám ngăn cả, bắt hết cho tôi. Diệp Phàm hừ nói. Vâng. An Kỳ nghiêm đáp. Tiếng ù ù điếc tai. Hơn 10 máy xúc chạy đến trụ sở Tô Thị thật sự khiến cho người ta kinh ngạc. Rất nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra, chạy theo máy xúc xem náo nhiệt. Các anh muốn làm gì? Bảo vệ của sân gôn Tô Thị nhảy ra, giơ côn điện lớn tiếng quát. Đào. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, những đầu máy xúc giơ lên. Tiếng ồn ào vang lên chói tai. Cửa chính của sân gôn Tô Thị bị máy xúc hất đổ. Lập tức bụi đất bay lên mù mịt, trông rất dọa người. Bảo vệ sợ tới mức chạy vào bên trong. Đến khi Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thạch chạy đến, cửa chính của trụ sở Tô Thị đã bị máy xúc phá không còn ra hình dáng. Mà hơn 10 máy xúc đã vào trong, theo sự hướng dẫn của nhân viên quản lý đất đai, đào bới dọc hai bên trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là Diệp Phàm đang thực hiện thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân thành phố. Phó Tổng Giám đốc Hoàng hét lên. Tuy nhiên, mặc kệ điều đó, những người muốn gây rối đều bị cảnh sát có vũ trang khống chế. Diệp Phàm tự mình ngồi trên một máy xúc, tự mình dùng máy xúc đào những ngọn núi giả và những cầm ngư thạch đầu quý giá.
Dưới sức mạnh của Diệp Phàm, chiếc máy xúc giống như cối xay gió, cánh tay xúc dơ dơ như khiêu vũ. Vừa đào vừa đưa tay xúc ra dọa đám nhân viên của Tô Thị. San bằng, chúng ta đang xây dựng Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là đất của Ủy ban Nhân dân thành phố. Diệp Phàm dùng loa hét lớn. Hơn 10 máy xúc càng hăng hái thêm, tiếng ồn ào vang lên ầm ĩ. Trụ sở Tô Thị lập tức biến thành bãi đất hoang, dòng sông, mặt cỏ trong chốc lát biến thành ruộng lúa mục nát. Cái gì, khốn khiếp. Tô Trang Thành đang ở khe suối Vượng Phu nhận được thông báo của Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thạch đã quát lớn. Cho nhiều người ngăn họ lại, phải ngăn họ lại. Tô Trang Thành hét lớn. Ngăn không được, Chủ tịch thành phố giống như chó điên, gặp người liền cắn. Hơn nữa có mấy chục cảnh sát có vũ trang cũng đến đây. Những người này rất độc, dường như người của chúng ta vừa lên đã bị đánh ngã xuống đất. Phó Tổng Giám đốc Hoàng hoảng hốt nói. Ôi, nếu như không xảy ra chuyện này thì tốt, thật ra có thể tìm vài người quân nhân đi làm một chút việc. Lúc này một người ngồi bên cạnh Tô Trang Thành nói. Diệp Phàm này, thật sự là ăn phải tim hùm gan báo. Kiên quyết đối đầu với chúng ta có phải không? Tôi thấy không thể để như vậy. Người của nhà họ Tô làm động tác như thước đao. Lúc này nói thế thì được gì? Tô Trang Thành hừ lạnh một tiếng, quát. Hắn đập vỡ sản nghiệp của Tô Thị, bố nhất định phải khiến hắn không thể trở mình được. Không lâu sau, Diệp Phàm nhận được điện thoại của Yến Xuân Lai. Đồng chí Diệp Phàm, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Hiện giờ tôi thông báo với cậu, cậu đã không còn là quyền chủ tịch thành phố Hải Đông, quyền chủ trì công tác của thành ủy Hải Đông. Cậu đã bị điều đến thành phố Đông Cống của tỉnh Tây Lâm đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố. Mấy người Chu Sâm đã trên đường xuống đó. Khi họ đến, cậu lập tức chuyển giao hết cho họ. Về ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy báo cáo, chuẩn bị đi Đông Cống. Tôi muốn thu hồi địa bàn của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là đất của chúng ta, chẳng lẽ là sai sao? Diệp Phàm lạnh lùng phản bác lại Yến Xuân Lai. Cậu nói đúng, nhưng việc này có thể ngồi xuống bàn bạc với tập đoàn Địa Đường Điểu. Yến Xuân Lai nói. Bàn không được, bọn họ không trả. Hải Đông vẫn là thiên hạ của đảng, vẫn có sự lãnh đạo phải không nào? Một chỗ ăn chơi giải trí không ngờ dám khiêu chiến với uy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu chúng ta cứ nén giận thì còn là Ủy ban Nhân dân thành phố sao? Chúng tôi làm hợp lý hợp pháp, ngoài ra đã cho họ thời gian, nhưng bọn họ không quan tâm, chúng tôi cũng không có cách nào. Chủ tịch Yến, đôi khi cũng phải áp dụng biện pháp cưỡng chế có phải không? Chúng tôi đang tiến hành công tác giải phóng mặt bằng theo cách rất bình thường. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Chỉ thị của tỉnh ủy cậu cũng không nghe có phải không? Đồng chí Diệp Phàm, phải lấy đại cục làm trọng. Cái gì là đại cục? Các cậu lấy lại đất là nên, nhưng cũng phải quan tâm đến tình hình chung của tỉnh. Lập tức ngừng toàn bộ hành động, rời khỏi trụ sở Tô Thị. Còn tổn thất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông, tỉnh sẽ nhất định có bồi thường. Yến Xuân Lai nói. Rất xin lỗi, đây là việc cuối cùng mà Diệp Phàm tôi làm ở Hải Đông. Trước khi tôi chuyển giao, tôi muốn lấy lại đất của Ủy ban Nhân dân thành phố. Mấy ngày trước thành ủy đã thông qua việc quy hoạch trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhà này đã rất cũ, thậm chí là nhà nguy hiểm. Tôi không nghĩ cho họ thì ai nghĩ cho họ? Người của Tô Thị là người, vậy chẳng lẽ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông không phải là người sao? Diệp Phàm từ ngữ sắc bén, làm Yến Xuân Lai thiếu chút nữa quát lên. Đồng chí Diệp Phàm, cậu còn muốn về Nam Phúc làm việc không? Yến Xuân Lai là chủ tịch một tỉnh, bị ép đến không ngờ lại nói ra lời độc địa dọa nạt. Chương 1833, quả nhiên độc ác. Hừ, Yến Xuân Lai ông cũng không thể ở Nam Phúc cả đời. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Tốt tốt, Yến Xuân Lai tức giận, nói liền hai từ tốt, sau đó nói tiếp. Tuy Yến Xuân Lai tôi không thể ở lại tỉnh Nam Phúc cả đời. Tuy nhiên, Diệp Phàm cậu có thể ở thành phố Đông Cống cả đời. Ông uy hiếp tôi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nói. Tôi tin rằng, Yến Xuân Lai ông cũng không có khả năng một tay che trời. Diệp Phàm tôi hai mắt không mù, tôi sẽ ở Đông Cống xem đồ thối thây sẽ có kết cục như thế nào. Diệp Phàm, cậu chửi tôi. Yến Xuân Lai tức giận giống lên. Tôi không chửi, tôi mắng cái loại không phải là đồ. Diệp Phàm nói rồi cúp điện thoại. Người như vậy cũng có thể làm chủ tịch thành phố. Là ai đề cử hắn, quả thực là chó mù mắt.
Yến Xuân Lai cuối cùng không nhịn được, quăng chén trà ra cửa phòng khách giống lên một câu. Tiếng hét này vang rất xa, bởi vì cánh cửa phòng khách chỉ khép hờ không cách âm được. Yến Xuân Lai tức giận người lão làng như y cũng thành ra như vậy, có lẽ cả Trung Quốc chỉ có Diệp Phàm dám làm như vậy. Đừng tức giận hại sức khỏe, lão Yến. Lúc này Nạp Lan Nhược Phong đẩy cánh cửa khép hờ. Ôi! Yến Xuân Lai bình tĩnh lại, thở dài nhìn Nạp Lan Nhược Phong. Lão Lan, anh nói cho tôi hay, chủ tịch tỉnh như tôi có phải là đã thất bại hay không? Vừa rồi là Diệp Phàm làm cho anh tức giận phải không? Nạp Lan Nhược Phong nhìn Yến Xuân hỏi. Đồ ngang bướng, làm việc ngu ngốc không chịu được. Yến Xuân Lai tức giận hừ nói. Thôi vậy, ngang bướng cũng đã đi Đông Cống rồi, còn tức giận với cậu ta làm chi? Và lại, anh cũng hiểu tên ngu ngốc đó, tức giận gì với đồ ngốc đó? Nạp Lan Nhược Phong khuyên, trên mặt hiện lên một tia vui vẻ khi người khác gặp họa. Tôi thật sự là muốn làm thịt hắn. Yến Xuân Lai hừ nói. Cậu ta rất cứng rắn, không nên đấu khẩu. Nạp Lan Nhược Phong lắc lắc đầu, có chút nghi ngờ nhìn Yến Xuân Lai một cái, rồi không nhịn được mà hỏi. Lão Yến, chẳng lẽ hắn lại gây sự? Đây là thời điểm mấu chốt, bình thường cán bộ đều nằm yên, hắn còn dám gây sự sao? Ôi đồ ngang bướng này cho máy xúc đi san phẳng trụ sở Tô Thị. Tuy nói đó là đất của Ủy ban Nhân dân thành phố nhưng cũng không thể cưỡng chế như thế. Tất cả hơn 10 chiếc máy xúc, rêu rao khắp nơi. Hơn nữa vừa đến đã đào bới đập phá, căn bản là muốn phá hư tất cả. Song thì đó chỉ là đống đổ nát. Kiến trúc xây dựng của trụ sở Tô Thị thật sự là rất đẹp, tôi đã đi đến đó một lần. Có thể coi như đạt chuẩn ở trong nước. Nếu có thể đàm phán để lấy lại, quy hoạch xây dựng Ủy ban Nhân dân thành phố thì khi xây dựng không cần phải dùng nhiều tiền, có thể dùng lại những thứ họ đã xây. Cùng lắm là bồi thường một khoản tiền nhỏ thôi. Ngược lại hiện giờ thì đồ ngang bướng này làm hỏng hết. Sân gôn được thiết kế tiêu chuẩn, hơn nữa còn cả một khu cây xanh rất đẹp nữa. Nếu có thể biến thành một bộ phận của trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông, thì sẽ là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố đẹp nhất cả nước. Yến Xuân Lai đau lòng nói. Chưa chắc. Nạp Lan Nhược Phong lắc lắc đầu. Sao vậy? Yến Xuân Lai hỏi. Nếu không phá đi, thì muốn lấy lại đất chắc sẽ khó khăn. Hơn nữa, nếu muốn dùng trụ sở Tô Thị để thành quy hoạch của Ủy ban Nhân dân, có lẽ người ta cũng không để mình quy hoạch thoải mái. Ngoài ra, giá cả có lẽ cũng là giá trên trời. Ủy ban Nhân dân thành phố căn bản không có nổi khoản tiền đó. Nạp Lan Nhược Phong có quan điểm riêng của mình. Tuy nói Nạp Lan Nhược Phong không thích Diệp Phàm nhưng khi vấn đề liên quan đến lợi ích của tỉnh Nam Phúc y vẫn đứng về phía Ủy ban Nhân dân thành phố. Đúng thế, cái này ngược lại cũng tốt. Hơn nữa, Yến Xuân Lai nói nửa chừng, Nạp Lan Nhược Phong cũng tiếp tục nói. Đúng vậy. Việc trừng trị thằng nhóc đó sẽ có nhà họ Tô tự ra tay. Hôm nay hắn đào phá là đụng phải họa lớn rồi. Nhà họ Tô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Tôi tiếc cho tiền đồ của hắn bị hủy như vậy. Sau này còn muốn Đông Sơn tái khởi là rất khó khăn. Nghe nói thành phố Đông Cống là thành phố nghèo nhất tỉnh Tây Lâm. Hơn nữa, hình như cả thành phố không có đường cấp 2. Tỉnh lộ cũng là quốc lộ cấp 3, mấp mô đến không thể gọi là đường. Về kinh tế có lẽ hiện giờ rất nhiều người còn chưa đủ ăn, trẻ nhỏ vẫn chưa thể đi học. So với Hải Đông thì một trời một vực, tên kia đi đến đó còn muốn đứng lên thì thật sự khó khăn. Mà lại trở thành đối thủ của nhà họ Tô như vậy, người ta để cho hắn yên sao? Cho nên, thôi đi lão Yến, không cần vì hắn mà tổn hại sức khỏe. Tên kia không có ngày ngẩng đầu rồi. Ôi, tôi thật ra cảm thấy có chút đáng tiếc, đồng chí Diệp Phàm thật sự có chút năng lực. Ít nhất trong thời gian ở Hải Đông hắn làm được rất nhiều việc. Hắn là một nhân tài. Yến Xuân Lai thở dài. Nhân tài, không nghe lời thì chính là đồ bỏ. Ai lại chịu dùng người không ngơ lời. Người như hắn mà ngồi được lên vị trí chủ tịch thành phố quả thực cũng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nạp Lan Nhược Phong hừ nói. Ôi, không nói nữa. Yến Xuân Lai khoát tay, nghĩ một chút rồi bảo thư ký. Bảo mấy người Chu Sâm đi chậm một chút. Cứ từ từ, đường đến Hải Đông không dễ đi, đừng để xảy ra việc gì. Vâng, người thư ký đáp. Ha ha, sắp xếp rất tài. Đồng chí Chu Sâm có hiểu được hay không cũng khó nói. Tuy nhiên, nếu chủ tịch tỉnh Yến dặn dò, Chu Sâm cũng sẽ cân nhắc một chút, tốc độ xe hẳn là sẽ chậm lại.
Nạp Lan Nhược Phong cười nói. Ha ha, tôi chỉ lo lắng cho an toàn của các đồng chí thôi. Hơn nữa Chu Sâm tốt xấu gì cũng là lãnh đạo một phương. Chút ý tứ đó còn không hiểu, còn làm bí thư cái gì? Yến Xuân Lai cười nói. Đúng, đúng, đúng. An toàn của các đồng chí là quan trọng nhất. Nạp Lan Nhược Phong cười nói. Trong lòng mắng thầm lão cáo già. Rõ ràng là bảo Chu Sâm đi chậm lại để Diệp Phàm phá xong trụ sở Tô Thị. Làm Tô Thị không thể không trả lại đất, nhưng thật ra là một hòn đá ném trúng hai con chim. Cứ như vậy vừa có thể thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân thành phố, vừa để Diệp Phàm đắc tội lớn với nhà họ Tô. Quả nhiên là độc ác. Nhìn thấy trung tâm giải trí Tô Thị bị xới tung lên, Tô Trang Thành cắn răng. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm liền nói một câu. Cậu là Diệp Phàm, Tô Trang Thành tôi ghi nhớ cái mặt cậu. Ha ha, tên của tôi Tô Trang Thành anh thích nhớ thì nhớ đi, tôi không quan tâm. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, tỏ vẻ không thèm để ý, làm cho Tô Trang Thành hận ngứa cả răng. Đi, Tô Trang Thành không muốn nhìn nơi ăn chơi của mình xây dựng kia bị Diệp Phàm phá hỏng. Mặc dù không trả lại đất cho Ủy ban Nhân dân thành phố nhưng đống lộn xộn này muốn xây dựng lại có lẽ cũng phải đầu tư đến mấy chục triệu. Tốc độ đập phá của mấy người ở Hải Đông có thể nói là đứng đầu thế giới. Với tốc độ của Diệp Phàm, hoàn toàn có thể mở công ty giải phóng mặt bằng. Khu ăn chơi mà tập đoàn Tô Thị đầu tư không dưới 200 triệu, vất vả kinh doanh 2 năm nay không ngờ trong nửa ngày đã bị phá hỏng hết. Chỉ nói là tan hoang sơ xác cũng là chưa đủ. Nhà họ Tô mà không đau lòng thì chỉ có thể nói người nhà họ có ý chí sắt đá. Buổi tối, đoàn người Chu Sâm đến Hải Đông. Ngại quá, Chủ tịch Diệp, cấp trên giao, trong buổi tối phải tiến hành tiếp giao với anh. Chu Sâm nói vẻ mặt ngại ngùng, hắn thực sự là hơi ngượng. Là anh chấp hành chỉ thị của tỉnh ủy, không có gì phải ngại. Đều là vì công việc thôi. Diệp Phàm thản nhiên cười, nhanh chóng bàn giao cùng Chu Sâm, xong thì đã khuya. Trong phòng làm việc chỉ còn lại Diệp Phàm và Chu Sâm. Bí thư Chu, tôi phải đi. Những người này là những người không tồi, nếu cảm thấy thuận mắt thì tiếp tục dùng bọn họ. Nếu cảm thấy không thuận tiện thì cũng không cần phải dùng họ. Diệp Phàm đưa ra một danh sách. Yên tâm, anh dùng thuận mắt chắc chắn tôi cũng thuận mắt. Chu Sâm không chút do dự thể hiện thái độ, anh ta sẽ tiếp tục sử dụng cấp dưới của Diệp Phàm. Đây tất nhiên là vì Chu Sâm còn nợ Diệp Phàm một ân tình lớn. Mặc dù hiện giờ Diệp Phàm gặp xui xẻo, nhưng Chu Sâm cũng không có chút khinh thường hắn, bởi vì sức ảnh hưởng của Diệp Phàm với các ủy viên thường vụ tỉnh ủy vẫn khiến Chu Sâm rất băn khoăn. Sân gôn Tô Thị, anh nhất định phải thu hồi. Diệp Phàm đột nhiên nghiêm mặt nói. Đất của nhà nước đương nhiên phải thu hồi. Chủ tịch Diệp, đây là món quà lớn mà anh tặng tôi trước khi đi. Cảm ơn. Tôi thay mặt nhân dân Hải Đông cảm ơn anh. Tôi thay mặt thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cảm ơn anh. Chu Sâm vẻ mặt xúc động nói. Có giả vờ hay không mặc dù Diệp Phàm có dùng đôi mắt ưng cũng không đoán ra được. Ôi! Diệp Phàm thở dài lắc lắc đầu rồi đứng lên chào từ biệt. Xe mới dừng trước Thanh Khê cứ thấy trong bóng cây có bóng mấy người. Vu Hữu Hòa đi nhanh đến cửa xe Diệp Phàm, cả Phạm Cương cũng bước nhanh theo Vu Hữu Hòa. Thật lạ đi sau Phạm Cương là mấy người Tằng Tuấn Tài, Lưu Trân Mai, Nguyễn Tiến và An Kỳ. Vào trong cả đi. Diệp Phàm cũng chưa nhìn đã nói luôn. Vào trong phòng khách Diệp Phàm phát hiện Chu Đông Đông hai mắt đỏ hoe đứng ở cửa. Ha ha, cô Đông Đông ai bắt nạt cô nói cho tôi biết, tôi trừng trị y. Diệp Phàm cười nói, giơ tay gãi gãi mũi của Chu Đông Đông. Chủ tịch thành phố, bọn họ nói ngài phải đi. Chu Đông Đông không kìm nổi đôi mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi. Việc này cũng không có gì, là tổ chức xem xét thấy tôi thích hợp đến bên đó làm chủ tịch thành phố, cũng không có gì là không công bằng. Là công tác cách mạng thôi, ở đâu cũng giống nhau. Diệp Phàm cười cười, lấy từ trong cặp ra một tờ giấy đưa cho Chu Đông Đông. Tặng cô một món quà, cầm rồi điền vào. Chu Đông Đông lẳng lặng nhận lấy, ánh mắt vừa nhìn lập tức nước mắt rơi lã chã. Thục một tiếng, Chu Đông Đông quỳ luôn xuống đất, nghẹn ngào nói to. Cảm ơn ngài chủ tịch thành phố, tôi nằm mơ cũng đều nghĩ đến việc này. Là chủ tịch thành phố thực hiện giấc mơ của tôi sẽ công tác tốt. Được rồi, pha cho tất cả mọi người mấy chén trà rồi về nghỉ ngơi. Tôi được chuyển thành chính thức rồi phải vui mới đúng. Diệp Phàm cười nói,
Vâng, để tôi đi pha. Chu Đông Đông gật đầu không ngừng. Chương 1834, cả nghìn người ký tên. Pha trà xong, Chu Đông Đông nói. Chủ tịch thành phố, tôi ra vườn ngắm trăng đây, anh cần gì thì cứ gọi tôi một tiếng. Cô về đi, muộn thế này rồi phải chú ý ngủ ngơi. Đàn bà con gái mà ngủ không đủ giấc thì sẽ tổn sắc lắm đấy. Diệp Phàm lắc lắc đầu nói. Không, tôi không về, tôi ở ngay bên ngoài thôi. Để nếu chủ tịch thành phố đói bụng muốn ăn chút gì thì đã có tôi. Chu Đông Đông rất kiên quyết lắc đầu, hơn nữa còn tự mình đi ra ngoài trước. Ôi, vậy tùy cô thôi. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Chủ tịch thành phố, tôi. Vẻ mặt Phu Hữu Hòa cung kính khổ sở không nói nên lời. Không hề gì đâu Hữu Hòa, cậu là người tốt, hiện tại đã vào ủy viên thường vụ, sau này nhớ phối hợp tốt với bí thư Chu để làm tốt công việc. Việc này Âu cũng là xứng đáng với cậu. Diệp Phàm vỗ vỗ vai Vu Hữu Hòa. Vu Hữu Hòa đã được điều chỉnh chức vụ thành ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố Hải Đông. Cũng chính là tiếp nhận chức vụ của Tôn Đạo Phong để lại. Diệp Phàm nói xong quay đầu nhìn Vương Long Đông và Tằng Tuấn Tài, cười ngượng ngùng mà rằng. Thời gian tôi ở Hải Đông quá ngắn, vốn định đưa mọi người vào cơ cấu hết. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng đưa vào nhiều người như vậy. Đáng tiếc, cấp trên chưa cho tôi đủ thời gian. Tuy nhiên, Tư lệnh Nguyễn, anh cũng sẽ không việc gì. Sau này cần bất cứ việc gì cứ việc gọi điện thoại. Tuy nói tôi là cán bộ bên chính quyền, nhưng ở trong quân đội tôi có mấy người bạn tốt. Vừa rồi tôi đã nói chuyện với Bí Thư Chu về các anh. Tôi nghĩ, chỉ cần các anh làm việc tốt thì chỗ anh ta cũng sẽ không việc gì. Hơn nữa, sau này có cơ hội anh ta sẽ cho các anh cơ hội. Chúng tôi không việc gì. Chỉ có điều thưa chủ tịch thành phố, nghe nói thành phố Đông Cống là thành phố nghèo nhất tỉnh Tây Lâm. Tổng số dân không bằng 1/3 Hải Đông. Không nhiều hơn số dân của một số huyện lớn. Tổng thu nhập không bằng 1/3 Hải Đông. Đến đó, điều kiện rất gian khổ. Hy vọng chủ tịch thành phố có thể kiên trì. Chúng tôi vẫn mong anh Đông Sơn tái khởi dẫn dắt chúng tôi cùng phấn đấu. Vương Long Đông vẻ mặt rất xúc động. Đúng vậy, chủ tịch Diệp, chúng tôi đều mong anh sớm trở về. Lưu Chân Mai nói, yên tâm, làm người phải không nhụt chí ý trước khó khăn mới được. Diệp Phàm tôi không phải người dễ dàng buông xuôi như vậy. Hơn nữa mặc dù là đến thành phố Đông Cống thì cũng có trời có đất đủ vẫy vùng. Mọi người cũng không cần phải lo lắng quá mức, cứ công tác tốt là được. Nhất định phải phối hợp chặt chẽ với đồng chí Chu Sâm. Có đầu tư công sức mới có kết quả, mọi người hãy nhớ lấy. Diệp Phàm dặn dò tiếp. Còn mấy người Vương Long Đông thì vẫn gật đầu không ngừng. An Kỳ, lần này cậu theo tôi mà mắc tội với cấp trên, chỉ sợ sau này có chút khổ sở. Có lúc đến cả Chu Sâm muốn bảo vệ cậu cũng khó. Cậu có hối hận không? Diệp Phàm hỏi. Không hối hận, cùng lắm thì không cần chức bí thư này. Tôi thích làm cảnh sát chuyên nghiệp, dù sao cũng phải cho tôi làm một chút đúng sở trường có phải không? Chỉ cần An Kỳ tôi ở Hải Đông một ngày. Quyết sẽ không tha cho nhà họ Tô. An Kỳ vẻ mặt bình tĩnh kiên nghị. Bí mật điều tra là được. Trong khoảng thời gian này tốt nhất là để mặc chúng. Yến Xuân Lai đang theo dõi sát, không tha không được. Hơn nữa, mọi chuyện cũng chưa phải là rõ ràng. Chúng ta tấn công đối thủ nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ mình nữa. Diệp Phàm vỗ mạnh vào vai An Kỳ, ngẫm nghĩ một chút nói. Thật sự không được, là tôi nói ở đây không được nữa. Cậu đến sở công an tỉnh đi. Đến lúc đó hãng nói sau. An Kỳ vẻ mặt thận trọng gật gật đầu. Sau khi mấy người đi rồi Thiết Chiêm Hùng gọi điện thoại đến, vừa lên tiếng đã mắng. Đồ chó má Yến Xuân Lai không ra cái gì cả. Thôi vậy anh Thiết, người ta có quyền. Chúng ta là lính, họ là lãnh đạo, họ đưa đi đâu liền đi đó. Diệp Phàm nói. Đây không giống phong cách của cậu. Thiết Chiêm Hùng nói. Ha ha, không có gì. Diệp Phàm cười buồn. Có lẽ Phí Mãn Thiên cũng có chút bất mãn đối với cậu. Bằng không, Yến Xuân Lai dù sao cũng phải cân nhắc ý kiến của ông ta. Thiết Chiêm Hùng nói. Tôi làm việc đắc tội với ông ấy mấy lần. Tôi biết ông ấy luôn nhẫn nhịn. Không phải là vì trận tỉ thí tháng 10 này giữa nhà họ Phí và nhà Hoành Đoạn sao. Nếu không vì việc đó có lẽ không cần đến Yến Xuân Lai ra tay, ông ta đã trừng trị tôi rồi. Diệp Phàm nói. Cậu đấy. Tính khí vẫn vậy, thiệt thòi nhiều sao vẫn không thể sửa. Thiết Chiêm Hùng cũng có chút buồn bực.
Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Anh Thiết thực sự không việc gì. Đời này có lẽ tôi cứ như vậy muốn sửa cũng khó. Diệp Phàm nói. Thôi vậy, không thay đổi thì không thay đổi. Tuy nhiên, lần này Yến Xuân Lai cũng vì nhìn đến mấy tỷ tiền đầu tư của nhà họ Tô. Nếu không ông ta sẽ không tàn nhẫn như thế. Dù sao thành tích của cậu ở Hải Đông rõ như ban ngày, Yến Xuân Lai có thể đối xử với cậu như thế cũng là có chút mạo hiểm. Thiết Chiêm Hùng hừ nói. Chắc chắc ông ta đã suy nghĩ rồi mới chịu mạo hiểm một chút ra tay với tôi. Hơn nữa Yến Xuân Lai chuyển tôi đi cũng không chỉ là vấn đề nhà họ Tô. Rất nhiều vấn đề ví dụ như Phạm Sa chính là thân tín của Yến Xuân Lai, y bị mất chức. Còn có rất nhiều việc liên quan, Yến Xuân Lai sớm hay muộn cũng sẽ ra tay với tôi. Tôi đã chuẩn bị trước rồi, chỉ có điều tôi không nghĩ ông ta hành động nhanh như vậy. Tôi và ông ta đã trở mặt, mâu thuẫn giữa hai chúng tôi là không thể giảng hòa được. Diệp Phàm nói, nếu không thể giảng hòa được thì từ nay về sau Yến Xuân Lai cũng là đối thủ của Thiết Chiêm Hùng tôi. Thiết Chiêm Hùng hừ lạnh một tiếng, Diệp Phàm ở cách xa ngàn dặm cũng cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Thiết Chiêm Hùng. Còn phải chú ý hai con hổ đầu đàn nhà họ Tô. Tô Thị ở cửa nam của Bắc Kinh được người ta gọi là Tô Lão Hổ, cái gì chúng cũng làm được. Lần này cậu ra tay với nhà họ Tô, đã xúc phạm đến chúng. Không việc gì, bảo bọn họ phóng ngựa đến đây là được. Giọng Diệp Phàm cũng lạnh lùng đầy sát khí. Với nhà họ Tô có lẽ cậu không chết họ sẽ không ngừng hành động. Cho nên tôi đã bàn với Lão Lang. Ở Bắc Kinh chúng tôi sẽ chú ý đến hành tung của nhà họ Tô. Nhà họ Tô tuy nói là hùng mạnh, nhưng anh em chúng ta cũng không yếu. Chỉ cần để chúng tôi nắm được nhược điểm, một đòn chí mạng. Nhà họ Tô thì đã sao chứ? Thiết Chiêm Hùng nói. Ừ, phải một đòn chí mạng. Nhà họ Phượng ở Thủy Châu thế nào, lúc trước không phải là kiêu ngạo ngút trời sao? Hiện tại thế nào, tan thành mây khói. Anh Thiết, có khi tôi nghĩ, Diệp Phàm tôi có phải là sao chổi không, tôi đi ngang qua ai người đó xui xẻo. Không ngờ nói đến đây Diệp Phàm lại cười. Hình như đúng thế. Thiết Chiêm Hùng cũng cười, chuyển sang chuyện khác nói. Cậu đến Đông Cống tôi xin tặng cậu một món quà nhỏ. Quà gì? Diệp Phàm giật mình hỏi. Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Cống mới nhận chức đồng chí Vương Triều sẽ đến chào cậu. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Cảm ơn anh Thiết, có Vương Triều ủng hộ, tin rằng ở Đông Cống tôi cũng sẽ không sao. Huống chi Đông Cống cũng chỉ là điểm qua đường của Diệp Phàm tôi. Trong lòng Diệp Phàm có chút xúc động, không thể tưởng tượng được anh Thiết đã suy nghĩ nhanh như vậy, ra tay nhanh chóng đến thế. Không ngờ lại đưa Vương Triều từ Bộ Công an đến thành phố Đông Cống đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Công an. Tin rằng có Vương Triều ủng hộ, sau khi đến Đông Cống hắn cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Ôi, việc lớn tôi không có khả năng giúp đỡ cậu cũng chỉ có bằng đó mà thôi. Thiết Chiêm Hùng thở dài. Hành động của Yến Xuân Lai cũng không chậm chút nào. Buổi sáng ngày thứ ba, thông báo của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã đến, gọi An Kỳ đến trưởng đảng tỉnh ủy học tập. Biết là Yến Xuân Lai thay đổi nhân sự, An Kỳ tất nhiên cũng không còn cách nào khác. Chiêu đãi Diệp Phàm xong liền đến trưởng đảng báo cáo. Mà sau khi An Kỳ đi bí thư đảng ủy công an thành phố Hải Đông Thiết Đinh Sơn liền thả hai người Tô Nguyệt Nhi và Tô Quý Tài. Còn Cao Tiềm thật ra là không thể thả. Tuy nhiên, Diệp Phàm biết tội danh của Cao Tiềm cũng không quá lớn. Mặc dù là chỉ Cao Tiềm có lẽ cũng là dơ cao đánh khẽ lấy lệ mà thôi. Ngày 6 tháng 7, Diệp Phàm thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi Hải Đông. Bình thường hắn đều đi cửa sau của nhà khách thành ủy, riêng hôm nay lại đi cửa trước. Mới vừa đi ra đến trước cửa thấy Chu Sâm đưa các nhân viên của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đứng chờ từ trước. Đồng chí Chu Sâm cũng không tệ, trong lòng Diệp Phàm thầm khen, thời kỳ nhạy cảm như thế này, hắn rõ ràng bị Yến Xuân Lai sờ gáy. Bình thường cán bộ thành ủy đều chọn cách không tiễn, nếu đi tống tiễn mà Yến Xuân Lai biết được, ảnh hưởng chắc chắn sẽ không tốt chút nào. Tuy nhiên, điều làm Diệp Phàm cảm động hơn nữa chính là rất nhiều người dân hai bờ công trình khe suối Vượng Phu không ngờ cũng tự tổ chức tiễn đưa. Có lẽ đến 2.000 người, từ nhà khách thành ủy nhìn sang vẫn rất chi là hoành tráng. Chủ tịch Diệp, là anh cho chúng tôi cuộc sống an toàn. Suối Vượng Phu sau khi sửa xong đem đến rất nhiều thuận lợi cho cuộc sống của chúng tôi. Anh đi vội quá, chưa kịp nhìn thấy thành quả đó. Chúng tôi không có gì tặng anh, chúng tôi đã bàn bạc. Quyết định tặng anh một bức tranh chữ.
Tranh chữ này do lão Trương của Hải Đông chúng ta viết, mời anh nhận lấy. Lúc này một người lớn tuổi nhìn qua có vẻ là có uy tín nhất hai tay cầm một bức tranh bước lên nói. Nhà họ Trương ở Hải Đông nổi tiếng về thư pháp và cũng có chút danh tiếng ở trong nước. Ở Nhân dân Đại lễ đường cũng có tranh chữ của ông ấy. Cảm ơn. Diệp Phàm đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng dở ra, thấy là một bức tranh chữ thủy mặc. Trên bức tranh duy nhất có một con chim ưng mạnh mẽ giương cánh bay cao. Ngòi bút rất hùng dũng khỏe khoắn, khí thế, hơn nữa còn tràn trề sức sống. Có khi nào là lão Trương biết hổ ưng công của nhà họ Phí? Trong lòng Diệp Phàm thầm cảm thấy kỳ lạ. Thấy xung quanh có bốn chữ lớn, ưng khiếu cửu thiên. Hay, ưng khiếu cửu thiên, hay lắm. Diệp Phàm khen ngợi, nhìn xuống một chút thấy bức tranh còn rất nhiều cây cỏ nhỏ như con muỗi. Tuy nhiên, đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn một vòng lập tức mắt đã rơm rớm lệ. Bởi vì cỏ này không phải là cây cỏ mà là do những chữ ký tạo thành. Cả nghìn người đã cùng ký tên, chúc chủ tịch Diệp Thiền Đồ vô lượng. Lão già đột nhiên hô lớn một câu. Chủ tịch Diệp Thiền Đồ vô lượng. Mấy nghìn người đột nhiên đồng thanh hô lớn. Diệp Phàm biết rằng trong đó có 6 phần là người của nhà máy giấy Hồng Thư. Chính hắn đã kêu gọi tập đoàn phi thành của Hồng Kông đến cứu sống nhà máy nên bọn họ yêu quý hắn lắm. Chương 1835, Phi, một đám đê tiện. Xin cảm ơn. Diệp Phàm ôm quyền hai tay giơ giơ lên quay người lại đi nhanh về phía xe, bước chân rất mạnh mẽ. Sau khi về đến Thủy Châu Diệp Phàm nghỉ ngơi 2 ngày rồi mới đến ban tổ chức cán bộ báo cáo công tác. Diệp Phàm, cậu không trách tôi chứ? Trưởng ban Lô Minh Châu hơi ngượng ngùng hỏi ngay khi Diệp Phàm vừa ngồi xuống. Nghe nói đây là quyết định của hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Tôi tin rằng trưởng ban Lô đã cố gắng hết sức rồi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Ôi! Lô Minh Châu thở dài nhìn Diệp Phàm một cái, nghĩ một chút rồi tiếp. Hôm đó, bí thư Tề cùng bí thư Đoạn đều tức giận đến độ đập bàn rầm rầm. Cảm ơn! Diệp Phàm gật gật đầu nhìn Lô Minh Châu nói. Tôi còn được biết, hôm đó chị đã không cẩn thận để ngón tay bị mảnh chén trà vỡ cứa đứt. Không việc gì, tay bị run lên như vậy thôi. Nhiều tuổi rồi, không giữ được chắc nữa. Lô Minh Châu bình tĩnh nói, bà nhìn Diệp Phàm một cái nói. Thật ra, ở đời cũng có lúc này lúc kia, luôn thuận buồm xuôi gió thì thử hỏi còn có ý nghĩa gì. Ngày xưa ông cha chúng ta lên rừng xuống biển, có vị quan còn bị ngăn cản bắt cho vào chuồng lợn. So với họ, thì việc này có là gì? Cậu phải tin tưởng, là vàng một ngày nào đó nhất định sẽ tỏa ánh kim. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Cán bộ đi giao lưu học hỏi thôi mà. 3 năm chẳng mấy mà trôi qua, cậu lại có thể trở về. Cũng có thể Đông Cống sẽ là điểm khởi đầu của cậu. Chúng ta phải tin tưởng, mỗi người ở đâu cũng có cơ hội. Giọng Lô Minh Châu giống như bề trên đang nói chuyện với Diệp Phàm. Sau đó là Yến Xuân Lai gặp mặt toàn bộ các cán bộ đi giao lưu. Đơn giản là nói cố gắng này nọ, sau đó mời mọi người một bữa cơm rồi quay mông cuốn đít đi thẳng. Từ đầu đến cuối không nói với Diệp Phàm câu nào, bắt tay cũng chỉ là qua loa cho có. Diệp Phàm cũng giả bộ ngu ngơ ngớ ngẩn, không nói câu nào cả. Mấy cán bộ khác đều nói năng hùng hồn, chỉ có Diệp Phàm lấy tay ra hiệu ý là cổ họng hắn hiện không nói được. Phó chủ tịch thường trực Trang Chữ Phương thấy vậy biết Diệp Phàm đang rất tức giận. Định nói vài câu, nhưng vừa mới nói ra 4 chữ. Đồng chí Diệp Phàm. Thì đột nhiên, cộc, một tiếng vang chói tai, mọi người quay lại nhìn, thấy Tể Trấn Đào không ngờ không cẩn thận làm rơi chén trà trên bàn. Trang Chữ Phương sau khi sửng sốt thì đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nhìn Yến Xuân Lai một cái rồi không ngờ không dám nói tiếp nữa. Lần này tỉnh ủy thật ra không thúc giục Diệp Phàm đến Đông Cống. Mà Diệp Phàm cũng muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi vài ngày. Muốn thư giãn một chút đúng lúc có thể giải quyết vấn đề Xuân Tiêu. 8 giờ sáng ngày 8 tháng 7 năm 2003. Tại Sở Thiên Các Diệp Phủ, 3 người Trần Quân, Lý Cường và Diệp Phàm sau khi chuẩn bị sẵn sàng đã xuất phát đến huyện Quy Nguyên của Đức Bình. Lúc này, điện thoại vang lên. Không ngờ là Lam Tồn Quân ở Bộ Thương mại gọi đến. Diệp Phàm cũng liền mời y đến nhà. Lam Tồn Quân không hề nghĩ ngợi đã đồng ý ngay. Không lâu sau đã lái xe đến Sở Thiên Các Diệp Phủ. Sao thế lão Lam, có phải là nhớ cô em họ Tô ở Hải Đông? Diệp Phàm thấy Lam Tồn Quân có chút buồn bực liền thản nhiên cười đùa.
Ôi, nói về việc này tôi rất xấu hổ. Không thể tưởng tượng được Tô Nguyệt Nhi lại gây ra họa lớn như vậy cho anh. Tôi cũng ngại không dám gặp anh. Ôi, việc này thật sự ngại quá đi mất. Lam Tồn Quân liên tục thở dài. Không có gì, nhà họ Tô là nhà họ Tô, cậu là cậu, hai việc khác nhau. Diệp Phàm thản nhiên lắc lắc đầu tỏ vẻ không cho là đúng. Anh Diệp, việc này tôi cũng không tiện tham gia. Nói thật đến hiện giờ, cô ta không còn để ý đến tôi. Hai chúng tôi có kết quả hay không cũng khó nói. Chuyện tình cảm là không thể cưỡng ép. Lam Tồn Quân cười chua xót. Ha ha, không để ý đến cậu là bên ngoài thôi, không có nghĩa là trong lòng cô ta đã quên cậu. Tô Nguyệt Nhi là người kiêu ngạo đến mức không cô gái nào có thể sánh được. Tuy nhiên, cậu em à, cô ta cũng rất mạnh mẽ, cậu yếu mềm như thế quả không tốt lắm. Diệp Phàm cười cười vỗ vai Lam Tồn Quân, rồi chợt nghiêm mặt nói. Cậu Lam, nói trước chút chuyện để cậu biết mà đề phòng. Anh Diệp cứ nói. Lam Tồn Quân vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, biết Diệp Phàm có việc cần phải nói với mình. Mối thù của tôi và nhà họ Tô đã định rõ rồi. Có lẽ là bế tắc đến độ không thể giảng hòa. Hôm tôi dẫn người đến phá sân gôn của Tô Thị, ánh mắt của Tô Trang Thành anh trai Tô Nguyệt Nhi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngoài ra còn nói là sẽ nhớ mặt nhớ tên tôi. Diệp Phàm nói. Đáng đời. Lam Tồn Quân hừ một tiếng, quay sang chuyện khác nói. Anh Diệp, anh không cần quan tâm đến tôi. Giống như anh vừa nói, nhà họ Tô là nhà họ Tô, Tô Nguyệt Nhi muốn đấu với anh thì chỉ cần anh không đánh cổ đến tàn phế là được. Đánh cho cổ bị thương là đáng lắm. Hơn nữa, đối với nhà họ Tô tôi cũng không có tình cảm tốt đẹp gì. Bọn họ cũng rất kiêu ngạo. Cũng không coi tôi ra gì. Cho nên, cho dù anh Diệp có diệt nhà họ Tô chỉ cần giữ lại một mạng của Tô Nguyệt Nhi là được. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Huống chi tôi nghe nói trước đây có người đánh lén anh. Việc này, phải điều tra rõ ràng. Bằng không, địch ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng sẽ không ổn lắm. Nếu thật sự là nhà họ Tô ra tay, chúng ta tuyệt đối không thể mềm lòng. Yên tâm, người dám ra tay đối với tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho y. Diệp Phàm nói câu này giọng rất lạnh lùng. Quay sang chuyện khác Diệp Phàm hỏi. Ông em, chuyện chức vụ giải quyết có ổn không? Ôi! Lam Tồn Quân có chút xấu hổ, lắc lắc đầu nói. Chuyện lần trước thiếu chút nữa làm cho chủ nhiệm Trương phải sượng mặt. Sao lại thế? Ánh mắt Diệp Phàm chợt lóe lên. Lão già Đinh Chí Trung đã kết thù với tôi rồi. Cũng gần giống như mối thù của anh với nhà họ Tô. Có lẽ là bế tắc. Chủ nhiệm Trương Vệ Thanh gặp riêng thủ trưởng của chúng tôi, không ngờ hai người lại ngầm đối đầu đến vài lần. Kết quả, Bộ trưởng Lan cũng là mới nhậm chức, nếu Phó trưởng Ban Thường trực như Đinh Chí Trung vẫn một mực không đồng ý nên. Cuối cùng Bộ trưởng Lan gặp phải thái độ kiên quyết của Đinh Chí Trung. Đành phải nói lời xin lỗi với chủ nhiệm Trương. Lam Tồn Quân có chút giận dữ nói. Chẳng lẽ bây giờ cậu còn chưa có chức vụ, chỉ là hưởng đãi ngộ của Phó Giám đốc Sở mà không được làm gì sao? Diệp Phàm có chút căm tức, không thể tưởng tượng được Đinh Chí Trung lại ngoan cố đến nông nỗi ấy. Không nể mặt cả chủ nhiệm văn phòng Trung ương Trương Vệ Thanh và Bộ trưởng Lan. Có cách nào khác đâu, tuy nhiên tôi thấy tức giận. Hôm nay tới tìm anh là bởi vì sau này Lam Tồn Quân tôi chính là lính của anh. Lam Tồn Quân cười ha hả nói. Ông em, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Diệp Phàm thực sự không rõ, nhìn Lam Tồn Quân hỏi. Đúng vậy. Quyết định của tôi đã được phê duyệt, mấy ngày nữa tôi cũng đến thành phố Đông Cống tỉnh Tây Lâm công tác. Lam Tồn Quân cười thần bí. Chức vụ gì? Cuối cùng Diệp Phàm mới hiểu, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Lam Tồn Quân từ phó vụ trưởng của Bộ Thương mại xuống đây, chức vụ hẳn sẽ không thấp. Kể cả điều chuyển ngang cũng phải là vị trí phó chủ tịch thành phố. Vẫn có thể trở thành cấp dưới đắc lực của mình. Huống chi, với gia thế nhà họ Lam, hẳn là phải tiến thêm một bước. Có lẽ, hẳn là phó chủ tịch thường trực thành phố Đông Cống. Lam Tồn Quân cười nói. Tốt, tốt lắm, ha ha. Diệp Phàm vô cùng vui sướng kêu lên. Trần Quân, đem rượu ngon ra đây, tôi cùng cậu Lam nhất định phải uống. Anh Diệp, uống rượu sẽ không thể lái xe. Trần Quân do dự một chút nói. Lái xe, nếu các anh có việc thì bỏ đi, mới sáng sớm đã uống rượu gì chứ? Lam Tồn Quân đảo mắt nhìn hiểu ngay. Ba người này hình như có việc phải đi xa. Không có việc gì, cậu không cần uống.
Cậu và Lý Cường lái xe, tôi và Lão Lam sẽ uống. Diệp Phàm cười cười, quay sang hỏi. Cậu Lam, có rảnh không? Nếu rảnh thì đi cùng chúng tôi một chuyến rất thú vị. Chuyện thú vị à, có chuyện gì vậy? Đến đây Lam Tồn Quân cũng hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Huyện Quy Nguyên ở Đức Bình có trang trại của nhà họ Cổ. Có một ông lão họ Cổ phát hiện một loại cây giống cây ớt, chúng tôi gọi nó là Xuân Tiêu. Diệp Phàm nói qua một chút. Lão Cổ nói Xuân Tiêu sinh trưởng ở một nơi giống như hầm mộ. Lam Tồn Quân rất tò mò. Việc này, nói đến hầm mộ thần bí thường làm cho người ta thích thú. Chỉ là giống mộ thôi chứ cũng không thể nói đó chính là lăng mộ. Lúc đó Lão Cổ nói rất khó đi vào đó, cũng không nói thêm cái gì khác. Chúng ta cứ đến đấy hỏi sẽ biết. Diệp Phàm cười nói. Tốt lắm, tôi sửa soạn chút quần áo chúng ta lập tức xuất phát. Đến lúc đến chỗ Xuân Tiêu tôi và anh Diệp phối chế long sĩ đầu hoàn, chúng ta uống xong rồi hát. Vẻ mặt Lam Tồn Quân hiện lên một tia bỉ ổi, ra chiều thích thú hơn cả Diệp Phàm. Một đám quỷ phong lưu. Đột nhiên từ trên tầng vang lên tiếng ai đó. Em gái Diệp Tử Y của Diệp Phàm xuất hiện, thường xuyên nghe Diệp Phàm nói đến long sĩ đầu hoàn, lâu lâu tất nhiên cũng hiểu ngay được ý tứ là gì. Em gái, đàn ông không phong lưu phụ nữ không yêu. Trần Quân cười gượng cãi. Anh phong lưu cho em xem, lớn mật rồi có phải không Trần Quân? Lúc này một tiếng nói khác vang lên, Trần Quân rụt đầu vẻ mặt xấu hổ cười nói. Việc này, ha ha, Hạnh Nhi, tôi không phải có ý này. Người đi ra tất nhiên là bà xã của Trần Quân, Đoàn Hạnh Nhi. Chị Hạnh Nhi, chỉ cần phải quản lý tốt anh Trần Quân. Nếu không, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đàn ông mà để mặc kệ là không được, mà không được là sẽ phiền toái đấy. Sau này chỉ có nước khóc mà thôi. Diệp Tử Y nhân cơ hội gây sự. Tử Y, đừng nói thế, Trần Quân tôi là hạng người như vậy sao? Việc này, anh Diệp là người rõ nhất về tôi. Trần Quân vội vàng phân bua. Trần Quân, ha ha khá lắm, khá lắm. Diệp Phàm thản nhiên gật đầu cười. Chương 1836, trại nhà họ Cổ. Lên xe, chúng ta phải đi nhanh. Lam Tồn Quân ba phải nói. Mấy người nhìn nhau một cái, cười gượng rồi lên xe đi mất. Một đám khốn khiếp. Diệp Tử Y nhảy lên mắng. Về đây rồi xem em sẽ trừng trị anh như thế nào, Trần Quân. Đoàn Hạnh Nhi hung hăng nói. Trần Quân lái xe cũng sợ tới mức run tay. Này cậu, lái xe như thế nào thiếu chút nữa đụng vào cột điện rồi. Kỹ năng lái xe của cậu không kém như vậy chứ. Lam Tồn Quân cười nói. Nói đến kỹ thuật lái xe thì Trần Quân tôi xếp thứ hai thì không ai dám nói là mình xếp thứ nhất. Trần Quân đắc ý hừ một câu sau đó lẩm bẩm. Có lẽ bà xã đã chuẩn bị trừng phạt tôi, lần này về nhà có lẽ rất thảm đây. Ha ha ha! Trong xe Lam Tồn Quân và Diệp Phàm cùng cười vang. Buổi chiều, hai chiếc xe đến huyện Quy Nguyên, nhìn dãy núi Thiên Sa cao ngất, trong lòng Diệp Phàm có chút buồn bã. Cổ gia trại 80% dân chúng đều họ Cổ. Đương nhiên, còn lại là những họ khác. Từ xưa Cổ gia trại rất nổi tiếng, nhưng người dân Cổ gia trại cũng không giàu có gì. Thôn xóm xây dựng lưng chừng trên sườn núi Thiên Sa. Cách chân núi khoảng 300-400 mét. Nhà trên bản đều là mái gỗ tường đất, gần nhà họ Cổ có một con đường nhỏ, xây dựng cũng rất qua sơ. Nhìn thấy con đường nhỏ này, Diệp Phàm nhớ đến con đường ở đập nước Thiên Thủy kia. Hai bên đường có chút mây mù trên sườn núi, cảnh vật không tồi. Sợ ở Cổ gia trại không có đồ ăn mấy người Diệp Phàm đã mua đồ ở thị trấn Quy Nguyên rồi mới lên núi. Ha ha, cậu nhóc, tôi chờ cậu 7 năm rồi. Diệp Phàm vừa xuống xe. Một ông lão có chút râu ở cằm bước ra cười nói. Vài năm không gặp, phong thái của lão cổ vẫn như trước. Tuy nhiên, nếp nhăn trên mặt đã sâu hơn. Thời gian không buông tha con người, tất nhiên là cũng không có cách nào khác mà. Lão cổ vẫn không khác xưa là mấy. Diệp Phàm cười nói. Không được rồi, già rồi. Trước kia còn có thể leo núi đốn củi, hiện giờ chặt được mấy gánh củi cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, cũng may là hiện tại đã giao việc lại cho bọn nó. Lão cổ cười nói, bọn họ chính là chỉ con cháu. Tuy nhiên, Diệp Phàm có thể cảm nhận được tinh thần của lão cổ vẫn tốt lắm. Sự độ lượng của lão cổ thì trong lòng Diệp Phàm luôn thầm khâm phục. Bước vào nhà họ cổ, không ngờ đến sàn nhà cũng chưa được lát xi măng vẫn là sàn đất,
Trần Quân và Lý Cường đem thuốc, rượu và đồ nhắm từ ngoài xe vào. Lão cổ nhìn cười nói. Biết cậu có tiền nên tôi nhận. Hả, lão cổ sao biết chủ tịch Diệp có tiền? Hắn là một cán bộ, có tiền. Đó không phải là lão cổ ám chí Diệp Phàm tham ô sao? Lúc này Lam Tồn Quân cười trêu. Hắn sẽ không làm vậy. Lão cổ rất chắc chắn, lắc lắc đầu. Chẳng lẽ lão cổ là thần? Trần Quân có chút kinh ngạc. Tôi không bói toán đoán dò, nhưng tôi tin tưởng chủ tịch Diệp không phải là tham quan. Hơn nữa chủ tịch Diệp là người làm được việc. Trước đây ma huyện còn nghèo hơn cả huyện Quy Nguyên, hiện giờ thì ma huyện đã đổi thành thành phố ma thị rồi. Huyện Quy Nguyên thì vẫn không có gì thay đổi. Nhân dân ở ma huyện vẫn thầm cảm ơn chủ tịch Diệp. Còn vì sao tôi có thể khẳng định như vậy nếu các cậu đã theo hắn chắc chắn biết rõ về hắn? Với khả năng về thảo dược của hắn, còn sợ không kiếm được tiền sao? Trên đời này không ai có thể không bệnh cả. Lão cổ nói rất chắc chắn. Lão cổ nói quá rồi, Diệp Phàm tôi sao có thể giống thần được như lão nói. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Chủ tịch Diệp, tôi muốn nhờ cậu một việc. Lão cổ đột nhiên thận trọng nói. Có việc gì xin lão cứ nói. Diệp Phàm hỏi. Cậu cũng thấy đấy, con đường từ núi Thiên Sa đến cổ gia trại chúng tôi không thể nào coi là đường được. Hàng năm đều có người lật xe bị thương, thậm chí là chết. Ôi, người cổ gia trại nghèo, nào có tiền làm đường. Chính con đường này cũng là nhân dân tự đào tự cuốc mà thành. Lão cổ quả đã già nhưng vẫn có tấm lòng Bồ Tát. Sao không phản ánh việc này lên chính quyền huyện Quy Nguyên? Có một chút tiền mở rộng ra thì sẽ an toàn hơn. Trần Quân đứng bên cạnh hỏi. Khó lắm, nói đến những con đường giống như đến cổ gia chúng tôi cả huyện có mấy chục con đường. Sao có thể đầu tư vào đây? Một chỗ đầu tư mấy nghìn nhân dân tệ mà sinh lời cho anh mỗi mấy trăm một nghìn thì thử hỏi có lợi ích gì? Bọn họ nói cũng là tình hình thực tế, cho nên chúng tôi cũng không có cách nào. Lão cổ có vẻ buồn bực. Không cần nói nhiều, lão cổ ạ, việc này đơn giản thôi. Diệp Phàm gật gật đầu, trực tiếp gọi điện thoại cho Thượng Thiên Đồ người phụ trách Long Sơn Trang nói. Lão Thượng, bên Sơn Trang điện ảnh và truyền hình các anh kiếm cũng được đúng không? Ha ha, việc này, anh Diệp hiểu rõ. Chúng tôi cũng lời lãi được ít tiền, sao có thể giấu giếm được anh có phải không? Cho nên, cảm ơn anh đã hỏi thăm. Thượng Thiên Đồ cười nói. Cảm ơn thì không cần. Như vậy đi, giúp tôi một việc. Việc mở rộng đường nhánh từ chân núi Thiên Sa đến cổ gia trại các anh quyên tặng một chút tiền. Coi như làm chút việc tốt đi. Diệp Phàm nói. Được. Thượng Thiên Đồ chưa nói lời nào đồng ý luôn. Lão Thượng biết mà, việc này chỉ cần y đồng ý chủ tịch Mai Phán Nhi chắc chắn sẽ ủng hộ. Một con đường nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ hơn 1 triệu, Diệp Phàm đã mở lời. Mặc dù là Mai Phán Nhi không gật đầu, lão thượng cho dù có lấy tiền riêng của mình ra cũng sẽ làm. Bởi vì, khó có cơ hội để Diệp Phàm chịu mở lời. Thượng Thiên Đồ tới rất nhanh, bởi vì y muốn mở công ty trà Thanh Vũ ngay gần đây. 2 giờ sau, Diệp Phàm đang ăn cơm chiều ở nhà lão cổ thì lão thượng đã mang theo đội trắc địa đến rồi. Anh Diệp, nên làm thì phải làm ngay. Đây là những người của công ty công trình Thiên Lạc. Chuyện anh nói tôi đã truyền đạt qua với Tổng Giám Đốc Mai. Cô ấy bảo tôi phụ trách làm tốt việc này. Hơn nữa còn cẩn thận dặn dò. Đường này độ rộng phải đạt đến 8 mét, làm theo tiêu chuẩn tỉnh lộ số 2. Thượng Thiên Đồ cười nhìn Diệp Phàm một cái lại nói tiếp. Hơn nữa, vừa rồi không biết vì sao Bí Thư Phương đã biết tin này. Nói là đường này Ủy ban Nhân dân thành phố cũng muốn tham gia, bọn họ tình nguyện đóng góp một nửa tiền. Hồng Quốc làm bí thư thành ủy, ha ha, tôi phải chúc mừng anh ta. Lão Thượng, anh thay tôi gửi lời cảm ơn tới bí thư Hồng Quốc. Lần này tôi đến cổ gia trại có chuyện phải làm, không đến, được. Về sau có thời gian sẽ cùng ngồi đàm đạo sau. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, biết Phương Hồng Quốc thể hiện thiện ý với mình. Khi hắn rời khỏi đó, đã đề cử anh ta làm chủ tịch huyện, hiện giờ mấy năm trôi qua, huyện đã trở thành thành phố. Phương Hồng Quốc cũng ngẩng đầu vào ủy viên địa khu Đức Bình. Bởi vì thành phố, tuy là cấp huyện nhưng bí thư thành ủy cũng có thể được liệt vào hàng ủy viên thường vụ. Thế sao được, bí thư Hồng Quốc nói, hiện anh ấy đang họp ở thành phố, nhất định phải mời anh đến. Ngồi, mà anh ấy họp xong sẽ về ngay. Thượng Thiên Đồ vẻ mặt sửng sốt vội vàng nói. Lần sau đi, lần này thật sự không có thời gian.
buổi tối tôi phải đi có việc. Diệp Phàm kiên quyết lắc đầu. Thượng Thiên Độ thấy thế biết không thể giữ, cho dù hơi tiếc nhưng vẫn gọi điện thoại cho Phương Hồng Quốc. Lão cổ, ông là bạn của anh Diệp, có lẽ nhà của ông lần này làm đường cũng nên làm luôn thôi. Thượng Thiên Đồ nhìn lão cổ một cái nói. Không thể, lần này các anh có thể sửa lại đường, tôi đã vô cùng cảm động. Nhà này tuy cũ một chút nhưng tôi ở mãi quen rồi, không việc gì đâu. Lão cổ cười cười từ chối. Như thế không được. Thượng Thiên Đồ kiên trì. Thôi vậy lão thượng, nếu thật sự anh giúp lão cổ xây nhà mới thì người ta sẽ nghĩ lão cổ ăn bớt tiền làm đường. Cho nên việc này thôi đi. Diệp Phàm khoát tay áo nói. Thượng Thiên Đồ nghĩ lại một chút cũng đúng bèn không nói gì nữa. Tuy nhiên vẫn cho mỗi người con của lão cổ một phong bao 5.000. Tin rằng có số tiền đó cũng xây được nhà. Lão cổ muốn ngăn nhưng bị Diệp Phàm xua tay giữ lại. Biết mấy người Diệp Phàm có việc Thượng Thiên Đồ liền biết điều đi trước. Buổi tối, mấy người ngồi cùng nhau bắt đầu tính toán. Lúc đó phát hiện Xuân Tiêu chính là ở đầm nước ở huyện Hồng Sa Châu. Đầm nước ở trên núi cao. Không nhiều người biết đến. Ngoài ra, đầm cũng nhỏ, chỉ chừng 10 mét, dòng nước chảy mạnh, bởi vì đầm chính là nằm dưới một ngọn thác. Dòng nước từ trên lao xuống độ cao đến 200 mét. Mùa mưa tiếng vang rất lớn, đến gần thật sự hơi điếc tai. Khi còn trẻ còn khỏe, tôi đi hái thuốc trên vách đá, trượt chân rơi xuống đầm nước. Độ sâu đầm nước có lẽ là 5-60 mét. Hơn nữa, tôi còn bị dòng nước xoáy kéo vào một khe đá. Lúc ấy rất sợ hãi, muốn tìm lối ra liền men theo dòng nước đi lên trên. Cuối cùng thất vọng trở về vì phía trên cũng không có đường ra. Cuối cùng trong lúc vô ý đã phát hiện ra trong hang đá có một chỗ giống như ngôi mộ. Tuy nhiên, lúc ấy rất tối, chỉ có thể là cảm giác thấy. Kết quả là tiện tay cua được Xuân Tiêu, lúc đó cầm theo ra vài cái. Lại đi từ phía dưới đầm mà lên. Về sau thì không đi qua đó nữa. Nếu các cậu muốn đi. Tôi chỉ có thể đưa các cậu đến chỗ đầm nước. Còn xuống dưới thì tôi già rồi không thể đi xuống nữa. Nói đến đây lão cổ thở dài. 5-60 mét muốn lặn xuống cũng phải có đồ lặn. Lam Tồn Quân nói. Việc này không có gì Trần Quân, cậu gọi điện thoại về Thủy Châu nói chuẩn bị mấy bộ đồ lặn. Diệp Phàm bảo Trần Quân ra ngoài sắp xếp. Vì không có đồ lặn nên buổi tối mấy người quyết định nghỉ ngơi. Sáng hôm sau. Đồ lặn và các thiết bị đã được đưa đến. Ba chiếc xe thẳng đến đầm nước ở Hồng Châu xa. Đến gần đầm nước thì thật sự giống như những gì lão cổ nói. Thác nước từ trên núi đổ thẳng xuống phát ra tiếng vang ầm ầm dọa người. Mấy người khiêng thiết bị đến. Bởi vì đầm nước này rất hẻo lánh, lại không có đường đi, xung quanh vẫn là những rừng cây lâu năm. Cho nên, căn bản không thấy một ai khác. Tạm thời bên bờ đầm có một túp lều, tất nhiên là của quân đội.